Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 216. Kim loại tính tinh la phù, không gì chặn được, Dương Nghị Vân chờ mong này một kích có thể xử lý cái này thánh yêu linh. Thực mau, chỉ chớp mắt, trước mặt hắn thánh yêu linh liền ở hỗn độn trung ảnh hưởng áp chế hạ bị tinh la phù kim quang cấp bao phủ. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, Dương Nghị Vân trước tiên nhìn lại. Ngay sau đó hắn đại hỉ, phía trước thánh yêu linh không thấy tung tích bằng. Bị xử lý đi. Ha ha, không nghĩ tới là hổ giấy, nhìn hù người, thì ra là thế bất kham một kích. Dương Nghị Vân phá lên cười. Phải không? Một tiếng âm chắc chắc thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Dương Nghị Vân một cái chớp mắt ra lông tơ đứng chổng ngược. Vội vàng đi làm phòng ngự tránh né, nhưng là đã muộn. Oanh! Hắn sau lưng bị như cự sơn đột kích một kích, tức khắc nóng rát cực nóng. Phốc! Một đại sau máu tươi nhổ ra, thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào! Dương Nghị Vân một cái chó ăn cứt dừng ở mười mấy mét xa đại đạo thượng. Giờ phút này hắn cảm giác nguyên thần đều đang run rẩy, ý thức đều tan rã lên, hắn nguyên thần tại đây một kích dưới đã chịu đòn nghiêm trọng. Hiện tại hắn có chút minh bạch lại đây, thánh yêu linh không có thật thể, có chỉ là thần hồn trạng thái cấu thành thân thể đi. Vừa rồi một kích, có lẽ căn bản không thương đến yêu thánh linh. Rơi xuống đất lúc sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được sau lưng kình phong đại tác phẩm, hiển nhiên là thánh yêu linh sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh đột kích. Nhưng là này nhất thời chờ, huyết anh thanh âm vang lên, nãi thanh nãi khí mang theo phẫn nộ nói, người bị thương ba ba, ta muốn ăn ngươi. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy sau lưng huyết quang đại tác phẩm, huyết sát chi khí bùng nổ, lại là biết huyết anh rời đi chính mình cổ. Trong lòng sốt ruột, vội vàng hô, nói nhi trở về. Hắn không xác định huyết anh có thể hay không cùng thánh yêu linh so chiêu, sợ huyết anh có hại. Kêu to huyết anh, nhưng huyết anh đã nhào hướng thánh yêu linh. Mà hắn giờ phút này thân thể gặp tới rồi thánh yêu linh một kích đòn nghiêm trọng, thân thể thượng nhưng thật ra không quan trọng, nguyên thần lại là bị một cổ cực cường cường hãn lực lượng cấp đánh sâu vào sau. Lúc này nguyên thần không xong, tuy rằng trong lòng lo lắng huyết anh có hại, nhưng nếu là không đem nguyên thần khôi phục lại, hắn biết là không thể giúp huyết anh. Vội vàng vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa nguyên thần đã chịu đánh sâu vào, hắn nguyên thần thượng như là bị dính thượng một tầng dệt võng giống nhau lực lượng, yêu cầu đi luyện hóa. Vận chuyển càn khôn tạo hóa công, thúc giục nguyên thần bắt đầu xua tan cổ lực lượng này, cũng may đều không phải là trong tưởng tượng như vậy khó chơi. Ước chừng 3 phút sau, rốt cuộc đem dính vào nguyên thần thượng lực lượng xua tan luyện hóa. Dương Nghị Vân lúc này mới vội vàng đứng dậy đi xem huyết anh tình huống. Kết quả vừa nhấc đầu, hắn cảm thấy đỏ lên một thanh lưỡng đạo thần quang, cơ hồ là thuấn di giống nhau một hồi ở sao trời trong chốc lát ở tinh la trên đường. Mắt thường dưới cơ hồ nhìn không tới. Dương Nghị Vân biết màu đỏ chính là huyết anh, mà màu xanh lá là thánh yêu linh. Đại chiến dựng lên, rất là hung mãnh. Mặc kệ là huyết anh vẫn là thánh yêu linh đều không chịu hư không áp chế. Nhưng là như vậy thoạt nhìn, tựa hồ huyết anh chút nào không rơi hạ phong, khá vậy nhìn ra được tới, một chốc cũng bắt không được thánh yêu linh. Ở đi xem Mai Tỷ bên kia, Mai Tỷ đều hóa thân ngũ trảo kim long bản thể ở chiến đấu. Nhưng là, làm hắn ngoài ý muốn chính là liền nhảy ngũ trảo kim long dây dưa ở cùng nhau. Này thuyết minh đối ứng Mai Tỷ thánh yêu linh là biến ảo mà ra chân long thân thể, cũng thực sự không đơn giản, Dương Nghị Vân vốn dĩ nghĩ đi giúp Mai Tỷ. Nhưng cái này khen ngược hai điều ngũ trảo kim long mặc kệ là hình thể vẫn là hơi thở đều là giống nhau, căn bản phân biệt không ra, hơn nữa cũng là không phân cao thấp thực lực. Đến, giúp không được, không làm rõ được cái nào là Mai Tỷ, Dương Nghị Vân biết chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Thoạt nhìn Mai Tỷ tạm thời cũng sẽ không có cái gì vấn đề, bởi vì ở Dương Nghị Vân trong mắt hai điều kim long chém giết không phân cao thấp. Một khi đã như vậy Dương Nghị Vân liền tìm cơ hội cùng huyết anh liên thủ trước xử lý hắn đối phó thánh yêu linh lại nói. Rầm rầm, nặng nề tiếng đánh nhau không ngừng ở vang lên. Mỗi một khắc, huyết anh cùng thánh yêu linh rốt cuộc từ hư không về tới tinh la đại đạo thượng. Hơn nữa là thánh yêu linh bị huyết anh một kích đánh rớt trên mặt đất. Huyết anh chiếm cứ thượng phong, Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, hắn sớm đã đang chờ cơ hội. Giờ phút này trong lòng vừa động, vèo một chút tiến lên. Trong tay hỗn độn chung xuất hiện, đối với thánh yêu linh ném qua đi. Đông! Thúc giục hỗn độn chung sau, hỗn độn chung hóa thành mấy thước thật lớn một chút liền bao phủ ở thánh yêu linh trên người, đem hắn trấn áp ở hỗn độn chung nội,
thịch thịch thịch. Dương Nghị Vân phi phát tới, một hơi thúc dục gõ vang lên chín đánh chuông vang. Tiếng chuông chính là nhiếp hồn, chính là đối mặt nguyên thần nội công kích, liên tiếp 9 lần vận chuyển dưới, khắc văn đại tác phẩm, một đạo so với một đạo cường hãn lộng lẫy. Cường hãn tiếng chuông cùng chí dương chí cương lực lượng ở hỗn độn trung nội bắt đầu nhằm vào thánh yêu linh, Dương Nghị Vân muốn đem chi luyện hóa không thể. A! À, hỗn độn trung nội thánh yêu linh phát ra tiếng kêu thảm thiết, gắt gao bị áp chế. Dương Nghị Vân bàn tay đặt ở hỗn độn trung thượng, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn không ngừng độ nhập ở trong đó, đối mặt thánh yêu linh. Từ phía trước chiến đấu tiếp xúc tới xem, Dương Nghị Vân biết thánh yêu linh là không có thân thể, mà là cường đại nguyên thần thân thể, sở huyễn hóa ra tới thân thể là hư không thiên đế bản năng lượng, bản chất thánh yêu linh kỳ thật là âm thuộc tính bản thể. Mà hỗn độn trung lại là chí dương chí cương chí bảo, trước chiến đấu, Dương Nghị Vân liền cảm giác ra tới. Thánh yêu linh cũng là sợ hãi hỗn độn trung trung, lúc này nắm lấy cơ hội sau, hắn trực tiếp liền lấy hỗn độn trung chân áp. Hiện tại xem ra quả nhiên hữu hiệu. Nhưng là toàn bộ lực lượng đều thúc giục hỗn độn trung, lại là phát hiện thánh yêu linh tuy rằng kêu thảm thiết, nhưng còn không có chính thật khởi đến nguy hiểm trình độ. Dương Nghị Vân cắn răng một cái nói, tiểu gia còn cũng không tin, làm không xong ngươi một giới yêu linh. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng ở động, lại là trầm thấp nói. Nói thụ chi lôi, cho người oanh kích. Hắn pháp lực nếu còn uy hát yêu ta không đến thánh yêu linh, kia Dương Nghị Vân liền ở hơn nữa càng thuần dương 10 đạo nói thụ chi lôi thuộc tính nói thụ chi lực, phách cũng đánh chết thánh yêu linh. Trong cơ thể một đạo đầu ngón tay phẩm chất tím lôi tia chớp mà ra, tiến vào hỗn độn chung trong vòng, trực tiếp dừng ở thánh yêu linh trên người. Ầm vang! Đừng nhìn là một đạo đầu ngón tay phẩm chất lôi điện, nhưng phát ra thanh âm lại là như cửu thiên sấm sét giống nhau nổ vang. A, à, tha mạng. Lúc này đây trung quy hiệu quả, hỗn độn trung nội thánh yêu linh kêu thảm thiết trung lại là xin tha lên. Dương Nghị Vân nhếch miệng nở nụ cười. Rầm rập ầm vang. Căn bản liền không có để ý tới thánh yêu linh kêu thảm thiết xin tha, ngược lại một hơi có bộc phát ra ba đạo nói thụ chi lôi. A a a. Từng tiếng tham gia từ thánh yêu linh trong miệng phát ra. Lại là ở cuối cùng này ba đạo nói thụ chi lôi hạ. Biến ảo thành hắn bộ dáng thánh yêu linh hình thái rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, đạo thứ nhất dưới thánh yêu linh nhân thân bắt đầu mơ hồ, đạo thứ hai dưới hoàn toàn oanh một chút bị lôi điện oanh tan thân thể, hóa thành một đoàn màu xanh lá sương mù, cuối cùng một đạo lúc sau, này một đoàn thanh khí cũng bị oanh tán. Không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Dương Nghị Vân lúc này mới dừng lại. Chính là Dương Nghị Vân vừa thấy, bên trong xuất hiện một viên nắm tay lớn nhỏ màu xanh lá hạt châu. Hắn cảm thụ không đến uy hát iota. Vung tay lên thu hồi hỗn động chung, đem này viên màu xanh lá hạt châu chộp vào trong tay. Lại là xúc tua lạnh lẽo, nhìn kỹ nội loại tựa hồ có một đạo tia chớp giống nhau khắc văn, hoặc là nói là rất sống động dòng khí. Liền như vậy cái ngoạn ý. Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng, bỗng nhiên dùng sức muốn bóp nát. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn nhéo, cư nhiên không có bất luận cái gì dấu vết ra tới. Cứng rắn trình độ vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá này dùng một chút lực dưới, này nhưng hạt châu lại là đã xảy ra biến hóa, cũng từ bên trong truyền ra một cái kinh hoàng thanh âm nói, đừng đừng đừng, đừng hủy diệt ta có thể cho ngươi hỗ trợ thu phục mặt khác thánh yêu linh. Dương Nghị Vân sửng sốt, dừng. Giờ phút này trong tay hắn màu xanh lá hạt châu, hoặc là nói là thánh yêu linh cũng phát ra tới nhàn nhạt thanh quang, bên trong cư nhiên xuất hiện một chương có điểm phim hoạt họa giống nhau mắt to cùng miệng. Dương Nghị Vân nghĩ đến có lẽ đây mới là thánh yêu linh chân chính tướng mạo sẵn có đi. Hơn nữa nói ra nói, cũng làm hắn trong lòng nổi lên dao động. Có thể trợ giúp thu phục mặt khác yêu thánh linh. Này một cái hắn là vô pháp cự tuyệt. Nhìn chằm chằm trong tay hạt châu, nhìn bên trong kia một đôi màu đen thả lại vô cùng linh tính mắt to, Dương Nghị Vân như cũ không có buông ra tay, nheo lại tới đôi mắt chậm rãi mở miệng nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi nếu cấp không được ta một cái tín nhiệm ngươi lý do, ta còn là sẽ bóp nát ngươi. Đừng đừng đừng, ta có thể đem ta nguyện ý ngươi cùng ký xuống thánh hồn khế ước, trở thành ngươi thánh linh, cầu ngươi đừng giết ta a. Thánh yêu linh đáng thương hề hề kêu to, hạt châu nội một đôi mắt to chớp chớp cư nhiên giả nổi lên đáng thương, nhưng Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được gia hỏa này là thật sợ. Thánh yêu linh nhận túng. Dương Nghị Vân tâm động chính là thánh yêu linh một câu. Có thể hỗ trợ thu thập mặt khác thánh yêu linh. Đương nhiên Dương Nghị Vân không có khả năng liền dễ dàng như vậy tin tưởng thánh yêu linh, cho nên tự nhiên phải có ước thúc,
cũng may cái này thánh yêu linh không hổ là thành tinh hóa, lập tức liền nói nhưng một ký khế ước. Như thế làm Dương Nghị Vân trong lòng vui mừng, có khế ước chế hành đó là nhất bảo hiểm. Đương nhiên khế ước là nịnh hót bình đẳng khế ước cùng chủ tớ khế ước, đối Dương Nghị Vân tới nói, hắn tự nhiên là yêu cầu chủ tớ khế ước. Vì thế nói, chủ tớ khế ước, người không đến tuyển, nhanh lên. Là, ngài định đoạt, chủ tớ liền chủ tớ, đều là có thể. Thánh yêu linh lúc này là nhâm mệnh bộ dáng, phi thường thuận theo, ngược lại là làm Dương Nghị Vân trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này có thể hay không chơi trá. Nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn điểm, nhưng đừng cống ngầm lật thuyền mới là. Còn hảo. Ngay sau đó, thánh yêu linh còn liền thật sự một đạo xanh biếc vầng sáng bay ra tới, huyền phù ở Dương Nghị Vân trước người. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, trong đó phát ra cường đại thuần tịnh thần hồn chi lực, liền biết là thánh yêu linh thánh hồn ấn ký. Liền tính là như thế, hắn cũng không dám có chút đại ý, sợ thánh yêu linh ra cái gì chuyện xấu, một cái tay khác đem thánh yêu linh này đạo ấn nhớ chộp trong tay, cẩn thận kiểm tia, rồi một chút không có gì vấn đề, lúc này mới đặt ở chính mình giữa mày, trong lòng vừa động trực tiếp hấp thu vào thần trong biển, thần hải trong vòng hắn nguyên thần vừa mở miệng trực tiếp nuốt vào thánh yêu linh này nói thánh hồn ấn ký. Như thế Dương Nghị Vân cuối cùng là yên tâm, vì cái gì vấn đề đều không có. Đến tận đây hắn xem như hoàn toàn nắm giữ thánh yêu linh sinh tử. Không thành vấn đề lúc sau, Dương Nghị Vân mới buông lỏng ra thánh yêu linh. Sinh tử bị hắn khống chế, chỉ cần một ý niệm là có thể làm thánh yêu linh hồn phi phách tán, lượng hắn cũng không dám lỗ mãng. Mà ở hắn buông ra trong tay nắm tay lớn nhỏ hạt châu thời điểm, hoặc là nói thánh yêu linh thời điểm, lại là thanh quang chợt lóe, lúc sau, hạt châu này mọc ra đầu nhỏ cùng tay chân, nhìn qua có điểm cùng loại búp bê vải. Manh manh còn rất đáng yêu, dù sao vẫn là tay bàn tay tiểu. Không cánh nhưng lại có thể huyền phù mà bay. Tiểu tám gặp qua chủ nhân. Hóa thành nho nhỏ nhân nhi giống nhau sau, thứ này lại là tự xưng tiểu tám đối với Dương Nghị Vân ở không trung tạo thành chữ thập chào hỏi. Dương Nghị Vân một nhạc nói, đây mới là ngươi chân chính hình thái đi. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta 36 thiên cương thánh yêu linh đều là bực này hình thái, nhưng lại có thể hóa thành bất kỳ nhân loại nào bộ dáng. Bắt trước hơi thở cùng công pháp tu vi cảnh giới từ từ. Tiểu tám nói. Ngươi ở 36 thiên cương chung xếp hạng thứ 8, cho nên kêu tiểu tám đi. Dương Nghị Vân hỏi. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta 36 huynh đệ tỷ muội đều là ra đời ở khai thiên thời đại, là dựa theo ra đời ý thức tư duy xếp hạng, ta là thứ 8 cái ra đời ý thức tư duy, cho nên xếp hạng thứ 8. Tiểu tám nói. Dương Nghị Vân là thật sự âm thầm lấy làm kỳ. Dựa theo tiểu tám nói. Bọn họ 36 thiên cương thánh yêu linh, mỗi một cái đều có thể biến ảo thành nhân, bắt chước người hơi thở tu vi cảnh giới từ từ, này quả thực là 36 cánh biến hóa chi thuật a. Ghê gớm. Trước kia hắn nhớ rõ chính mình ở tu chân giới thời điểm, từ chết lão nhân trong tay được đến hơn 100 biến tinh quân công pháp, liền có điểm cùng loại, có thể bắt chước hình thái từ từ biến hóa chi thuật, nhưng lại trước sau không có được đến công pháp tu luyện, tới rồi tiên giới thần giới lúc sau, liền tính là có hoàn thành biến hóa chi thuật. Cũng theo không kịp tu vi cảnh giới, từ nay về sau rốt cuộc vô dụng quá. Từ nhỏ xem qua Tây Du Ký Tôn Ngộ Không 72 biến chi thuật, Dương Nghị Vân trong lòng vẫn là rất giống hướng tới biến hóa chi đạo, không nghĩ tới hôm nay từ thánh yêu linh trên người biết được chân chính biến hóa chi thuật, đương nhiên hắn rõ ràng thánh yêu linh nắm giữ biến hóa chi thuật càng thêm cao cấp. Thánh yêu linh a, đây là thánh đạo chi thuật. Nếu là thật sự có thể đem này đó thánh yêu linh thu phục ở dưới trướng, kia tất nhiên là quần chiến ám sát phương bài đòn sát thủ. Cũng không biết thánh yêu linh chân chính thực lực như thế nào, nhưng hôm nay một trận chiến xem ra, tuyệt đối không thua kém hợp đạo, có thể cùng bọn họ chiến đấu không rơi hạ phong, ít nhất tu vi ở hợp đạo nhị ba tầng đi. Này vẫn là ở không có thân thể dưới tình huống. Như thế thánh yêu linh có được cường hãn thần thể, so sánh với sẽ càng thêm khủng bố. Phía trước liền nhớ rõ tiểu tám nói qua, bọn họ là bị thánh thiên đế chấn áp ở chỗ này tinh linh. Cũng tất nhiên là phạm quá cái gì sai. Dù sao vẫn luôn liền ở chỗ này không đi ra ngoài quá. Đối với tiểu tám nói, Dương Nghị Vân còn có rất nhiều nghi hoặc chỗ, nhưng giờ phút này hắn lo lắng Mai Tỷ, trước đến làm tiểu tám đem cùng Mai Tỷ chiến đấu thánh yêu linh cấp bắt lấy đang nói. Ngươi không phải nói muốn giúp ta thu phục mặt khác thánh yêu linh sao? Còn sửng sốt làm cái gì? Bên kia hóa thân Kim Long chính là ta nữ nhân, cũng là ngươi thần mẫu, nếu là làm nàng bị thương ta bắt ngươi là hỏi. Dương mẫu nhân đối tiểu tám bắt đầu uy hát yêu ta. Ách chủ nhân chờ một lát,
xem ta, không cần tốn nhiều sức ha. Tiểu tám nói chuyện chung, vèo một chút bay đi ra ngoài, hướng về Mai tỷ mà đi, hơn nữa hô, 13 muội đừng đánh, đừng đánh, bát ca có chuyện cho ngươi nói a. Kế tiếp làm Dương Nghị Vân kinh ngạc sự đã xảy ra. Nơi xa hai ngày Kim Long ở lẫn nhau xé, kết quả tiểu tám còn gọi một tiếng 13 muội sau, trong đó một cái Kim Long vèo một chút hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tiểu tám. Dư lại một cái không hề nghi ngờ là Mai tỷ. Dương Nghị Vân chợt lóe đi. Mai tỷ có thể ngừng. Dương Nghị Vân nói một câu. Ngay sau đó Mai tỷ kim quang chợt lóe, khôi phục hình người, nàng sắc mặt có chút trắng bệch cái trán thấy hãn, trở lại Dương Nghị Vân bên người nói, sao lại thế này? Dương Nghị Vân cười cười, đem huyết anh từ trên cổ báo xuống dưới, nói, ít nhiều nói nhi, làm ta nắm lấy cơ hội bắt lấy thánh yêu linh. Dương Nghị Vân dăm ba câu giảng thuật xong, Mai tỷ trợn mắt há hốc mồm, đơn giản như vậy a. Ách, kỳ thật ta cũng rất buồn bực, nhưng sự thật như thế, tiểu tám quá mức phối hợp, nhưng hắn yêu hồn ấn ký đích xác giao cho ta, ta cũng có thể ở nhất niệm chi gian khống chế hắn sinh tử, lẽ ra đi, liền tính là bị ta lấy hỗn độn chung trấn áp xuống dưới, đường đường thánh yêu linh cũng không nên như thế túng mới đúng, nhưng cố tình liền túng, hiện tại còn chủ động đáp ứng ta đi thuyết phục làm mặt khác thánh yêu linh thần phục, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hoặc là đợi lát nữa nhìn xem, ta hảo hảo thẩm vấn. Dương Nghị Vân cũng là mang theo nghi hoặc khó hiểu. Thật sự không nghĩ ra tiểu tám cái này thánh yêu linh trong hồ lô mua cái gì dược. Hết thảy đều tựa hồ ở hỗn độn chung trấn áp tiểu tám lúc sau, thay đổi, trở nên quá mức thuận lợi. Đây là Dương Nghị Vân trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ngươi không sao chứ, Dương Nghị Vân nhìn đến Mai tỷ không bị thương, nhưng vẫn là hỏi một câu. Mai tỷ lắc đầu nói. Không có việc gì, chính là tiêu hao pháp lực, bất quá nói trở về cái kia thánh yêu linh thực lực đích xác cường đại, cư nhiên hơi thở cùng pháp lực cùng ta giống nhau như đúc, nếu không phải nàng sẽ không long tộc bí pháp nói, ta đều phân biệt không ra nàng có phải hay không long tộc. Ta phía trước nghe tiểu tám nói bọn họ là ra đời với khai thiên thời đại thiên địa 36 thiên cương chi linh, có được bắt trước mặt khác sinh linh tu vi cảnh giới hơi thở bộ dạng từ thiên phú, hẳn là trời sinh thiên phú dị bẩm, điểm này thật là đủ phong tao. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian vẫn là chút hâm mộ. Hắn rõ ràng đây là người khác thiên phú, không phải có thể học tập tu luyện thần thông phương pháp, nếu không hắn thật đúng là muốn đi học tập một chút. Đang lúc Dương Nghị Vân cùng Mai tỷ nói chuyện phiếm hết sức, không tính ra chỉ thấy tiểu tám trước người cùng Mai tỷ chiến đấu quá thánh yêu linh hóa thành cùng tiểu tám giống nhau như đúc tiểu tinh linh, ngay sau đó bay lại đây. Chủ nhân A, đây là ta 13 muội, nàng nguyện ý nguyện trung thành chủ nhân. Hơn nữa ký kết chủ tớ khế ước. Tiểu tám đối Dương Nghị Vân nói xong, đối với lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc thánh yêu linh đạo, 13 muội bắt đầu đi. Hảo, cái này 13 muội, chỉ nói một chữ, nhưng thật là giọng nữ, rất có tư tính, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự một đạo xanh biếc bay ra tới, Dương Nghị Vân vừa thấy thật đúng là yêu hồn ấn ký a. Hết thảy quá thuận lợi đến Dương Nghị Vân đều không cảm tin tưởng. Nếu là đổi làm mặt khác đối tượng nói, giao ra yêu hồn ấn ký tới, Dương Nghị Vân sẽ cười ha hả nhận lấy, nhưng ở trước mặt hắn không phải bình thường sinh linh a, kia mẹ nó là thánh yêu linh, ra đời với khai thiên thời đại 36 thiên cương chi tinh linh. Đơn giản như vậy liền đem chính mình yêu hồn đưa ra tới. Đem sinh tử giao cho chính mình này nhân tộc thần linh. Nghĩ như thế nào Dương Nghị Vân đều tuyệt đối không chân thật, quá không chân thật. Nhận lấy một cái tiểu tám yêu hồn. Cũng đã làm Dương Nghị Vân trong lòng có điểm sờ không được chi tiết, hiện tại lại tới một cái 13 muội, tuy rằng đây cũng là phía trước nói tốt, nhưng không có một chút phản kháng liền giao ra yêu hồn ấn ký, Dương Nghị Vân trong lòng thực sự là phạm nói thầm. Nên sẽ không có âm mưu đi. Nhất định có cái gì âm mưu, phải biết rằng hắn nhận lấy yêu hồn ấn ký, là muốn nuốt vào chính mình nguyên thần trong cơ thể, nếu là nguyên thần xảy ra chuyện gì, kia hắn chính là vạn kiếp bất phục. Dương Nghị Vân trong lòng không đế. Đối mặt tiểu tám 13 muội giao ra yêu hồn ấn ký, Dương Nghị Vân nhìn xuống dụ hoặc, hít sâu một hơi, nhìn bàn tay tiểu nhân tiểu tám cùng 13 muội, chậm rãi hỏi, các ngươi thành thành thật thật nói cho ta, như vậy thống khoái giao ra chính mình yêu hồn ấn ký, có phải hay không có cái gì âm mưu? Ngạch chủ nhân oan uổng a, chúng ta đều đem yêu hồn ấn ký giao ra đây, nào có cái gì âm mưu a? Tiểu tám ngũ quan tại đây một khắc phi thường nhân tính hóa, biểu hiện ra thiên đại oan uổng biểu tình. Mà hắn 13 muội còn lại là vẫn không nhúc nhích huyền phù ở tiểu tám bên người, không nói chuyện.
Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ kỳ thật đều căng chặt thần kinh nhìn chằm chằm này hai cái thánh yêu linh, một khi có cái gì không đúng, cùng lắm thì động thủ, Huyết Anh vẫn luôn đều phi thường ngoan ngoãn, giờ khắc này được đến Dương Nghị Vân chỉ thị, cũng là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tiểu tám cùng 13 muội. Nghe tiểu tám kêu oan, Dương Nghị Vân gằn từng chữ, là thật sự không nghĩ ra, các người đường đường thánh yêu linh a, thật muốn là cùng ta liều mạng, chúng ta sợ là không chiếm được tiện nghi, nhưng các người cư nhiên lấy thánh linh tôn sư, cam nguyện thần phục ta một nhân tộc thần linh, này. Nghĩ như thế nào thấy thế nào cũng chưa đạo lý, dù sao cũng phải có một cái lý do làm hắn chân chính tin tưởng đi, cứ việc các người cấp ra các người yêu hồn ấn ký, nhưng lòng ta như cũ không yên ổn, các người nói có phải hay không đạo lý này. Lần này Dương Nghị Vân nói xong lúc sau, tiểu tám cùng 13 muội trầm mặc đi xuống, một lát sau, 13 muội vừa thấy tiểu tám nói, bát ca vẫn là nói thật đi. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ nghe được 13 muội những lời này, giật mình, quả nhiên có khác ẩn tình a. Lại là không biết là cái gì nguyên nhân, làm đường đường thánh yêu linh mặt trong mặt ngoài đều không cần, muốn thành phục với hắn. 13 muội thoạt nhìn muốn so tiểu tám thành thật, đối tiểu tám nói thật đi. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ cũng chờ mong, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, có thể làm cho bọn họ buông thánh yêu linh tôn nghiêm mà muốn thần phục chính mình. Hơn nữa vẫn là chủ tớ khế ước. Tiểu tám trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, chủ nhân ngài kia khẩu hỗn độn chung xin hỏi từ đâu mà đến. Dương Nghị Vân không nghĩ tới, tiểu tám sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Ngây ra một lúc nói, ngẫu nhiên đến chi, này cùng các ngươi một hai phải thần phục với ta có quan hệ gì? Tiểu tám nói, kỳ thật hỗn độn chung cùng thánh thiên đế có quan hệ, chúng ta tại rất sớm thời điểm liền nhìn đến quá hỗn độn chung chính là thánh thiên đế pháp khí, cho nên đây là chúng ta thần phục ngài trong đó một nguyên nhân. Tiếp theo là, chúng ta 36 thiên cương, bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, đều nghĩ ra đi, chính là thánh thiên đế cho chúng ta lưu lại đường đi ra ngoài, chỉ có hai điều, đệ nhất còn lại là chỉ có ngoại giới sinh linh tiến vào nơi này sấm quan đến thứ thời điểm. Chúng ta có thể chiến thắng đoạt xá phương thức đi ra ngoài, chính là vô số tuế nguyệt tới nay, tiến vào hư không thiên đế bản sinh linh rất nhiều, nhưng có thể sấm đến thứ 8 quan giả tổng cộng mới 16 người. Vô số tuế nguyệt A, chúng ta 36 huynh đệ tỷ muội mới đi ra ngoài 16 người, hiện tại còn dư lại 20 người bị nhốt ở chỗ này, nếu là không có người tiến vào chúng ta sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, nhưng chúng ta ai cũng không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Còn có chính là nếu là ai có thể đăng đỉnh thứ 9 quan, như vậy chúng ta dư lại mọi người liền đều có thể rời đi. Nhưng mà bước lên thứ 9 quan, dữ dội khó khăn, vô số tuế nguyệt tới nay, có 16 danh cường giả đều dừng bước ở thứ 8 quan. Không ai sấm đến thứ 9 quan, chúng ta kỳ thật biết, có thể đăng đỉnh thứ 9 quan giả, tất nhiên là cùng Thánh Thiên Đế có quan hệ người, mà ngươi là vô số năm qua chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất cùng Thánh Thiên Đế có quan hệ người. Tiểu tám nói tới đây không đang nói đi xuống. Dương Nghị Vân trong lòng lại là có chút sông cuộn biển gầm, thử hỏi, ý của ngươi là, trong tay ta hỗn độn chung. Tiểu tám giờ đầu nói, đúng vậy, hỗn độn chung chính là thánh thiên đế pháp khí, chúng ta gặp qua, điểm này sẽ không sai. Dương Nghị Vân nghe tiểu tám nói chuyện, thật sự là không biết nên như thế nào tiếp theo hàn huyên, năm đó ở xa hồ bà nơi nào đáy hồ được đến hỗn độn chung bản thể là lúc, trong đầu thật là có thiên đế nhắn lại. Hơn nữa ở đụng tới trường thanh thánh nhân ý thức ấn ký thời điểm, ngăn không được chính mình nhất bái, nói cái gì chính mình là thiên đế gì đó người, lúc ấy cảm giác có điểm không thể hiểu được, nhưng hiện tại xem ra, càng thêm phức tạp, giờ phút này cư nhiên có cùng nơi này thánh thiên đế nhắc lên quan hệ. Giữa hai bên có phải hay không một người? Như vậy hắn đâu? Hắn hiện tại là ai? Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư. Cũng không biết đây là chuyện tốt chuyện xấu. Nghe tới. Tiểu tám cùng 13 muội muốn trở thành chính mình thánh linh phó chuyện này rốt cuộc hợp lý, bọn họ là vì từ nơi này đi ra ngoài. Mà ra đi biện pháp, chỉ có thể là ngoại giới sinh linh đi vào thứ 8 quan làm cho bọn họ đoạt xá, hoặc là nói là có người có thể sấm đến thứ 9 quan đi, đến lúc đó, bọn họ đồng dạng sẽ tự do. Ngươi liền như thế khẳng định ta trên người hỗn độn chung chính là thánh thiên đế pháp khí. Dương Nghị Vân nghĩ hỏi tiểu tám. Sẽ không sai. Phía trước tinh la cái kia lão tiểu tử ở ngươi tế ra hỗn độn chung sau, trực tiếp cho đi làm ngươi cùng thần mẫu bước lên thứ 7 tinh la bản chính là tốt nhất chứng minh, ta đánh giá tinh la cái kia lão tiểu tử cũng nhận ra tới, nếu không sẽ không nhẹ nhàng cho các ngươi bước lên tân la bàn. Tiểu tám nói, Dương Nghị Vân cái này thật đúng là chút tin tưởng,
suy nghĩ một chút phía trước thật là như thế. Chẳng lẽ vận mệnh chú định chính mình cùng cái gì thánh thiên đế có quan hệ? Dù sao dựa theo lúc này tiểu tám nói, hỗn độn chung chính là thánh thiên đế pháp khí, đây cũng là tiểu tám cùng là 13 muội nguyện ý lòng dạ nguyên nhân. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi, không khác. Không có. Thật không có. Hảo đi. Một khi đã như vậy ta liền nhận lấy các ngươi, nhưng là, ta cũng là có điều kiện. Dương Nghị Vân thanh âm kéo dài quá lên. Cái này làm cho tiểu tám sắc mặt có điểm khó coi, chúng ta đều đem chính mình mạng nhỏ giao cho ngươi, ngươi còn có điều kiện. Không biết chủ nhân ngài muốn cái gì điều kiện, tiểu tám nhỏ giọng hỏi. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, ta cũng mặc kệ cái gì thánh thiên đế, dù sao hỗn độn chung là ta pháp khí, điểm này không sai được, mà các ngươi nghĩ ra đi, ta đâu, hiện tại nơi này đạt được chỗ tốt, nói như vậy nói các ngươi có thể minh bạch đi. Tiểu tám lúc này bừng tỉnh, cười cười nói, thỉnh chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định có thể làm ngài cùng thần mẫu bước lên thứ 8 tinh la bàn. Nói chuyện thời điểm, tiểu tám thực tự tin. Dương Nghị Vân búng tay một cái nói, hảo, các ngươi tưởng từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta tưởng đạt được nơi này chỗ tốt, kỳ thật chúng ta mục tiêu là vẫn luôn, ta phía trước nghe ngươi ý tứ, các ngươi 36 thiên cương thánh yêu linh đi ra ngoài 16 cái, nói cách khác nơi này còn dư lại 20 chi số đi. Đúng vậy chủ nhân, lần này hiến thân có 14 cái. Chúng ta mỗi một cái chỉ có thể lựa chọn một người làm đoạt xá đối tượng, còn có 6 cái ở thứ 8 tinh la bàn không ra tới. Tiểu 8 giờ đầu. Nếu ta yêu cầu các ngươi tất cả mọi người cùng ta ký xuống chủ tớ khế ước, khó khăn có thể hay không rất lớn. Dương Nghị Vân thử hỏi. Tiểu 8 nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa hỏi, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó lại là đại hỉ nói, chủ nhân cầu mà không được a, chúng ta sở hữu huynh đệ tỷ muội đều nghĩ ra đi a. Ngài là thể hội không được ở chỗ này vô tận 5 tháng nhàm chán a, chúng ta đều nghĩ tới tự sát, đáng tiếc chúng ta chính là thiên địa chi tinh, tự sát là không có khả năng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cái gì đều có thể làm. Dương Nghị Vân cái này yên tâm, cười hắc hắc nói, ta đây liền thu các ngươi sở hữu thánh yêu linh, bất quá ngươi có thể bảo đảm bọn họ đều nguyện ý sao? Đương nhiên, ngài trong tay hỗn độn chung đối chúng ta tới nói chính là một cái tín vật, nếu là ngài trong tay không có hỗn độn chung, ta bảo đảm ngươi sẽ chết. Tiểu tám đánh bạo nói. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nhìn vài trăm thước ở ngoài, cùng cửu Lê Tia, A chiến đấu những người đó, dừng một chút hỏi, những người đó, ngươi cảm thấy có bao nhiêu có thể chiến thắng các ngươi đồng bạn? 3-5 cái mà thôi tiểu tám nói. Vậy ngươi đồng bạn có thể hay không bị giết chết? Dương Nghị Vân không tự giác đã đem thánh yêu linh trở thành hắn tài sản. Sẽ không, ở chỗ này chúng ta là không chết được. Chỉ có chúng ta sát người khác, đoạt xá người khác, mà người khác ở chỗ này giết không chết chúng ta. Tiểu tám khí phách nói. Dương Nghị Vân cái này hít hà một hơi, nuốt khẩu nước miếng nói cách khác, phía trước kia 12 người, sẽ có 8-9 thành bị ngươi đồng bạn đoạt xá. Nếu thật là như vậy, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình muốn phát tài. Có thể cho thánh yêu linh đi khống chế này đó cường giả, chẳng phải là gián tiếp khống chế thần giới rất nhiều thế lực. Ai biết tiểu tám lắc đầu nói, kỳ thật rất khó chủ nhân, các người mỗi người trong tay đều có truyền tống lệnh, ở trong lúc nguy cấp, có thể sử dụng truyền tống lệnh đi ra ngoài, đoạt xá cũng không phải dễ dàng như vậy, đây cũng là từ khai thiên thời đại đến nay, vô tận 5 tháng chung, chúng ta 36 thiên cương thánh yêu linh mới đi ra ngoài 16 người nguyên nhân, dựng lên đoạt xá sau khi thành công, như cũ vẫn là sẽ có nguy hiểm, tới rồi ngoại giới, chưa chừng sẽ bị phản phệ, đến lúc đó sẽ hoàn toàn tử vong. Cũng không biết đi ra ngoài những cái đó hiện tại còn sống có mấy người tiểu tám có chút thương cảm. Dương Nghị Vân có điểm sững sờ nói, truyền tống lệnh khí linh tinh la không phải nói không thể ở tinh la nói sử dụng sao. Đó là phía trước, hiện tại là đi trước thứ 8 tinh la bàn đại đạo, cùng phía trước không giống nhau, rốt cuộc có thể đến này một quan giả không dễ dàng, nơi này là thánh thiên đế lưu lại không gian, nhìn như làm khó dễ, kỳ thật là cho hậu nhân lưu lại rèn luyện nơi, bổn ý là truyền thừa. Không phải thật sự giết người. Tiểu tám giải thích. Dương Nghị Vân cái này xem như minh bạch, ngẫm lại cũng đích xác hợp lý. Hành đi, mặt khác trước mặc kệ, ta đây liền nhận lấy ngươi 13 muội. Dương mỗ nhân rốt cuộc yên tâm, trong lòng vừa động đem thánh linh 13 muội yêu hồn ấn ký nhận lấy, đến tận đây hắn lại nhiều một cái thánh yêu linh hầu gái. Này không có biện pháp, là người khác cầu hắn thu không được, ha ha. 13 bái kiến chủ nhân. Thánh yêu linh đứng hàng 13, thanh âm động lòng người, chẳng qua này đó thánh yêu linh thoạt nhìn diện mạo đều giống nhau, đều là lớn bằng bàn tay tinh linh.
nhưng là bọn họ sở bộc phát ra tới thiên phú thực lực, lại là vô cùng cường đại, chỉ thiếu, hiện tại cùng bọn họ này đó chân chính hợp đạo thần linh là có thể ganh đua cao thấp, lại còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nói Dương Mẫu Nhân trong lòng không vui sướng, đó là giả. Đương nhiên đến nỗi cái gì Thánh Thiên Đế có hay không quan hệ, hắn mới không thèm nghĩ, quá dễ làm hạ mới là trọng điểm. Trước mắt hắn cùng Mai Tỷ yêu cầu bước lên thứ 8 tinh la bàn, nếu là tiểu 8 cùng 13 có thể giúp đỡ đem mặt khác thánh yêu linh tất cả đều cho hắn thu phục xuống dưới, này một chuyến với hắn mà nói chính là phất nhanh. So cái gì đều cường. Đương nhiên thứ 8 tinh la bàn khen thưởng hắn hiện tại cũng bắt đầu mơ ước lên, phía trước là không nghĩ tới, hoặc là nói trong lòng không đế, nhưng hiện tại có tiểu 8 cùng 13 muội tồn tại, này đệ nhất thứ tự hắn lại một lần có thể ngẫm lại. Tốt xấu tiểu tám này đó thánh yêu linh xem như này hư không thiên đế bản thế giới bản thổ sinh linh, có này đó thánh yêu linh trợ giúp, Dương Nghị Vân tin tưởng hắn cái thứ nhất bước lên thứ 8 tinh la bàn không khó. Lúc này tiểu tám nói, chủ nhân ta đi tìm mặt khác huynh đệ. Dương Nghị Vân vội vàng dừng tay nói, trước không nóng này, làm ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội trước đem phía trước những người đó cấp kéo, chúng ta dành trước thượng thứ 8 tinh la bàn đang nói. Tốt chủ nhân, tiểu tám giờ đầu. Dương Mẫu Nhân đối với Mai Tỷ cười nói, đi, chúng ta dành trước đỉnh đi xem. Ân Mai Tỷ cũng không nghĩ tới nhà mình người nam nhân này như thế nghiêu, cư nhiên còn có thể làm trở ngại ở tinh la đại đạo thượng thánh yêu linh trở thành tôi tớ. Cái này hảo, cảm giác thực nhẹ nhàng là có thể bước lên thứ 8 tinh la bàn đi. Theo sau Dương Nghị Vân ôm Huyết Anh, bên người đi theo Mai Tỷ, một tả một hữu là thánh yêu linh tiểu 8 cùng hắn 13 muội. Kỳ thật liền tính là Dương Nghị Vân chính mình cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả, quả thực xem như vận khí tốt đến bạo lều tiết tấu. Không nói đến mặt khác, chỉ cần tiểu 8 cùng 13 muội hai cái tại bên người là có thể cho hắn cung cấp rất nhiều tin tức. Đến bây giờ mới thôi hắn kỳ thật đều là có chút phát ngốc trạng thái. Cũng không biết như thế nào liền toát ra tới thánh yêu linh chủ động cầu nhận chủ sự kiện, thật sự là cảm nhận được xong xuôi vai chính hương vị. Loại cảm giác này thực sảng. Đương nhiên lần này hắn cũng biết là ít nhiều có hỗn độn chung tồn tại, nếu không chỉ cần là tiểu tám liền đủ hắn uống một hồ. Tiểu tám bọn họ nếu có thể nhận chủ do đó đi ra ngoài, cũng có thể nhận người khác là chủ, nhưng là này trong đó là có điều kiện, cần thiết là cùng trong truyền thuyết Thánh Thiên Đế có quan hệ mới được, mà hắn không nghĩ tới chính mình trên người hỗn độn chung cư nhiên ở tiểu tám trong miệng chính là Thánh Thiên Đế pháp khí, như thế hắn trở thành tiểu tám đẳng người thánh yêu linh đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Mà khảo đoạt xá đi ra ngoài tỷ lệ tiểu tám cũng nói không dễ dàng, bởi vì hắn cùng cửu Lê Tia, những người này trong tay đều có truyền tống lệnh, ở thời khắc mấu chốt có thể sử dụng truyền tống lệnh đi ra ngoài. Làm tiểu tám bọn họ đoạt xá thất bại. Mặc kệ nói như thế nào, hắn biết chính mình từ giờ trở đi xem như nghịch chuyển dựng lên. Đương cửu Lê Tia, đám người còn ở cùng thánh yêu linh chém giết thời điểm, hắn lúc này lại là ở tiểu tám cùng 13 dẫn dắt hạ nghênh ngang hướng về phía trước đi đến. Lại còn có không cần lo lắng bị mặt khác thánh yêu linh cấp công kích. Suy nghĩ một chút đợi chút nếu là cửu Lê Tia, đám người nhìn đến chính mình như thế từ cùng bình tĩnh về phía trước mà đi, bọn họ trên mặt xin nhất định sẽ thực phong phú, Dương Nghị Vân liền muốn cười. 2 phút sau Dương Nghị Vân rốt cuộc tới rồi khoảng cách cửu Lê Tia, đám người 30 mét địa phương. Giờ phút này nhìn lại là một hồi khác hình ảnh, tỉ như hai cái cửu Lê Cha, hai cái cơ vô mệnh. Hai cái thần nông hạo nhiên. Đều là ở chính mình cùng chính mình chém giết, liền tương tự xem bóng dáng đánh nhau giống nhau hảo chơi. Kỳ thật Dương Nghị Vân biết một trong hai chung có một cái là thánh yêu linh biến ảo mà thành. Nhìn đều có điểm quỷ dị, nhưng với hắn mà nói, này nhưng đều có khả năng sẽ trở thành hắn nhận lấy. Hy vọng bọn họ hảo hảo làm, tốt nhất có thể đoạt xá rớt trong đó vài người. Lão tử không làm. Một tiếng tràn ngập bất đắc dĩ thả lại sợ hãi thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân vừa thấy, chính là quỷ thần giới một người hợp đạo một tầng cường giả, ở đối mặt thánh yêu linh biến thành chính hắn chiến đấu hết sức, hoàn toàn ở vào hạ phong, hét lớn một tiếng lại là lấy ra truyền tống lệnh. Thoạt nhìn là từ bỏ. Ngay sau đó thần quang chợt lóe, quỷ thần giới cường giả biến mất ở tại chỗ. Rốt cuộc vẫn là có người vận dụng truyền tống lệnh. Lúc này đây đích xác có thể sử dụng truyền tống lệnh. Chẳng qua phía trước khí linh tinh la không có nói, ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, khí linh tinh la thứ này cũng là cái hũ nút hư loại. Hắn nếu không phải tiểu tám nói cho, cũng không biết, mà quỷ thần giới cường giả có thể là bị buộc nóng này, trực tiếp sử dụng truyền tống lệnh,
nhưng cũng thành công, từ đây rời đi hư không thiên đế bản thế giới. Đích xác thánh đạo thần thông công pháp cùng thứ 8 tinh la bàn tu luyện tìm hiểu không vài người có thể chống cự, nhưng là so sánh với tới mệnh càng quan trọng, mệnh không có, mặt khác đều là nói suông. Cùng với như thế vẫn là từ bỏ đi. Tốt xấu có thể giữ được mệnh. Lúc này không có đối thủ cái kia biến ảo thành quỷ thần giới cường giả thánh yêu linh, đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ tới. Nhưng là ngay sau đó lại là thực rõ ràng ánh mắt sửng sốt, thấy được tiểu tám cùng 13 muội. Lúc này tiểu tám hô, thập thất đệ, người về trước tinh la bàn đi. Tốt, bát ca biến ảo thành quỷ tầm bắn thánh yêu linh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, hóa thành một đạo quang mang biến mất ở tại chỗ. Dương Nghị Vân nghĩ đến tiểu tám đã cho bọn hắn nói chuyện. Chủ nhân chúng ta đi thôi tiểu tám nói. Dương Nghị Vân điểm điểm cùng Mai Tỷ tiếp tục đi trước. Thực mau liền đi ngang qua một đám cường giả, nhưng là bọn họ đều bị dây dưa, căn bản là không có công phu tới tìm Dương Nghị Vân phiền toái. Cùng hiện tượng chung giống nhau, ở Dương Nghị Vân đi ngang qua cửu Lê Tia, à mấy người bên người thời điểm, này mấy cái lão bất tử đôi mắt đều trừng ra tới. Bọn họ mấy cái khả năng ai cũng chưa nghĩ đến, Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên như thế bình tĩnh đi trước, đi bước một siêu việt bọn họ. Mà Dương Mỗ Nhân còn lại là đi ngang qua bọn họ thời điểm, trong miệng hừ tiểu khúc nhi. Cửu Lê Tia, à đám người có một lần khí tạc, nhưng cũng chính là Dương mắt nhìn, chỉ thế mà thôi. Bọn họ hiện tại mới xác định, Dương Nghị Vân chính là mẹ nó thiên tuyển chi tử. Cùng tiểu tử này ở bên nhau tranh đoạt bảo tàng, huyết đều không đủ phun. Nhưng nề hà a. Cửu Lê Tia, à mấy người trong lòng tới một lần cuồng loạn hò hét, mắt thấy Dương Nghị Vân bóng dáng càng ngày càng xa, bọn họ cũng giận dữ dựng lên. Đệ nhất là không trông cậy vào, thánh đạo thần thông công pháp xác định vững chắc là Dương Nghị Vân, nhưng bọn họ không thể ở mất đi thứ 8 tinh la bàn tu luyện tìm hiểu thánh đạo cơ hội. Cứ việc xuất hiện đối thủ quỷ dị vô cùng, nhưng nếu là thật chém giết lên, cũng không có đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Trong đó cửu Lê Cha, Cơ Vô Mệnh cùng thần nông Hạo Nhiên ba người dựa vào cường đại tu vi cùng trong tay pháp khí, bắt đầu xoay chuyển chiến cuộc. Những người khác ẩu đả, nhưng chung quy tu vi kém một chút. Có rất nhiều người bắt đầu sử dụng truyền tống lệnh mà rời đi, từ bỏ. Không buông tay không được, mạng già quan trọng. Lúc này Dương Mẫu Nhân còn lại là đã tới rồi thứ 8 tinh la bàn, có tiểu 8 cùng 13 muội tại bên người, hoàn toàn chính là một đường đèn xanh hình thức đến trung điểm. Chủ nhân tới rồi tiểu 8 lượn vòng ở Dương Nghị Vân trước người rất là ân cần. Mặt trên không có gì nguy hiểm đi, Dương Nghị Vân hỏi một câu. Chủ nhân yên tâm. Mặt trên còn có vài vị ta đồng bạn, đều chào hỏi qua, sẽ không có vấn đề. Tiểu tám nói. Vậy là tốt rồi, Mai Tỷ chúng ta đi lên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ bước lên thứ 8 tinh la bàn. Thứ 8 tinh la bàn chỉnh thể cùng thứ 5 tinh la bàn bắt đầu đều giống nhau, nhưng ở trung tâm vị trí huyền phù một khối màu trắng ngà ngọc giản, tản ra lấp lánh tinh quang. Mà ở tinh la bàn mặt đất còn lại là khắc họa một đám khắc văn. Đây là duy nhất bất đồng địa phương. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ hắn đi lên thời điểm, liền cảm giác khí chàng cùng phía trước tinh la bàn hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến này đó khắc văn đó là phía trước khí linh tinh la lời nói thánh đạo tìm hiểu. Nhìn huyền phù ở trung tâm màu trắng ngà ngọc giản, Dương Nghị Vân hỏi tiểu tám đạo, đó chính là thánh đạo thần thông công pháp đi. Đúng vậy chủ nhân, ngài hiện tại liền có thể thu xuống dưới quan khán. Tiểu tám giờ đầu, Dương Nghị Vân nhìn Mai Tỷ liếc mắt một cái. Mai Tỷ đem huyết anh ôm vào trong ngực nói, người đi đi. Tuy rằng tiểu tám nói không nguy hiểm, nhưng là Dương Nghị Vân vẫn là thực cẩn thận hướng về trung tâm đi bước một mà đi. Vừa đi một bên nói, tiểu tám ngươi những cái đó đồng bạn đâu. Chủ nhân đều ở, ngài hiện tại muốn gặp bọn họ, ta đi hô lên tới. Tiểu tám nói, Dương Nghị Vân ngẫm lại lắc đầu nói, người đi cùng bọn họ câu thông, 13 lưu lại hộ pháp, Mai Tỷ ngươi trước tu luyện đi, nơi này cơ hội khó được. Cũng hảo Mai Tỷ tìm đầy đất, đem huyết anh đặt ở bên người khoanh chân mà ngồi xem là tu luyện, kỳ thật nàng đã sớm cảm nhận được nơi này khí chàng bất đồng, thực thích hợp tu luyện. Hiện giờ có 13 hộ pháp, đảo cũng an tâm. Mà tiểu tám còn lại là được Dương Nghị Vân phân phó sau, thần quang chợt lóe biến mất ở tại chỗ, đi tìm mặt khác thánh yêu linh. Dương Nghị Vân đi tới cách mặt đất 3 mét màu trắng ngà ngọc giản trước, không có cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, trong lòng yên tâm. Vung tay lên đem ngọc giản hoặc là nói thánh đạo thần thông công pháp lấy ở trong tay. Giờ phút này hắn lại là cảm khái vạn ngàn,
ngay từ đầu còn lo lắng các loại ngoài ý muốn, cho dù là đến Ngọc Giản trước khả năng còn phải trải qua một phen cướp đoạt chém giết, ai biết hiện tại lại là như thế không chân thật, quá nhẹ nhàng phải tới rồi. Nếu không phải trong tay truyền đến ôn nhuận, hắn đều cho rằng đây là ảo giác. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Dương Nghị Vân ý thức hướng về Ngọc Giản mà đi. Oanh! Trong đầu một tiếng nổ vang, một trận chướng đau, ngay sau đó lại là nhiều rất nhiều tin tức. Hắn đứng ở tại chỗ nhắm mắt, bắt đầu quan khán Ngọc Giản trong vòng nội dung. Vài phút sau, Dương Nghị Vân mở hai mắt, xác định quả nhiên là Thánh Đạo Thần Thông Công Pháp. Này không thần thông công pháp có cái thực phong cách tên gọi là Thiên Phạt Chi Trưởng. Không nhiều lắm, tổng cộng liền ba cái giai đoạn trưởng pháp. Đệ nhất trưởng tên là Thiên Phạt Chi Vạn Vật. Đệ nhị trưởng Thiên Phạt Chi Thiên Địa. Đệ tam trưởng Thiên Phạt Chi Đại Đạo. Một trưởng phạt vạn vật, nhị trưởng phạt thiên địa, tam trưởng phạt đại đạo. Dương Nghị Vân nội tâm chấn động vô cùng, đây là kiểu gì đại khẩu khí. Chủ quan thượng lại là hoàn toàn một loại vô thượng siêu quần tư thái. Phạt vạn vật, phạt thiên địa, phạt đại đạo. Quả thực có loại đem toàn bộ vũ trụ đều bao gồm ở bên trong khí thế. Linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Hắn vẫn luôn đều đang nói nghịch thiên, nói tu hành là nghịch thiên, nói lấy nhược đối cường là nghịch thiên, nói thám hiểm là nghịch thiên. Nhưng không có một cái tiêu chuẩn xuất hiện. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân cảm giác đây mới là chân chính nghịch thiên. Gần là một bước bộ thần thông công pháp. Liền cho hắn một loại chân chính nghịch thiên khí thế cùng cảm giác ra tới. Nội tâm dung chuyển thật lâu không thể bình tĩnh. Này đến tột cùng là người phương nào sáng tạo này bộ thần thông công pháp. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Một bước công pháp chính là như thế, kia sáng tạo thần thông công pháp người đâu. Dữ dội tráng thay. Là trong truyền thuyết thánh thiên đế sao. Dương Nghị Vân lúc này nội tâm có bao nhiêu đại chấn hám, liền có bao nhiêu đại nghi vấn. Nửa ngày lúc sau hắn ở làm chính mình bình tĩnh trở lại, trong lòng âm thầm may mắn này bộ thánh đạo thần thông công pháp là hắn được đến, nếu là bị địch nhân đến đi hậu quả còn thật sự không dám tưởng tượng. Cẩn thận quan khán tu luyện nội dung lúc sau, Dương Nghị Vân biết lần này là nhặt được bảo. Bất quá lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, căng chết cũng chỉ có thể tu luyện thiên phạt chi trưởng đệ nhất trưởng, thiên phạt vạn vật. Mặt sau hai trưởng lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới căn bản tu luyện không được. Nhưng như vậy là đệ nhất trưởng, nếu là tu thành, uy lực hẳn là vượt quá hắn tưởng tượng thật lớn. Này bộ thánh đạo thần thông trưởng pháp, dựa theo hắn lý giải sợ là có thể vĩnh viễn thi triển sử dụng đi xuống. Mở hai mắt nhìn thứ tám tinh la bàn như cũ không có gì người đi lên, như thế Dương Nghị Vân đảo cũng không lo lắng cái gì, chuẩn bị tu luyện nghiên cứu một phen. Cái này tinh la bàn thượng cũng là tu luyện tuyệt hảo nơi, có khắc văn phụ trợ, tu luyện cũng là làm ít công to. Dương Nghị Vân bắt đầu tu luyện đệ nhất trưởng. Cường đại thần thông chi trưởng, có nguyên bộ công pháp, kỳ thật thực hảo tu luyện, không có trong tưởng tượng khó khăn, khó được là ngươi sẽ tu luyện nhưng lại không đủ thực lực thi triển ra tới. Cẩn thận quan khán thần thông phương pháp sau, Dương Nghị Vân biết chính mình có thể tu luyện đệ nhất trưởng. Này với hắn mà nói, lại là tăng lên thực lực một cái thật lớn trợ lực. Tiến vào tu luyện trạng thái lúc sau, Dương Nghị Vân chính là quên mình hoàn cảnh. Cũng không biết đi qua bao lâu lúc sau, hắn rốt cuộc hoàn thành lần đầu tiên tu luyện. Mở hai mắt thời điểm, hắn đôi mắt các vị sáng ngời, đến tận đây hắn mới chân chính lý giải cái gì là thần thông. So với trước kia tu luyện quá những cái đó thần thông, quả thực là khác nhau một trời một vực, hai người tuy rằng đều xưng là thần thông, nhưng lại là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Giờ phút này hắn rất muốn đánh ra một trường thử xem. Nhưng là địa điểm không đúng, cũng không mục tiêu. Ngẫm lại vẫn là nhịn xuống, làm đòn sát thủ sử dụng càng tốt. Có này một môn thần thông trưởng pháp ở, thực lực của hắn chỉ cần vừa mới đã tu luyện mà đến một trưởng này như vậy đủ rồi tăng lên mấy cái cấp bậc. Vân tử, Mai tỷ đã đi tới. Dương Nghị Vân đứng dậy thời điểm, lúc này mới phát hiện tinh la bàn thượng đã nhiều ba người. Đúng là cửu Lê Ti A cùng cơ vô mệnh, thần nông hạo nhiên ba người. Đối này ba người có thể bước lên tinh la bàn Dương Nghị Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ai làm này ba người là hợp đạo ba tầng tu vi đâu? Ta tu luyện bao lâu? Dương Nghị Vân hỏi Mai Tỷ. Đã 300 năm đi qua Mai Tỷ trả lời, nàng giờ phút này trong tay lôi kéo một cái tiểu hài tử. 300 năm, Dương Nghị Vân kinh ngạc, hắn cảm giác cũng liền đi qua vài phút bộ dáng, không nghĩ tới 300 năm thời gian. Ngươi nhìn xem nói nhi đều trưởng thành.
Mai tỷ cười cười nói. Dương Nghị Vân lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Huyết Anh trên người, quả nhiên đứa nhỏ này dài quá, thoạt nhìn có 4 tuổi bộ dáng cùng cái đầu. Ba ba Huyết Anh như cũ hô Dương Nghị Vân ba ba. 300 năm qua đi, Huyết Anh trừ bỏ cái đầu lớn lên, nói chuyện rõ ràng một ít ở ngoài, làn da vẫn là nhìn đỏ rực. Nhìn có chút quỷ dị. Nói nhi mấy năm nay nhưng ngoan a. Dương Nghị Vân cười cười sờ sờ Huyết Anh đầu. Nói nhi thực ngoan, Huyết Anh nhảy đã đến Dương Nghị Vân trong lòng ngực, thực đáng yêu. Dương Nghị Vân đậu đậu Huyết Anh ánh mắt nhìn về phía Cửu Lê Tia, a ba người hỏi Mai Tỷ nói, bọn họ ba người cũng tu luyện 300 năm đi. Mai Tỷ gật đầu nói, ân, ngươi tu luyện không lâu, bọn họ ba người liền lần lượt bước lên tinh la bàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba cái lão bất tử nhưng thật ra năng lực, Dương Nghị Vân nói thầm mắng. Ngay sau đó nhìn về phía Huyền Phù ở Mai Tỷ bên người 13 muội hỏi, các người đồng bạn nhưng có bị này ba người giết hại? Hồi chủ nhân không có, chúng ta là thánh yêu linh, đặc biệt là ở chỗ này, bọn họ giết không chết chúng ta, chỉ có thể đánh tan chúng ta ngưng tụ thân thể. 13 muội nói. Dương Nghị Vân hỏi lại, vậy các ngươi nhưng có đoạt xá thành công? 13 muội vẫn là lắc đầu nói, không có, những người khác đều sử dụng truyền tống lệnh rời đi hư không thiên đế bản thế giới. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ thứ 8 tinh la bàn liền bọn họ vài người. Đối này, Dương Nghị Vân trong lòng đại định rồi. Kỳ thật giờ phút này hắn nhìn về phía Cửu Lê Tia, a ba người rất muốn thử xem ở nhà thiên phạt chi trưởng. Nhưng là nơi này dù sao cũng là tinh la bàn nơi, có khí linh tinh dừng ở thật đúng là không hảo động thủ, nhưng bị chọc mau khí linh tinh la đem chính mình cấp đánh ra đi. Còn có cuối cùng một quan, Dương Nghị Vân là tràn ngập chờ mong. Cũng không biết cuối cùng một quan thứ 9 quan là cái dạng gì. Lại sẽ có cái dạng nào khó khăn cùng khen thưởng tồn tại. Lần này được đến thiên phạt chi trưởng, thật sự là ở trong lòng hắn để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng, nói là thánh đạo chi thần thông, Dương Nghị Vân lại là cho rằng tuyệt đối là vượt qua một mảng lớn. Tiểu tám đâu? Dương Nghị Vân hỏi 13 muội. Hồi bẩm chủ nhân ta bát ca ở mặt trên, yêu cầu ta hô lên tới sao? 13 muội nói. Dương Nghị Vân nghĩ đến 13 trong miệng mặt trên, có thể là về phương diện khác không gian đi. Ân, làm hắn xuất hiện đi, ta cũng muốn gặp các ngươi mặt khác đồng bạn. Dương Nghị Vân nói. Thỉnh chủ nhân sau đó. 13 muội nói xong vèo một chút đã không thấy tăm hơi tung tích. Mà liền ở ngay lúc này, Cửu Lê Tia, a ba người lại là mở mắt, Dương Nghị Vân cho bọn hắn kích thích quá lớn, trên thực tế ở tu luyện thời điểm bọn họ vẫn là ở lưu ý Dương Nghị Vân động tĩnh. Đương Dương Nghị Vân tu luyện kết thúc thời điểm, bọn họ ba người tự nhiên liền cảnh giác lên. Tiểu tử này quá mức tà tính, không thể không phòng. Phía trước bọn họ chính là liều chết mới lên tới thứ 8 tinh la bàn, nhưng Dương Nghị Vân còn lại là nghênh ngang trước bọn họ một bước. Không hề nghi ngờ Dương Nghị Vân đã được đến thánh đạo thần thông công pháp, cũng không biết sẽ là cái dạng gì thần thông công pháp, nhưng nghĩ đến tất nhiên không đơn giản, đối Dương Nghị Vân vẫn là muốn gấp bội cẩn thận. Ít nhất ở chỗ này, Dương Nghị Vân luôn là tổ tiên một bước, quỷ biết tiểu tử này sẽ có cái gì át chủ bài đối phó bọn họ. Cần thiết muốn phòng bị một chút. Cũng may lần này tu luyện 300 năm, đối bọn họ tới nói thật là được lợi không nhỏ, cứ việc tu vi không có ở tiến thêm một bước, nhưng ở thứ 8 tinh la bàn thượng lúc này đây tu luyện, đem đối bọn họ ngày sau sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Cũng không biết tu luyện thời gian có hay không hạn chế, nhưng là hiện tại đại gia rất có ăn ý kết thúc ngừng lại. Hiện tại liền xem Dương Nghị Vân muốn làm sao. Nếu là có thể, đối với Cửu Lê Tia, a cùng Cơ Vô Mệnh tới nói, là muốn giết sát Dương Nghị Vân, tiểu tử này trưởng thành quá mức đáng sợ, không giết chi, tương lai chính là họa lớn. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, ở ngay lúc này, lại là khí linh tinh la thanh âm vang lên, người chờ tu luyện đã đến giờ. Mấy người nghe được khí linh tinh la thanh âm đều là nội tâm chấn động. Thứ 8 quan kết thúc. Đó chính là cuối cùng một quan thứ 9 quan. Ở thứ 9 quan sẽ có cái gì đâu? Điểm này vô pháp tưởng tượng. Ở thấp thỏm chung vẫn là tràn ngập chờ mong, thứ 8 quan khen thưởng là thánh đạo thần thông công pháp, nhưng lại bị Dương Nghị Vân đến đi, bọn họ chỉ là chiếm được ở tinh la bàn thượng tu luyện danh ngạch, nhưng chính là trận này tu luyện cũng nhiên bọn họ ba người được lợi không ít. Tự nhiên biết càng là cuối cùng, khen thưởng sẽ càng phong phú. Đối với cuối cùng một quan nhưng thực sự là tràn ngập chờ mong. Dương Nghị Vân cũng là như thế, rốt cuộc tới rồi cuối cùng một quan, cũng không biết sẽ là cái gì.
lúc này chỉ nghe khí linh tinh la nói, thứ 9 quan ngươi chờ nhưng tự hành lựa chọn, có bản lĩnh bước lên đi, liền đi, này một quan không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ cần tìm được thứ 9 quan là được. Nghe đến đó thời điểm, Dương Nghị Vân nhìn không được nói, tinh la tiền bối, ta như thế nào không nghe minh bạch đâu. Cái gì kêu tìm được thứ 9 quan? Chỉ nghe khí linh tinh la nói, thứ 9 quan liền tại đây một phương không gian trong vòng, yêu cầu chính là có duyên giả mới có thể tìm được, này một quan cũng có thể nói là thánh thiên đế truyền thừa nơi, hiện tại chúc ngươi chờ vận may đi. Này, mọi người trợn tròn mắt, không có con đường, không có sở chỉ, không có bất luận cái gì minh xác, chính mình tìm. Hơn nữa này một quan có duyên nhưng tìm được. Như vậy những người này ai là có duyên giả? Dương Nghị Vân như suy tư gì? Cửu Lê Tia, a ba người lại là ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người, tiểu tử này từ tiến vào này hư không thiên đế bản thế giới, cơ hồ là một đường xuôi gió xuôi nước, liền đến này thứ 8 tinh la bàn. Hiện tại xem ra, nếu quả nói ai có duyên có thể tìm được thứ 9 tinh la bàn nói, Dương Nghị Vân là hy vọng lớn nhất một cái. Đương nhiên này chỉ là một cái phỏng đoán. Có lẽ bọn họ ba người chung một cái mới là cái kia có duyên giả đâu. Thứ 9 quan là thánh thiên đế truyền thừa a. Có lẽ sẽ được đến chân chính thánh đạo hoàn chỉnh tu luyện truyền thừa, thậm chí còn có nhiều hơn kinh hỉ tồn tại đâu. Ngẫm lại này đó thời điểm, Cửu Lê Tia, a ba người đôi mắt đều là đỏ bừng. Lập tức liền ở tinh la bàn thượng bắt đầu cẩn thận quan sát lên, bên kia phương diện, còn lại là chặt chẽ ở chú ý giả Dương Nghị Vân. Trong lòng nghĩ nếu Dương Nghị Vân tiểu tử này thật là người có duyên, thật sự có thể tìm được thứ 9 quan lộ, như vậy bọn họ ba người vô luận như thế nào cũng muốn đi theo, tất hiếu thời điểm, có thể hạ sát thủ, đem Dương Nghị Vân cấp giết, bọn họ bước lên thứ 9 quan đi. Đây chính là chân chính đại bảo tàng. Một đường đi tới nơi này, trừ bỏ Dương Nghị Vân tiểu tử này, những người khác bị lưu đày sao trời lưu đày, chết chết, không chết cũng ở phía trước đại đạo mặt trên đối quỷ dị đối thủ. Bị buộc bất đắc dĩ sử dụng truyền tống lệnh rời đi hư không thiên đế bản thế giới. Chỉ có Dương Nghị Vân tiểu tử này trước hết mang theo hắn nữ nhân tới rồi nơi này, tiểu tử này cùng hắn nữ nhân tu vi là hợp đạo 2 tầng, ở chỗ này tu luyện một phen lúc sau tới rồi hợp đạo 2 tầng đỉnh trạng thái. Chính là bọn họ ba người lại là hợp đạo 3 tầng, hiện giờ 300 năm tu luyện lúc sau, đồng dạng tới hợp đạo 3 tầng đỉnh. Nhưng mà có quan hệ quỷ dị chỗ là... Dương Nghị Vân bên người trừ bỏ hắn nữ nhân cùng huyết anh ở ngoài, còn nhiều một cái tay bàn tay tiểu nhân tiểu tinh linh, cũng không biết khi nào xuất hiện, dù sao bọn họ bước lên tinh la bàn thời điểm liền tồn tại. Đây là biến số. Ba người ngay từ đầu cố tu luyện không đi tìm Dương Nghị Vân phiền toái, nhưng lại đem những chi tiết này nhưng đều nhớ kỹ. Trước mắt muốn bắt đầu cuối cùng tranh đoạt, tìm kiếm thứ 9 tinh la bàn, nhưng cái gì đều phải lưu ý. Dương Nghị Vân đâu? Lúc này lại là trầm tư bên trong, thứ 9 quan muốn chính mình tìm kiếm, không có bất luận cái gì đại đạo xuất hiện, khí linh tinh la nói có duyên giả mới có thể tìm được. Khen thưởng là thánh thiên đế truyền thừa. Điểm này hắn đồng dạng trong lòng lửa nóng. Có lẽ hắn tu vi lại tiến thêm một bước, liền phải tự tìm được thứ 9 quan bắt đầu rồi. Chí tại tất đắc, thánh thiên đế truyền thừa a, suy nghĩ một chút đều kích động. Chỉ chớp mắt hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lại là cả người chấn động, nội tâm có chút kích động lên, hắn nghĩ tới tiểu tám bọn họ. Tiểu tám bọn họ rõ ràng không hề thứ 8 tinh la bàn, như vậy sẽ như thế nào địa phương nào? Tất nhiên có mặt khác không gian. Mà cái này không gian có thể hay không cùng thứ 9 quan có quan hệ đâu. Nếu là, vậy còn thật có khả năng sẽ cùng tiểu tám bọn họ có quan hệ. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt vầng sáng lập lòe một chút. Lại là tiểu tám cùng 13 muội lần thứ 2 xuất hiện. Chủ nhân, tình huống như thế nào, người đi ra ngoài lâu như vậy? Dương Nghị Vân hỏi tiểu tám. Tiểu tám lúng túng nói, chủ nhân bất giận, ta là đi tìm ta đại ca hồi báo tình huống, đi cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội thương lượng nguyện trung thành chủ nhân chuyện này. Kết quả như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Chủ nhân, cái này, cái kia, ta tiểu tám ấp úng lên. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài. Nhìn dáng vẻ tiểu tám cũng không thuận lợi, nhưng cũng ở hắn đoán trước bên trong, ngẫm lại này đó chính là thánh yêu linh, thật sự liền cam nguyện cho hắn một nhân tộc đương linh phó. Tiểu tám không thuận lợi cũng ở tình lý bên trong. Dương Nghị Vân nhìn tiểu tám đạo, người những cái đó đồng bạn bất đồng dạng thần phục đi. Nhưng mà tiểu tám vội vàng nói, không đúng không đúng, về cơ bản đều tán đồng,
đại gia chờ đợi có thể từ nơi này đi ra ngoài chờ đợi vô số năm tháng, như thế nào sẽ không đồng ý đâu, chỉ là... chỉ là ta liền đại ca là tương đối cố chấp, hắn. Đại ca ngươi, sao lại thế này nói đi, Dương Nghị Vân nói. Tiểu Tám thấy Dương Nghị Vân không có sinh khí, trong lòng thả lỏng xuống dưới, lúc này mới mở miệng nói, ta đại ca cùng chúng ta những người khác không giống nhau, hắn trấn thủ Thánh Thiên Đế công đạo việc, tọa trấn thứ 9 Tinh La Bàn, nói là liền tính chủ nhân ngài có Thánh Thiên Đế pháp khí tín vật, cũng muốn dựa theo quy củ qua hắn kia một quan, mới có thể chân chính thần phục cùng ngài, đến lúc đó sẽ làm mặt khác huynh đệ tỷ muội đi theo ngươi, nếu là không trải qua hắn khảo nghiệm, hắn thà rằng tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Dương Nghị Vân nghe Tiểu Tám nói chuyện, lại là đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn không thèm để ý mặt khác vấn đề, cái gì thần phục không thần phục tạm thời không để ý tới, hắn nghe được một cái từ ngữ mấu chốt, thứ 9 Tinh La Bàn. Đang lo không biết như thế nào tìm được thứ 9 Tinh La Bàn nơi đâu, không nghĩ tới Tiểu Tám cư nhiên nói ra hắn đại ca liền ở trấn thủ thứ 9 Tinh La Bàn, này thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Dương Mỗ Nhân nheo lại mắt nói, ý của ngươi là nói, đại ca ngươi thậm chí là ngươi mặt khác đồng bạn đều ở thứ 9 Tinh La Bàn. Tiểu Tám nói, đúng vậy chủ nhân. Nói xong Tiểu Tám tựa hồ phản ứng lại đây Dương Nghị Vân có ý tứ gì, nói tiếp, chủ nhân thứ 9 Tinh La Bàn liền yêu cầu chúng ta Thánh Yêu Linh mới có thể mở ra, hoặc là nói chỉ có mang theo Thánh Thiên Đế tín vật nhân tài có thể mở ra, những người khác là mở không ra, ngài là không thành vấn đề, nhưng là chờ ngươi tới rồi thứ 9 Tinh La Bàn, liền phải quá ta đại ca kia một quan, nếu không ngài là không chiếm được Thánh Thiên Đế truyền thừa. Ách, khí linh tinh la không phải nói, thứ 9 quan không có trở ngại sao? Như thế nào còn có đại ca ngươi một quan? Dương Nghị Vân hỏi. Tiểu Tám mở miệng nói, chủ nhân ta đại ca địa vị cùng tinh la cái kia lão tiểu tử giống nhau cao, hắn còn quản không được ta đại ca, ở trên hư không thiên đế bản thế giới, ta đại ca ra không thể đi ra ngoài ở ngoài, cùng tinh la cái kia lão tiểu tử là giống nhau, bọn họ hai cái ai cũng quản không được ai trạng thái. Mà ta đại ca khảo nghiệm chưa chắc chính là chiến đấu, cụ thể là cái gì, phải đợi ngài đi mới biết được. Dương Nghị Vân vừa nghe Tiểu Tám nói như thế, trong lòng tức khắc liền có nắm chắc. Tín vật, nhưng còn không phải là hỗn độn chung sao? Cái này quá đơn giản. Hắn không nghĩ tới hỗn độn chung chính là tìm được thứ 9 Tinh La Bàn chìa khóa. Trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân trong tay kim quang chợt lóe hỗn độn chung xuất hiện nơi tay. Nhưng mà ngay sau đó, Mai Tỷ lại là lớn tiếng nói, Vân tử tiểu tâm. Dương Nghị Vân cơ hồ nháy mắt liền kéo Mai Tỷ biến mất ở tại chỗ. Ầm vang, một kích nổ vang vang vọng ở thiên địa. Lại là cửu Lê Ti A đối Dương Nghị Vân ra tay. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân nheo lại mắt, nhìn chằm chằm cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh, Thần Nông Hạo Nhiên, lại là hỏi Tiểu Tám đạo, ở thứ 8 Tinh La Bàn đánh nhau khí linh tinh la có thể hay không nhúng tay. Chủ nhân thứ 8 Tinh La Bàn đối không có Thánh Thiên Đế tín vật người tới nói, chính là trung điểm, hiện tại không quy củ nhiều như vậy, Tinh La cái kia lão gia hỏa lúc này chỉnh hợp ta đại ca ở bên nhau chơi cờ đâu, hắn mới sẽ không quản nơi này chuyện gì. Tiểu Tám trả lời. Dương Nghị Vân cười. Như thế rất tốt, đã sớm xem cửu Lê Ti A cái này lão hỗn đản không vừa mắt. Đối với vừa rồi hắn cùng Tiểu Tám nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng không kiêng dè cái gì, thậm chí có thể nói chính là cố ý làm cửu Lê Ti A ba người nghe được, đến lúc đó muốn nhìn một chút ba cái lão bất tử sẽ có phản ứng gì, có thể hay không đối hắn ra tay, nếu ra tay, như vậy khí linh tinh la có thể hay không quản. Hiện tại xem ra khí linh tinh la không phản ứng, hơn nữa Tiểu Tám lời nói. Hắn liền an tâm rồi. Nếu ở chỗ này đánh nhau không có việc gì, vậy thử xem hắn mới vừa luyện thành thiên phạt trưởng đi. Và lại Dương Nghị Vân nghĩ cửu Lê Ti A ba người nếu đều là địch nhân, có thể ở chỗ này xử lý bọn họ tốt nhất, nếu không sau khi ra ngoài, cũng sẽ là kình địch. Cái này lão bất tử thực hiển nhiên là nghe được hắn cùng Tiểu Tám nói chuyện với nhau, lúc này muốn giết chính mình cướp đoạt hỗn độn trung tưởng đăng đỉnh thứ 9 Tinh La Bàn, tưởng được đến Thánh Thiên Đế truyền thừa. Nhưng là, có hắn Dương Mỗ Nhân ở, tưởng đều đừng nghĩ. Hai vị đạo huynh động qua tay đi, chúng ta cơ hội chỉ có giết Dương Nghị Vân tiểu tử này được đến trong tay hắn hỗn độn chung mới có thể kêu cơ hội, nếu không nhị vị cũng nghe tới rồi hắn cùng kia chỉ tinh linh nói chuyện, chúng ta đem vô duyên Thánh Thiên Đế truyền thừa bảo tàng, đều tới rồi cuối cùng một bước, nếu là cứ như vậy từ bỏ, há có thể cam tâm. Cửu Lê Ti A lúc này mang theo sát ý nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Đối Cơ Vô Mệnh cùng Thần Nông Hạo Nhiên nói chuyện.
Cơ Vô Mệnh trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ, nhưng hắn đối Dương Nghị Vân cũng không đơn giản là ở chỗ này không quen nhìn vấn đề, còn có Dương Nghị Vân đùa giỡn Cơ gia chi ân oán. Năm đó Dương Nghị Vân đánh thượng Cơ gia đi tìm tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà thời điểm, hắn cái này Cơ gia lão tổ ở cấm địa bế quan, hậu nhân căn bản vô pháp liên hệ, chờ hắn ra tới thời điểm, sự tình đã qua đi hơn 1000 năm, nhưng này bút chướng nhưng cấp Dương Nghị Vân nhớ kỹ. Hiện giờ có Cửu Lê Tia, a đi đầu, hắn liền cớ sao mà không làm, lại nói Thánh Thiên Đế truyền thừa hắn cũng muốn, chỉ cần giết Dương Nghị Vân đoạt được Hỗn Độn Chung mới có thể tiến vào thứ 9 tinh la bàn. Một khi đã như vậy vậy liên thủ xử lý Dương Nghị Vân. Mà Thần Nông Hạo Nhiên còn lại là sắc mặt âm tình bất định, tới gần lại nói tiếp hắn Thần Nông nhất tộc cùng Dương Nghị Vân không nhiều ít ân oán, hơn nữa hắn lấy bí pháp đối Dương Nghị Vân suy đoán quá, căn bản thấy không rõ Dương Nghị Vân tương lai là cái dạng gì, nhìn đến chính là một mảnh mơ hồ, cho nên Thần Nông Hạo Nhiên rõ ràng, Dương Nghị Vân không phải người bình thường. Nếu là liên hợp Cửu Lê Tia, a giết không chết Dương Nghị Vân, như vậy hậu quả khả năng sẽ là hắn diệt vong, thậm chí còn muốn liên lụy toàn bộ Thần Nông nhất tộc. Dương Nghị Vân quá mức quỷ dị, hắn trưởng thành quá nhanh, khí vận hảo đến nổ mạnh, tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn Dương Nghị Vân là hợp đạo hai tầng tu vi, chính là Dương Nghị Vân bên người còn có một cái ngũ trảo kim long, càng có một cái tràn ngập tà khí huyết anh, thậm chí có đột nhiên liền xuất hiện tinh linh, cái này tinh linh là như thế nào sẽ là, mới đầu Thần Nông Hạo Nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là vừa rồi hắn suy đoán một chút, lại là rốt cuộc biết là cái gì, cư nhiên là phía trước cùng bọn họ đánh nhau chính mình. Hoặc là nói là dị loại. Là này một phương thiên địa trung bản thổ sinh linh. Liền nơi này tinh linh đều nhận Dương Nghị Vân là chủ, vừa rồi Dương Nghị Vân cùng tiểu cái gì tiểu tám tinh linh nói chuyện hắn cũng nghe tới rồi, chưa chừng Dương Nghị Vân cùng trong truyền thuyết Thánh Thiên Đế còn có cái gì nhân quả tồn tại. Dưới tình huống như vậy, muốn giết Dương Nghị Vân sợ là không dễ dàng. Ở Thần Nông Hạo Nhiên nghĩ đến, sẽ không có 10 phần nắm chắc. Cứ việc hắn cũng mắt thèm Thánh Thiên Đế truyền thừa, nhưng chính mình mạng già cùng toàn bộ Thần Nông thị vận mệnh càng vì quan trọng, hơn nữa tiến đến chúng thần vực thời điểm, bọn họ Thần Nông thị chân chính lão tổ tông nhưng có một câu công đạo, lão tổ tông nói, thấy không rõ sự chớ có đi chạm vào chi có đại họa. Hiện giờ xem ra lão tổ tông nhắc nhở, hẳn là chính là Dương Nghị Vân. Hắn một chút ít đều nhìn không thấu Dương Nghị Vân, một khi đã như vậy, bên kia từ bỏ có thể đi đến hiện giờ này một bước, hắn tu vi có thể bước vào hợp đạo ba tầng đỉnh, thậm chí ở chỗ này tu luyện 300 năm, hiểu được pha đại, cũng đủ hắn đối tương lai vấn đỉnh trong truyền thuyết đại đạo có minh xác. Hạo Nhiên huynh ngươi có ý tứ gì? Lúc này Cửu Lê Tia, a nhìn qua hỏi hắn. Thần Nông Hạo Nhiên nhìn thoáng qua chấn định vô cùng Dương Nghị Vân, chung quy trong tay thần quang chợt lóe xuất hiện truyền tống lệnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Lê Tia, a nói. Bổn tọa lựa chọn từ bỏ, chư vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Nói chuyện chung Thần Nông Hạo Nhiên đối Dương Nghị Vân gật gật đầu, thúc giục truyền tống lệnh, thần quang chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Dương Nghị Vân lại là không nghĩ tới Thần Nông Hạo Nhiên tẫn nhiên lựa chọn bỏ quyền, cuối cùng nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, có một loại xin lỗi, cùng tu hảo chi ý. Đối này Dương Nghị Vân tại đây một viên tha thứ Thần Nông Hạo Nhiên. Đích xác với hắn mà nói. Cho dù là có huyết anh cùng mai tỷ hơn nữa tiểu 83 tại bên người, nhưng là muốn đối mặt tam đại hợp đạo ba tầng cường giả, hắn trong lòng vẫn là nhút nhát. Mà Thần Nông Hạo Nhiên rời đi, làm hắn giảm bớt rất lớn áp lực. Hừ, thật sự là người nhu nhược, Cửu Lê Tia, a nhìn đến Thần Nông Hạo Nhiên rời đi sau, tức giận đến mắng một tiếng. Lúc này Dương Nghị Vân nhếch miệng, nheo lại mắt thấy hướng Cửu Lê Tia, a nói, lão bất tử. Ngươi sẽ không sợ hôm nay đến mạng già công đạo ở chỗ này sao? Ha ha ha, bổn tọa hiện giờ hợp đạo ba tầng đỉnh tồn tại, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử ngươi? Huống hồ có Cơ Vô Mệnh ở, chúng ta hai đại hợp đạo ba tầng liên thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng diệt không xong các ngươi? Cửu Lê Tia, a trong giọng nói tràn ngập tự tin, nhưng là nội tâm đích xác đối Dương Nghị Vân có như vậy một tia nắm lấy không ra. Thần Nông Hạo Nhiên có thể nhận thấy được, hắn Cửu Lê Tia. A cùng Cơ Vô Mệnh đồng dạng có thể nhận thấy được, tỷ như tiểu 8 cùng 13. Nhưng là tu vi cao hơn Dương Nghị Vân, cũng tới rồi cuối cùng một quan, nếu là không đua một phen, Cửu Lê Tia, a thật sự không cam lòng, vô luận như thế nào đều phải cùng Dương Nghị Vân đấu thượng một hồi mới là. Đó chính là thử xem đi lão gia hỏa, ai chết ai sống còn không biết. Dương Nghị Vân hừ lạnh. Cơ đạo huynh sát. Cửu Lê Tia, a bỗng nhiên giống to. Hướng về Dương Nghị Vân đánh tới.
Bên kia Mai tỷ cùng Huyết Anh từng người trên người hơi thở bùng nổ, mọi người đều biết trận này chém giết không tránh được. Tiểu 83 còn chờ cái gì? Dương Nghị Vân thúc giục pháp lực giống lớn một tiếng. Muốn chiến kia liền chiến. Tuy rằng hắn cùng Mai tỷ tu vi cảnh giới so với cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh yếu đi một tầng tiểu cảnh giới, nhưng là có Huyết Anh cùng tiểu 83 muội ở, hắn thật đúng là không sợ cái gì. Hơn nữa vừa mới tu luyện mà thành thiên phạt chi trưởng, vẫn là nhiệt, hắn thực chờ mong một trưởng có không làm chết một cái hợp đạo ba tầng cường giả. Dương Nghị Vân cùng Mai tỷ đối mặt nhưng chung quy là hợp đạo ba tầng cường giả, không dám đại ý, sư tử vô thỏ còn phải thượng cần xuất toàn lực. Bọn họ càng ứng như thế. Cơ Vô Mệnh cùng cửu Lê Ti A hai người chung, Dương Nghị Vân trực tiếp đón nhận cửu Lê Cha, hắn nhất đáng giận chính là cái này lão bất tử. Đến nỗi Cơ Vô Mệnh giao cho Mai tỷ bọn họ tin tưởng là có thể ứng phó. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, cửu Lê Ti A cái này lão bất tử, cư nhiên trước sau cùng Cơ Vô Mệnh bảo trì ở một mét trong phạm vi, thoạt nhìn hai người là tưởng liên hợp chiến đấu. Nhưng cũng không sao cả, chiến đấu cùng nhau, ai cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Dù sao Dương Nghị Vân ánh mắt nhẹ nhẹ tỏa định ở cửu Lê Ti A trên người, hắn cảm giác cửu Lê Ti A so với Cơ Vô Mệnh càng thêm âm hiểm. Không đem cái này lão bất tử diệt trừ, hắn trong lòng bất an. Cùng đối phương ý tưởng giống nhau, cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh tưởng diệt trừ hắn lại làm sao không phải. Toàn thân pháp lực vận chuyển mà đến, Dương Nghị Vân thân hình chấp động chi gian mà đi. Mà cửu Lê Ti A cư nhiên cũng đối mặt chính là hắn, như thế hai người chính diện đối thượng đã là chạm vào là nổ ngay. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, thiên phạt vạn vật. Hắn đi lên trực tiếp chính là thiên phạt chi trưởng đệ nhất trưởng. Thúc dục pháp lực vận chuyển thiên phạt thần thông trưởng. Đệ nhất trưởng liền phải thử xem uy lực, cửu Lê Ti A có thể nói là hoàn toàn phù hợp Dương Nghị Vân yêu cầu người. Ở tu vi thượng hai người chi gian kém chính là một cái tiểu cảnh giới, cửu Lê Ti A là hợp đạo ba tầng đỉnh, mà hắn Dương Nghị Vân còn lại là hợp đạo hai tầng đỉnh, cứ việc lần này tu vi hắn không có đột phá nói hợp đạo ba tầng. Chính là tu luyện thành thiên phạt chi trưởng đệ nhất trưởng, thiên phạt vạn vật. Trên thực lực Dương Nghị Vân cảm giác chính mình tăng lên đã lâu mấy cái cấp bậc, cũng không biết thiên phạt vạn vật một trưởng này uy lực liền đem như thế nào. Mà có cửu Lê Ti A cái này hợp đạo ba tầng đỉnh người làm cái này thí nghiệm đối tượng, đó là ở hảo bất quá. Nếu cửu Lê Ti A là hợp đạo hai tầng, liền tính một trưởng này dưới chiến bại cửu Lê Cha, Dương Nghị Vân cũng sẽ không có cảm giác thành tựu. Cũng chỉ có thể thuyết minh, thiên phạt chi trưởng uy lực tầm thường. Nhưng nếu là một trưởng này dưới, hắn lấy hợp đạo 2 tầng tu vi đối chiến hợp đạo 3 tầng cửu Lê Ti A do đó chiến thắng, vậy thuyết minh thiên phạt chi trưởng thật sự là thánh đạo thần thông. Có tuyệt đối ưu thế. Trong miệng giống to, bàn tay phía trên khí chi lực, hội tụ lên, lại cũng là một tầng tầng bắt đầu chồng lên, không ngừng áp xúc ở áp xúc. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay càng ngày càng cực nóng. Đều có chút nóng lên lên. Thực cảm giác được rõ ràng không đơn giản là khí chi lực năng lượng hội tụ áp xúc, vô hình bên trong lấy hắn bàn tay vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn vô cùng khí tràng, cảm giác quanh mình thiên địa mấy ngàn thượng vạn mét phạm vi thiên địa chi thế đều hình thành một cái chỉnh thể, hoặc là nói hình thành lấy hắn bàn tay vì trung tâm điểm, có thể là một thanh cự chùy, là một tòa núi lớn, thậm chí là một phương tiểu thiên địa đều ở hắn lòng bàn tay cảm giác. Một trường này vận chuyển dựng lên, không phải đơn giản năng lượng pháp lực, càng là một loại thiên địa đại thế hình thành. Thực sự cho hắn một loại kỳ diệu cảm giác. Lúc này cửu Lê Ti A đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm, cũng là mang theo phải giết chi tâm, toàn thân khí chi lực vận chuyển dưới, một quyền mà động, nắm tay phía trên bộc phát ra lộng lẫy ngân quang. Cửu Lê ánh sáng, chín cực. Cửu Lê Ti A thi triển ra hắn cửu Lê nhất tộc chấn tộc thần thông, cửu Lê ánh sáng. Một quyền mà ra, ở cửu Lê Ti A trên nắm tay một đạo 9 mét đường kính vòng sáng, lộng lẫy chi màu bạc mà ra, nhưng này như cũ không để yên. Tiếp tục là một cái vòng sáng tiếp theo một cái, một hơi 9 đại ngân bạch chói mắt vòng sáng ở nháy mắt từ trên nắm tay bùng nổ mà ra. Cường đại hơi thở tràn ngập toàn bộ tinh la bàn. Đây là hắn cửu Lê tộc đời thứ nhất lão tổ sáng tạo mà ra cường đại thần thông, cửu Lê tộc chính là dựa vào này một môn thần thông dừng chân thần giới vô số tuế nguyệt mà không ngã. Chính là cực hạn, mỗi một đạo cửu Lê ánh sáng đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Lần này cửu Lê Ti A vì một kích xử lý Dương Nghị Vân, trực tiếp một hơi bạo phát 9 đạo cửu Lê ánh sáng,
đây là hắn cường đại nhất sát chiêu, cũng trước nay không dễ dàng kỳ người. Nhưng tưởng ở vì xử lý Dương Nghị Vân, vì cướp lấy Dương Nghị Vân trong tay hỗn độn chung do đó đăng đỉnh thứ 9 tinh la bàn được đến Thánh Thiên Đế truyền thừa, Cửu Lê Ti A là thật liều mạng. Đặc biệt ở hắn hiện giờ tu vi đạt tới hợp đạo 3 tầng đỉnh thực lực hạ, thì triển ra này một kích mạnh nhất thần thông, uy lực có thể nghĩ. Đối này Cửu Lê Ti A rất có tự hành, này một kích dưới muốn đem Dương Nghị Vân oanh sát thành cặn bã. Nhưng là, hai người lẫn nhau động thủ hết sức, Cửu Lê Ti A liền biết không diệu. Hắn Cửu Lê ánh sáng, tự nhận là cường đại tới rồi vô địch, có thể nháy mắt hạ gục Dương Nghị Vân nông nỗi, nhưng là Dương Nghị Vân thật nhược sao. Vừa ra tay liền biết hắn tưởng sai rồi. Dương Nghị Vân một trưởng mà động, thần quang bùng nổ dưới, toàn bộ thiên địa đều cảm giác hình thành một cổ khí tràng, cường đại tới rồi làm hắn trong lòng run lên nông nỗi. Quả nhiên, chờ Dương Nghị Vân cùng hắn quyền trưởng thần thông bùng nổ va chạm thời điểm, Cửu Lê Ti A nội tâm trừ trừ lên. Oanh! Không có kinh thiên động địa. Hết thảy từ một tiếng nặng nề bắt đầu. Dương Nghị Vân một trưởng cùng Cửu Lê Ti A Cửu Lê vòng sáng chạm vào nhau. Ở Cửu Lê Ti A trong mắt, lại là thấy được, hắn Cửu Lê vòng sáng gặp phải Dương Nghị Vân lộng lẫy một trưởng thời điểm, cư nhiên giống như thiết trùy gặp phải đậu hủ khối giống nhau, bắt đầu một tầng tầng hỏng mất, hơn nữa là trực tiếp hóa thành cho phi cái loại này. Chỉ chớp mắt một tầng hai tầng ba tầng. Toàn diện tan rã mà đến. Càng đáng sợ chính là Cửu Lê Ti A phát hiện hắn cảm thấy bốn phương tám hướng đều bị vô hình khí thế cấp nhìn chằm chằm, hắn có loại trốn không thể trốn cảm giác. Sao có thể? Như thế nào sẽ? Hắn như thế nào sẽ có như vậy cường đại thần thông? Ngay sau đó Cửu Lê Ti A một chút nghĩ tới thánh đạo thần thông. Bá mồ hôi lạnh ứa ra. Tất nhiên là Dương Nghị Vân tu luyện thành thánh đạo thần thông. Giờ phút này Cửu Lê Ti A cảm giác chính mình Cửu Lê ánh sáng thần thông cùng Dương Nghị Vân thi triển ra tới thần thông, quả thực chính là thiết trưởng cùng bã đậu khoảng cách. Căn bản là không ở một cái trục hoành thượng. Đáng sợ chính là hắn cảm giác bị bốn phương tám hướng theo dõi, trốn cũng chưa triệt. Nội tâm sinh ra cảm giác vô lực, hắn chín đạo cực quang một tầng tầng tan rã, thực mau liền sẽ dừng ở trên người hắn tới, Cửu Lê Ti A tràn ngập sợ hãi, hắn không có tin tưởng xem kháng hạ Dương Nghị Vân một trưởng này thần thông. Cảm giác chính mình sẽ bị dập nát thành cho tẫn. Không được, ta không thể chết được. Cửu Lê Ti A nội tâm hò hét, cầu sinh dục bùng nổ, giờ phút này hắn một mét trừ là đồng dạng thần quang hơi thở bùng nổ cơ vô mệnh, đang muốn cùng Dương Nghị Vân nữ nhân chém giết, cảm giác đã chịu ghen ghét nguy hiểm Cửu Lê Ti A lại là không chút do dự đối cơ vô mệnh ra tay. Chạm vào, một trường đánh vào cơ vô mệnh phía sau lưng. Trực tiếp đem cơ vô mệnh đánh hướng về phía Dương Nghị Vân một trưởng thần thông uy lực hạ. Cùng thời gian Cửu Lê Ti A trong tay thần quang bùng nổ, lại là thúc giục truyền tống lệnh. Cái này lão bất tử thời khắc mấu chốt, bán đứng đồng đội làm cơ vô mệnh thế thân hắn đi tìm chết, chính mình còn lại là không chút do dự khởi động truyền tống lệnh. Ở truyền tống nháy mắt, Dương Nghị Vân cũng thấy được Cửu Lê Ti A sắc mặt, chỉ thấy Cửu Lê Ti A khóe miệng lưu trữ vết máu, thân ảnh dần dần biến mất. Lại là truyền tống mà chạy. Mà cơ vô mệnh xem như xong đời. Hét thảm một tiếng vang lên, giữa sân quang mang lộng lẫy. Ầm vang. Rung trời thanh âm tạc nứt. Toàn bộ thứ 8 tinh la bàn đều vì này chấn động. Ngay sau đó vầng sáng tiêu tán, tinh la bàn thượng che kín rậm rạp vết rách. Dương Nghị Vân nhìn chính mình bàn tay, nửa ngày đều ở sững sờ. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau, hắn lầm bầm lầu bầu mắng nói. Cửu Lê Ti A thật đúng là cặn bã A. Đối với vừa rồi một màn hắn xem đến rõ ràng, hắn một trưởng dưới Cửu Lê Ti A bùng nổ một quyền chín đạo vòng sáng tuy rằng cũng không kém, nhưng ở hắn một kích thiên phạt vạn vật trưởng dưới, trực tiếp liền tan vỡ, cuối cùng thẳng đến Cửu Lê cha, không nghĩ tới lão bất tử ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại là đem cơ vô mệnh đánh vào hắn thần thông dưới, cho hắn chính mình tranh thủ thời gian, cuối cùng thúc giục truyền tống lệnh trực tiếp rời đi. Nhưng Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng, Cửu Lê Ti A cái kia lão bất tử tuy rằng chạy thoát, khá vậy bị phản phệ, khóe miệng có vết máu, này thuyết minh hắn một trưởng này thiên phạt vạn vật uy lực như cũ là đối Cửu Lê Ti A tạo thành ảnh hưởng, uy lực cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Nhất oan uổng chính là cơ vô mệnh, hắn khả năng cũng chưa nghĩ đến Cửu Lê Ti A sẽ đối hắn sau lưng xuống tay, làm hắn đương kẻ chết thay đi. Dù sao Dương Nghị Vân nhìn đến. Hắn một trưởng dưới không ngừng phá hủy Cửu Lê Ti A
A9 đại vòng sáng, cuối cùng Cơ Vô Mệnh bị Cửu Lê Ti A đánh lại đây thời điểm, hắn một trưởng thần thông chi lực dừng ở Cơ Vô Mệnh trên người, Cơ Vô Mệnh tuy rằng phản kháng cũng bạo phát pháp lực ngăn cản, nhưng chung quy thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành huyết phụ tiêu tán. Một trưởng dự uy còn lại là dừng ở tinh la bàn thượng, đem toàn bộ thứ 8 tinh la bàn đều đánh đến che kín vết rách. Đến tận đây hắn một trưởng này thiên phạt vạn vật thần thông uy lực mới biến mất. Thật sự là, Dương Nghị Vân nội tâm quay cuồng, rồi lại tràn ngập kinh hỉ. Tuy rằng Cơ Vô Mệnh là bị động tới rồi hắn một trưởng dưới, nhưng cũng là một trưởng dưới dây một tôn hợp đạo ba tầng cường giả. Đủ để chứng minh rồi thiên phạt chi trưởng uy lực. Hơn nữa này còn gần là đệ nhất trưởng chi uy, mặt sau hai trưởng hắn còn không có tu luyện, nếu là tu luyện mà thành có thể nghĩ sẽ có gì trợ uy lực. Gần một trưởng dưới, Cơ Vô Mệnh thành cha, Cửu Lê Ti A âm Cơ Vô Mệnh thúc sục truyền tống lệnh mà chạy, một trưởng định càn khôn. Mai tỷ cùng Huyết Anh hơn nữa tiểu tám cùng 13 muội đều còn không có tới kịp ra tay, chiến đấu liền kết thúc. Quá nhanh quá cường đại, làm Mai tỷ đám người không thích ứng. Này liền kết thúc a. Mai tỷ cầm lòng không đậu nói thầm một câu. Dương Nghị Vân lúc này mới phản ứng lại đây, nhếch miệng cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đây là thánh đạo thần thông ngọc giản, người thả nhìn xem khả năng tu luyện. Dương Nghị Vân đem thiên phạt chi trưởng ngọc giản giao cho Mai tỷ, có thể hay không tu luyện, cái này hắn cũng không biết, cảm giác thượng bực này công pháp yêu cầu chính là chí dương chí cương bá đạo rèn luyện mới có thể tu luyện, càng thích hợp nam nhân tu luyện, nữ nhân tu luyện thuộc tính thái âm nhu, không nhất định có thể tu luyện ra tới. Hảo, đối với thánh đạo thần thông Mai tỷ cũng là tò mò. Liền tính là không thể tu luyện tìm hiểu vừa lật đối tu luyện cũng là có dẫn dắt. Mai tỷ ngươi cùng nói nhi lại lần nữa chờ ta đi. Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là làm Mai tỷ cùng Huyết Anh lưu lại nơi này chờ hắn, rốt cuộc cuối cùng một quan thứ 9 tinh la bàn là cái tình huống như thế nào hắn cũng không biết, lưu lại nơi này ngược lại an toàn một ít. Ân, ngươi cẩn thận, Mai tỷ gật đầu. Tiểu tám Dương Nghị Vân nhìn về phía tiểu tám. Chủ nhân ngài thúc giục hỗn độn chung thử xem. Tiểu tám nói, Dương Nghị Vân lại lần nữa lấy ra hỗn độn chung, trong lòng vừa động thúc dục hỗn độn chung. Ngay sau đó hỗn độn chung kim quang lóng lánh dựng lên. Đông, lại là phát ra một tiếng chuông vang. Mà kinh tiếp theo còn lại là đỉnh đầu hư không một đạo cột sáng chiếu xạ xuống dưới, dừng ở trên người hắn. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại là nhìn đến này một đạo cột sáng từ hư không chỗ sâu trong mà đến. Mở miệng hỏi tiểu tám đạo. Không phải là ở trên hư không chỗ sâu trong đi. Tiểu tám nói, chủ nhân đây là tiếp dẫn ánh sáng, kỳ thật chính là một không gian khác, sẽ không có việc gì. Ong! Đang lúc Dương Nghị Vân nghe tiểu tám giải thích thời điểm, trên người hắn cột sáng lại là phát ra tới một tiếng ong nổ vang thân. Cơ hồ ở nháy mắt Dương Nghị Vân liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảm giác thân thể không chịu khống chế bay lên. Mà ở Mai tỷ trong mắt còn lại là nhìn đến Dương Nghị Vân ngay lập tức biến mất ở tại chỗ, ở trên hư không chỗ sâu trong một đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất. Ba ba! Huyết Anh kêu to, sốt ruột. Mai tỷ vội vàng nói nhi không sợ, ba ba sẽ trở về, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Trấn An vừa lật lúc sau Huyết Anh mới bình tĩnh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hư không đang xem. Tựa hồ có thể nhìn đến hư không chỗ sâu trong giống nhau. Đây là. Đương Dương Nghị Vân lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là phát hiện hắn đích xác ở trên hư không chỗ sâu trong, hoặc là nói là ở cuồn cuộn sao trời chỗ sâu trong. Mà ở hắn trong tầm mắt còn lại là huyền phù một tòa cung điện. Thần quang lưu chuyển, lấp lánh sáng lên. Hoàn toàn là huyền phù cung điện. Năm căn huyền phù thật lớn cung điện xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là bốn phía lại là quay chung quanh bảy viên thật lớn hình thành. Này tòa cung điện liền ở bảy viên sao trời trung tâm. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đại sao trời. Không phải trong tưởng tượng viên cầu thể, càng tương là bảy khối huyền phù ở cuồn cuộn sao trời trung đại lục. Là bảy đại thế giới. Lúc này hắn cũng huyền phù ở không trung, tới rồi nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình pháp lực còn có thể vận chuyển, cũng không có bị phong ấn hạn chế. Cái này làm cho hắn yên tâm không ít. Trong tầm mắt 500 mễ chỗ là cao ước gần 100 mét tứ phương cung điện. Bảy đại sao trời còn lại là khá xa, nhưng là quá mức thật lớn, lại là liếc mắt một cái thu hết đáy mắt. Tiểu tám nơi này chính là thứ 9 tinh la bàn. Dương Nghị Vân hỏi. Đúng vậy chủ nhân, kỳ thật cùng với nói là thứ 9 tinh la bàn, không bằng nói nơi này là toàn bộ hư không thiên đế bản trung tâm nơi,
phía trước chính là Thánh Thiên Cung, cũng kêu chúng thần điện, ta đại ca cùng khí linh tinh la bao gồm chúng ta mặt khác huynh đệ tỷ muội ngày thường đều Thánh Thiên Cung. Tiểu Tám giải thích nói, nơi xa bảy đại sao trời là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân tiếp tục hỏi. Tiểu Tám nói, đó là bảy đại thánh cảnh thế giới. Dương Nghị Vân sửng sốt, cái gì thánh cảnh thế giới? Tiểu Tám giải thích nói, chủ nhân cùng loại thần nguyên lực sung túc thần cảnh, nhưng là thánh cảnh thế giới lại là xa xa cao hơn thần cảnh tồn tại, hơn nữa nơi này thánh cảnh thế giới, chính là khai thiên thời đại ra đời thiên địa nộn năng lượng nhất sung túc thế giới, chính là thánh thiên đế năm đó thiên đình một bộ phận, ở cùng Tu La Vương đại chiến thời điểm, sợ lọt vào phá hư, thánh thiên đế mới đưa bảy đại thánh địa thu vào nơi này, xem như đem thánh thiên đình đạo thống bảo lưu lại xuống dưới. Bảy đại thánh cảnh giữ lại bảy đại thánh đạo truyền thừa, có thể nói là khai thiên thời đại thánh đạo văn minh truyền thừa nơi, là nhất toàn diện phong phú truyền thừa thánh địa. Đương nhiên bảy đại thánh cảnh nơi còn có phong phú tu luyện tài nguyên từ, chính là lớn nhất bảo khố. Bảy đại thánh cảnh hợp nhất đó là thánh đạo thiên đình. Nghe Tiểu Tám nói chuyện, Dương Nghị Vân nội tâm một đợt tiếp theo một đợt chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Hắn trong lòng chỉ có một câu trăm triệu không nghĩ tới a. Trong tầm mắt xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đại sao trời cư nhiên là khai thiên thời đại thánh đạo thiên đình, tách ra là bảy đại thánh cảnh, hợp nhất đó là thánh thiên đình. Mấu chốt nhất chính là, Tiểu Tám nói bảy đại thánh cảnh chung ghi lại bảy đại thánh đạo truyền thừa, đây mới là chân chính đại bảo tàng. Về thánh đạo truyền thừa, toàn bộ thần giới truyền lưu cơ hồ đều thành mảnh nhỏ, thế cho nên cận đại thời gian rất lâu đều không có ở xuất hiện quá thánh nhân, chính là bởi vì không có hoàn chỉnh thánh đạo tu luyện công pháp từ xuất hiện. Nhưng hiện tại hắn trong tầm mắt có suốt bảy đại thanh nói truyền thừa hệ thống, này như thế nào không cho hắn nội tâm kích động. Nếu thật sự có thể đem bảy đại thánh đạo truyền thừa được đến, hắn vân môn thần cảnh đã có thể muốn thăng cấp trở thành vân môn thánh cảnh, thậm chí còn. Thánh đạo thiên đình tái hiện. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình trái tim nhảy thực mau, cơ hồ đều phải từ cổ họng chạy ra tới giống nhau kích động. Hô hô! Hô hô! Dương Nghị Vân dùng sức hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nói cho chính mình, hiện tại còn không phải kích động thời điểm, phải được đến tay mới tính. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, rồi sau đó đem tròng mắt từ bảy đại sao trời thượng sứ kính kéo trở về, nuốt khẩu nước miếng hỏi Tiểu Tám đạo, kia. Trước mắt cung điện đâu? Ta là nói Thánh Thiên Cung. Ở hắn nghĩ đến bảy đại thánh cảnh đều như thế nhiêu ích, có bảy đại thánh đạo truyền thừa, như vậy Thánh Thiên Cung chẳng phải là càng thêm ngang tàng. Lại là không nghĩ tới Tiểu Tám lần này lại là lắc đầu nói, chủ nhân Thánh Thiên Cung ta không biết, đối với Thánh Thiên Cung tình huống sợ là chỉ có ta đại ca cùng khí linh tinh la biết tình huống. Dương Nghị Vân sửng sốt, lần này đảo cũng không nói gì thêm mất mát, rốt cuộc Tiểu Tám ở chỗ này không phải tối cao trưởng quan, mà khí linh tinh la cùng hắn đại ca mới là. Khí linh tinh la liền không nói, Dương Nghị Vân hiện tại nhưng thật ra đối Tiểu Tám cùng 13 đại ca cảm thấy hứng thú. Cười hỏi. Nói cho ta nghe một chút đi đại ca ngươi là tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi đại ca thời điểm, Tiểu Tám biểu tình cùng ngữ khí đều thay đổi, biến tràn ngập kính sợ nói, chủ nhân nói như thế, ta đại ca tuy rằng cũng là thánh yêu linh, nhưng hắn cùng chúng ta mặt khác huynh đệ tỷ muội tất cả đều không giống nhau, đại ca là siêu nhiên tồn tại, là khai thiên thời đại cái thứ nhất ra đời thánh yêu linh, cũng là chân chính ý nghĩa thượng thánh thiên đế linh sủng. Chúng ta sở hữu huynh đệ tỷ muội đều xem như thánh thiên đế thân vệ. Nhưng đều phải nghe đại ca, ta đại ca chính là nhất tiếp cận đại đạo tồn tại, chính là tam giới bên trong duy nhất thánh đạo chi linh. Chúng ta mặt khác huynh đệ tỷ muội biến hóa chính là 36 loại, nhưng ta đại ca không hề cái này phạm vi, hắn là siêu thoát thánh linh, là nói chi linh, có thể biến hóa nhưng biến ảo vạn vật, không chỗ nào không hóa tồn tại, đại ca nhưng khả năng, không thể tồi chắc, ngài nếu có thể được đến ta đại ca tán thành, vậy có thể được đến nơi đây hết thảy. Tiểu Tám cơ hồ là mỗi một câu đều mang theo tôn kính nói xong hắn đại ca. Dương Nghị Vân cũng là nghiêm túc nghe xong, sau đó hắn cảm giác, chính mình có phải hay không quá mức lỗ mãng. Nghe Tiểu Tám ý tứ, hắn đại ca nhưng xưng là thánh đạo chi linh, thực rõ ràng là hắn đều khó có thể tưởng tượng tồn tại, là thánh thiên đế nói linh sủng vật, hắn lại là làm Tiểu Tám cùng 13 trở thành chính mình tôi tớ, hiện tại càng là độc thân tới rồi nơi này, nếu là Tiểu Tám đại ca làm khó dễ. Có thể hay không một cái tát chụp chết chính mình. Dương Nghị Vân nội tâm có chút thấp thỏm lên. Nhưng nghĩ lại tựa hồ cũng không có gì sợ quá. Nơi này bản thân chính là thứ 9 tinh la bàn,
hơn nữa khí linh tinh la đều nói có duyên giả mới có thể bước lên tới, hiện tại hắn tới chính là có duyên giả, đối phương không đến mức sát chính mình đi. Trong lòng miên man suy nghĩ hết sức, lại là một cái quen thuộc thanh âm vang lên nói, tiểu gia hỏa tới liền vào đi, tiểu tám còn không đem tiểu hữu mang tiến vào. Một thân tràn ngập uy áp thanh âm từ phía trước cung điện truyền ra tới. Chủ nhân là ta đại ca, tiểu tám cổ co rụt lại nói. Vậy mang ta đi trông thấy đi, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, tới cũng tới rồi hắn cũng không lùi bước đạo lý. Thứ chín quan khó khăn, dựa theo tiểu tám cách nói chính là hắn đại ca. Nếu tiểu tám đại ca là đại năng hạng người, Dương Nghị Vân nghĩ đến còn không đến mức cùng hắn như vậy một cái hậu bối có cái gì khó xử đi. Cái dạng gì cửa ải khó khăn, hắn đều phải đi xem mới được. Có lẽ tình huống không có chính mình tưởng tượng không xong đâu. Theo sau ở tiểu tám dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân hướng về phía trước đại cung điện đi đến. Đi vào cung điện trước thời điểm, thần quang lập lòe dựng lên, lại là thật lớn đại môn chậm rãi mở ra. Tiểu tám nói, chủ nhân thỉnh. Dương Nghị Vân bước vào cung điện đại môn. Đi vào lúc sau mới phát hiện, toàn bộ cung điện không phải trong tưởng tượng cung điện, mà là một mảnh hỗn độn trạng thái. Chờ hắn đi vào thời điểm, trong tầm mắt hỗn độn sương mù bắt đầu hướng về hai bên quay cuồng. Ngay sau đó hắn thấy được hai bóng người. Hoặc là nói là hai cái lão giả. Giống nhau như đúc. Lúc này tiểu tám nhỏ giọng nói, chủ nhân hắn chính là khí linh tinh la hình thái, bọn họ hai cái chung tất nhiên có một cái là ta đại ca biến ảo. Tiểu tám đi xuống đi. Lúc này hai cái lão giả cơ hồ đồng thời mở miệng. Quả nhiên Dương Nghị Vân nghe là khí linh tinh la thanh âm. Phía trước nhưng không thiếu nghe. Lúc này xem như nhìn thấy chân nhân. Chẳng qua giờ phút này lại là hai người. Là đại ca. Tiểu tám cùng lời nói rất ít 13 nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trước mắt hai cái lão giả thân xuyên bạch y, đầu bạc râu dài cầm trong tay quải trượng, nhìn qua thực mờ ảo bộ dáng, nhưng là nhìn chằm chằm hắn thời điểm lại là vẻ mặt túc mục chi sắc. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm giác trong lòng có điểm áp lực. Nhưng là hắn rõ ràng, kỳ thật một cái tất nhiên là tiểu tám đại ca, thánh đạo chi linh. Hiện tại lại là biến ảo thành khí linh tinh la bộ dáng, nghĩ đến đây là cho chính mình cái thứ nhất nan để đi. Mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, quả nhiên trước mắt hai gã lão giả đồng thời mở miệng nói, tiểu gia hỏa ta là khí linh tinh la, nhưng trong đó chỉ có một là, một cái khác chính là thánh đạo chi linh, ngươi nói chúng ta cái nào là thật khí linh. Nếu là ngươi đáp đúng, vậy lưu lại chúng ta tiếp theo lưu đi xuống, nếu là đoán sai, ngươi liền lăn ra thánh thiên cung, ha ha. Một đường mang theo huyết anh nhưng không thiếu gian lận, bổn tọa chính là nhẫn ngươi thật lâu. Nghe được hai cái lão nhân chăm miệng một lời nói chuyện, Dương Nghị Vân nội tâm thẳng trợn trắng mắt, nhưng là còn không dám phản bác, hắn chính là biết hắn đối mặt chính là cái gì tồn tại. Mọi người đều nói, này xem như đối chính mình khảo nghiệm. Chỉ là hắn không nghĩ tới khảo nghiệm sẽ là lấy như vậy phương thức mở ra. Nhưng là, đối với vấn đề này, Dương Nghị Vân trong lòng chỉ có một câu ngọa tào. Nima đây là cố ý làm khó dễ a. Tiểu tám đều nói, hắn đại ca thánh đạo chi linh biến ảo vạn vật, không chỗ nào không hóa, chính là nhất tiếp cận nói linh, hắn biến ảo chính mình có thể nhìn thấu. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân sững sờ ở tại chỗ. Làm hắn đi phân biệt, này căn bản không có khả năng. Nhanh lên đoán. Khí linh tinh la thúc giục lên. Dương Nghị Vân cắn một cắn giơ tay chỉ vào bên trái nói, ngươi là khí linh tinh la. Hoàn toàn là liền đoán mò, dù sao hắn căn bản là vô pháp phân biệt, không bằng đoán mò hảo. Cùng lắm thì liền rời đi. Đối phương cố ý làm khó dễ dưới, hắn là không có bất luận cái gì biện pháp. Tùy tiện một lóng tay chính là đoán mò. Kết quả. Khí vận về đến nhà. Chỉ nghe khí linh tinh la nói thầm nói, ngươi nhìn xem ta liền nói tiểu tử này khí vận hảo đi, đoán mò đều có thể mông đối. Dương Nghị Vân sau khi nghe được trong lòng đại hỉ. Lại lần nữa nhìn lại thời điểm, quả nhiên trong đó một cái lão giả, oanh một chút lần thứ hai có biến hóa, lại là biến thành hắn bộ dáng. Lại là một cái giống nhau như đúc chính mình. Dương Nghị Vân tức khắc vô ngữ. Lúc này chỉ nghe được cái kia biến thành chính mình bộ dáng người mở miệng đối lão giả hoặc là nói khí linh tinh la nói, người đi đi, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Thiết, ai hiếm lạ nghe các ngươi nói chuyện, khí linh tinh la hừ lạnh một tiếng biến mất ở tại chỗ. Lúc này giữa sân chỉ có Dương Nghị Vân chính mình cùng đối diện hắn, hoặc là nói là tiểu tám đại ca, thánh đạo chi linh. Chờ khí linh tinh la rời khỏi sau,
đứng ở hắn đối diện thánh đạo chi linh, nhìn chằm chằm hắn xem, cái này làm cho Dương Nghị Vân cả người không được tự nhiên. Hai người liền như vậy đứng đánh giá, chuẩn xác mà nói là thánh đạo chi linh ở đánh giá hắn, liền ở Dương Nghị Vân sắp đỉnh không được thời điểm, đối phương rốt cuộc mở miệng nói, làm ta nhìn xem hỗn độn chung. Dương Nghị Vân trong lòng đại tùng, ngươi nhưng xem như nói chuyện. Đối mặt bực này đại lão hắn trong lòng áp lực rất lớn. Đặc biệt là ở trầm mặc thời điểm. Trong lòng vừa động hỗn độn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Ở hắn ngẩng đầu xem đối phương nói thời điểm, lại là phát hiện đối phương không thấy. Không có bất luận cái gì tiếng động. Kết quả ngay sau đó, lại là ở hắn phía sau vang lên có một cái quen thuộc thanh âm nói, thật là thánh thiên đế pháp khí. Phía sau vang lên thanh âm dọa hắn giật mình, xoay người vừa thấy, lại là Mai tỷ đứng ở hắn phía sau. Dương Nghị Vân nhìn không được, Mai tỷ. Nhưng là ngay sau đó hắn liền nhìn đến, cái này Mai tỷ nhẹ nhàng di động nện bước, toàn thân thần quang lập lòe ngay sau đó lại biến hóa bộ dáng, biến thành huyết anh bộ dáng, quay chung quanh hắn đi lại, mỗi đi một bước liền biến hóa một người. Lúc này Dương Nghị Vân mới phản ứng lại đây, không phải Mai tỷ, vẫn là thánh đạo chi linh, là tiểu tám đại ca. Nhớ rõ tiểu tám nói qua hắn đại ca không chỗ nào không hóa không chỗ nào bất biến. Hiện tại xem ra quả nhiên là như thế này. Ngay sau đó chỉ nghe đối phương còn nói thêm, ngươi tên là gì? Ta kêu Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân theo bản năng trả lời. Lúc này thánh đạo chi linh lại có biến hóa thành một đầu bay lượn phượng hoàng, ở chuyển biến dưới biến thành chân long, biến thành đám mây, cây cối. Làm cho là biến hóa muôn vàn. Ngay sau đó trong tầm mắt hắn biến hóa dừng lại ở một người uy nghiêm vô cùng bộ dáng sau, đứng ở hắn trước mắt mở miệng nói. Có không làm ta xem xét một phen ngươi trong cơ thể tình huống? Đây là một cái thỉnh cầu. Dương Nghị Vân nghe được ra tới, đối phương là dùng thương lượng ngữ khí, cũng không có dùng cao cao tại thượng ngữ khí mệnh lệnh hắn. Cứ việc cái này thỉnh cầu là thực vô lễ, nhưng hắn lại là gật đầu. Bởi vì Dương Nghị Vân trong lòng rất rõ ràng, lấy thánh đạo chi linh bản lĩnh, muốn nhìn hắn tu vi, có thể không hề cố kỵ, hoàn toàn không cần phải trưng cầu hắn ý kiến, có thể mạnh mẽ đi xem xét. Đến lúc đó hắn còn một chút biện pháp đều không có. Cùng với như thế hắn còn không bằng thoải mái hào phóng làm đối phương xem xét. Tốt xấu đối phương là dùng thỉnh cầu ngữ khí cùng hắn thương lược, trước mắt mới thôi hắn không có cảm nhận được nguy hiểm. Nếu đối phương thật muốn là đối hắn có ác ý, sẽ không cùng hắn đối thoại. Càng sẽ không cùng hắn thương lượng. Như thế không bằng thoải mái hào phóng làm đối phương xem xét. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt dừng ở trên người hắn, mà hắn còn lại là cảm giác giờ phút này chính mình ở đối phương trước mặt giống như là không có mặc quần áo giống nhau, xích quả quả trong suốt trạng thái, chính mình hết thảy đều không có bất luận cái gì ngăn cản ở đối phương trong mắt. Tuy rằng thực không thoải mái, chính là hắn cũng không có biện pháp. Ước chừng 10 tức lúc sau, loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác mới kết thúc. Nhưng kế tiếp phát sinh sự, lại là vượt qua hắn đoán trước. Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, thánh đạo chi linh ở quan khán trong thân thể hắn tình huống sau, tẫn nhiên nhìn chậm rãi quỳ xuống. Hơn nữa khẩu hô, cung nghênh thánh thiên tử. Thánh thiên tử. Dương Nghị Vân một chút liền mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Hảo hảo như vậy một tôn đại lão đột nhiên liền xuống phía dưới quỳ, còn cung nghênh thánh thiên tử. Khụ khụ. Dương mẫu nhân tuy là nội tâm cường đại giờ phút này cũng có chút chột dạ nói. Kia gì có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn là tình huống như thế nào, chính mình trong lòng rõ ràng, cái gì thánh thiên tử. Dù sao cùng hắn không quan hệ. Nếu nói là bởi vì hỗn độn chung, kia cũng chỉ là hắn ở tu luyện chi trên đường được đến, không phải cùng sinh đều tới. Chẳng lẽ nói bởi vì hắn có thánh thiên đế pháp lực, chính là thánh thiên tử. Này cũng quá. Đương nhiên khả năng ở người khác xem ra là chuyện tốt, nhưng Dương Nghị Vân cũng không như vậy cho rằng. Lúc này thánh đạo chi linh nói, kỳ thật ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng có một số việc hiện tại không tiện đối với ngươi nhiều lời, bất quá ngươi là thánh thiên tử việc này, không có sai, đệ nhất ngươi có thánh thiên đế pháp khí hỗn độn chung, đương nhiên chỉ cần là một kiện pháp khí cũng không thể thuyết minh cái gì, nhưng ngươi là độc nhất vô nhị vô thập toàn thân thể, đây là thuộc về thánh thiên đế độc hữu tính chất đặc biệt, trong tam giới không có người thứ hai có được, cho nên ngươi là thánh thiên tử. Dương Nghị Vân nghe, tựa hồ có điểm minh bạch cái gì, nhịn không được hỏi, ngươi là nói, ta nên không phải là thánh thiên đế chuyển thế đi. Có cái này khả năng, nhưng có khả năng cũng không phải, nhưng chung quy có sâu xa,
ngươi thập toàn thể chất chứng minh rồi ngươi là thánh thiên tử, điểm này thánh thiên đế nói qua. Thánh đạo chi linh nói. Này có thể thuyết minh cái gì đâu? Dương Nghị Vân nói. Thánh đạo linh thần quang chợt lóe hóa thành một giá trị bay lượn tinh linh nói. Thánh thiên đế có ngôn tương lai nếu là thánh thiên tử xuất hiện, liền có thể kế thừa thánh thiên đế đạo thống. Dương Nghị Vân trong lòng nhảy dựng, cái gì thánh thiên tử thánh thiên đế hắn không quan tâm, dù sao hắn là chính hắn, nhưng là thánh thiên đế đạo thống hắn lại là muốn. Thánh thiên đế đạo thống là cái gì? Dương Nghị Vân dọc theo nước miếng hỏi. Thánh đạo chi linh chậm rãi mở miệng, người chỗ đã thấy bảy đại thánh cảnh, cùng này một tòa thánh thiên cung. Bao gồm thánh thiên đế thời đại sở hữu tu luyện văn minh đều tại đây tòa cung điện chung, đều đem là của ngươi. Dương Nghị Vân nghe cả người đều là chấn động, trong lòng thẳng hô phát đạt. Chính là ngay sau đó liền nghe được thánh đạo chi linh nói, bất quá muốn kế thừa thánh thiên đế đạo thống, lại là có điều kiện. Dương Nghị Vân liền biết không sẽ dễ dàng được đến, mở miệng nói, có phải hay không phải trải qua ngươi khảo nghiệm. Ta nghe tiểu tám nói qua, là cái gì khảo nghiệm ngươi nói đi, ta sẽ tận lực. Nhưng là lần này Dương Nghị Vân thật đúng là đã đoán sai. Chỉ nghe Thánh Đạo Chi Linh nói, ta khảo nghiệm đã kết thúc, chính là xác định ngươi có phải hay không Thánh Thiên Tử, ta nói chính là điều kiện, mà điều kiện này cũng là Thánh Thiên Đế lưu lại. Dương Nghị Vân này đó có chút nghi hoặc nói, điều kiện gì? Nào biết Thánh Đạo Chi Linh, kế tiếp nói ra nói, thiếu chút nữa không làm hắn xuyễn quá khí đi. Chỉ nghe Thánh Đạo Chi Linh mở miệng nói, điều kiện là trùng kiến Thánh Thiên Đình, bảo hộ tam giới. Ngắn ngủn một câu, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là thiên mệnh đề, bảo hộ tam giới. Cái dạng gì nhân tài có cái kia tư cách ha? Còn chờ hắn tiêu hóa trong lòng chấn động hết sức, liền nghe Thánh Đạo Chi Linh tiếp tục nói, bảo hộ tam giới chính là ngăn cản tu la nhất tộc xâm lấn tam giới. Đến tận đây Dương Nghị Vân lại một lần nghe được tu la nhất tộc. Hơn nữa là từ Thánh Đạo Chi Linh trong miệng nghe được, thực nghiêm túc. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng không lý do nhảy dựng. Hắn ngay từ đầu tiến vào chúng thần vực thế giới thời điểm, nghe được tu la nhất tộc kỳ thật trong lòng cũng không có quá lớn dao động, nhưng là lúc này đây từ Thánh Đạo Chi Linh trong miệng sau khi nghe được, lại là lần đầu tiên cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Hắn hỏi, tu la nhất tộc đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thánh Đạo Chi Linh trả lời, tam giới ở ngoài mặt âm u, xem như đệ tứ giới đi. Thế giới kia mọi người sinh linh vạn vật đều là âm thuộc tính, thu hoạch đến lực lượng cũng cùng chúng ta hoàn toàn tương phản, là lẫn nhau khắc chế, mà tu la nhất tộc đó là đệ tứ giới cũng kêu U Minh giới hoàn toàn xứng đáng chủ đạo giả. Bọn họ nhất tộc ra đời với U Minh biển máu, bất tử bất diệt, sinh sôi không thôi, có cái vương gọi là tu la vương, cũng xưng là biển máu thiên tổ, chính là cái thứ nhất ra đời biển máu sinh linh, càng là trong truyền thuyết hỗn độn sơ khai sinh linh, là biển máu thiên tổ sáng tạo tu la tộc. Nhưng mà U Minh giới âm u, hoàn cảnh ác liệt, bọn họ vẫn luôn mơ ước tam giới, đặc biệt là thần giới, trên thực tế ở khai thiên thời đại liền từng có vô số lần xâm nhập. Nhưng đều bị Thánh Thiên Đế sở dẫn dắt tam giới thần tộc đánh đi trở về, thẳng đến cuối cùng một lần là biển máu thiên tổ tự mình ra tay, hắn đánh vỡ lục đạo luân hồi, mang theo vô số tu la xâm nhập thần giới. Mà khai thiên thời đại chính là Thánh Thiên Đế thời đại, Thánh Thiên Đế chấp trưởng luân hồi lục đạo, thống ngự tam giới. Chính là vạn thánh chi vương, có thể nói là thiên đạo. Đối mặt biển máu thiên tổ hoặc là nói tu la vương xâm nhập, thánh thiên đế xuất lĩnh tam giới thần tộc vạn thánh đại chiến tu la tộc, chúng thần vực chính là chủ chiến tràng, cũng là thánh thiên đế cùng tu la vương đại chiến nơi, cuối cùng tu la vương chiến bại, trốn vào luân hồi, nhưng lại là đem luân hồi lục đạo thiếu chút nữa hủy diệt. Thánh thiên đế cuối cùng phá hủy tu la vương bản thể, chỉ có hồn phách trốn vào U Minh giới. Nhưng là luân hồi lục đạo chung quy là bị hao tổn, nếu luân hồi lục đạo rách nát, toàn bộ tam giới đều đem gặp mặt lâm tan vỡ, đến lúc đó sẽ hết thảy đều đem trở về hỗn độn, vạn vật biến mất, cuối cùng là thánh thiên đế hy sinh chính mình bổ toàn luân hồi. Nhưng chung quy là cùng tu la vương đại chiến lực có không bằng, chỉ có thể nói là ổn định luân hồi, chân chính tình huống là luân hồi lục đạo vẫn là để lại lỗ hổng, thế cho nên cấp tu la tộc để lại ngày sau xâm nhập thần giới cơ hội. Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương một trận chiến, nhìn như thần tộc lấy được thắng lợi, tương lai phạm Tu La tộc toàn bộ chém giết ở thần giới chúng thần vực, kỳ thật thần tộc cũng là nguyên khí đại thương, tu luyện văn minh lùi lại không biết nhiều ít kỷ nguyên, tối cao tu luyện đạo thống dần dần cô đơn, vạn thánh chi tộc ngã xuống, biến mất, tới rồi đến nay thần giới sợ là một cái thánh đạo cũng rất khó ở xuất hiện đi. Dương Nghị Vân nghe Thánh Đạo Chi Linh cuối cùng hỏi chuyện,
nhịn không được gật gật đầu nói, ân, ta đến nay cũng chưa nghe nói đương kim thần giới có người thành thánh, đừng nói thành thánh, liền tính là hợp đạo cấp bậc cũng là rất khó, mà tồn tại thánh đạo người, ta lại biết một cái, bất quá nàng lại là trọng sinh Niết Bàn, tuy rằng Niết Bàn nhưng uổng có thánh đạo lịch duyệt, lại là không có thánh đạo thánh nhân tu vi. Dương Nghị Vân nói đương nhiên chính là Mầu Thần Nương Nương. Thánh đạo chi linh thở dài nói, quả nhiên cùng thánh thiên đế đoán trước giống nhau, khai thiên lúc sau thánh đạo thiên đình vạn thánh vạn chi tộc ngã xuống, tu luyện văn minh chỉ biết càng ngày càng cô đơn đi xuống. Dương Nghị Vân nghe thánh đạo chi linh nói chuyện, thử hỏi, ý của ngươi là thánh thiên đế còn để lại chuẩn bị ở sau. Thánh đạo chi linh mở miệng nói, đương nhiên, thánh thiên đế chính là vạn thánh chi vương, là thiên là nói. Hắn tuy rằng đem chính mình một thân tu vi dùng ở chữa trị luân hồi lục đạo thượng, nhưng đối với toàn bộ tam giới an nguy, càng sẽ không quên. Thánh thiên đế từng có ngôn, hắn cùng Tu La Vương liền tính song song ngã xuống, vừa ý thức đều sẽ không tán, bọn họ đều là ra đời với hỗn độn cường đại tồn tại. Tu La Vương ý thức là thông qua luân hồi lục đạo chạy trốn tới U Minh giới biển máu, sẽ chuyển sinh mà đi, cuối cùng sẽ trở về biển máu trọng sinh, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại lần nữa xâm nhập thần giới. Bởi vì Tu La Vương biết Thánh Thiên Đế cũng ngã xuống, há có thể buông tha như thế cơ hội. Mà Thánh Thiên Đế ý tứ cũng thông qua luân hồi lục đạo mà sinh, chung quy sẽ lại lần nữa trở về thần giới. Nói nơi này thời điểm Thánh Đạo Chi Linh nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân một trận ra đầu tê dại nói, ngươi đừng nói cho ta chính là Thánh Thiên Đế ý thức trọng sinh giả a. Không xác định, nhưng ngươi nhất định cùng Thánh Thiên Đế có quan hệ, ngươi cùng Thánh Thiên Đế đều là thập toàn thân thể. Thánh đạo chi linh nói, vậy ngươi nói cho ta này đó, ý tứ là ta có thể kế thừa thánh thiên đế truyền thừa, điều kiện là sẽ không làm ta ngăn cản Tu La nhất tộc đi. Dương Nghị Vân đã đoán được thánh đạo chi linh điều kiện. Quả nhiên thánh đạo chi linh hóa thành một nữ tử bộ dáng gật đầu nói, đúng là như thế, ngươi nếu là thập toàn thân thể liền nhưng kế thừa thánh thiên đế truyền thừa, ngươi muốn gánh vác khởi trùng kiến thánh đạo thiên đình trọng trách, tương lai ngăn cản Tu La nhất tộc, trọng điểm là hoàn toàn chữa trị luân hồi lục đạo. Chỉ có một lần nữa chữa trị hảo luân hồi lục đạo, tam giới mới có thể ổn định, vũ trụ mới sẽ không trở về hỗn độn, Tu La nhất tộc cũng sẽ không ở thông qua luân hồi mà xâm nhập tam giới. Nếu luân hồi lục đạo lại một lần lọt vào Tu La nhất tộc xâm nhập công kích, đến lúc đó tam giới tất nhiên là trở về hỗn độn đại kiếp nạn, vạn vật vạn tộc sở hữu hết thảy đều đem tan thành mây khói. Cho nên cái này trọng trách chỉ có ngươi tới gánh vác, lựa chọn tốt nhất là ở Tu La vương trọng sinh phía trước. Người đi U Minh biển máu đem hắn chu sát, cũng hoặc là hoàn toàn phong ấn hắn, đem hắn vĩnh hằng trấn áp ở biển máu, như thế toàn bộ tam giới mới tính an toàn. Dương Nghị Vân nghe Thánh Đạo Chi Linh nói chuyện, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên lớn tiếng nói, ngươi vui đùa cái gì vậy? Thánh Thiên Đế đều không có hoàn toàn chu sát Tu La Vương, ngươi làm ta đi chu sát. Đi phong ấn, ta mới là một cái hợp đạo hai tầng tu vi thần linh mà thôi, Thánh Đạo đều không phải. Cũng không biết ta khi nào mới có thể bước vào thánh đạo đâu, ngươi làm ta như vậy đi. Nào biết thánh đạo chi linh tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm nói, ta nói, chờ ngươi kế thừa thánh thiên đế truyền thừa, tự nhiên sẽ có thực lực đi làm những việc này, hơn nữa. Ngươi đầu tiên muốn đúc lại thánh đạo thiên đình, bồi dưỡng thánh đạo cường giả, đi giải quyết thần giới tai họa ngầm, lúc sau ở đi U Minh giới biển máu. Từ từ, ngươi có ý tứ gì? Giải quyết thần giới tai họa ngầm. Chẳng lẽ thần giới còn có tai họa ngầm? Dương Nghị Vân nghe ra Thánh Đạo Chi Linh lời nói chung tựa hồ lại nói, lập tức thần giới liền có vấn đề. Không tôi, Tu La nhất tộc không phải tam giới ra đời sinh linh, bọn họ ra đời ở biển máu, cùng tam giới vạn tộc tất cả đều bất đồng, tuy rằng năm đó đại chiến chém giết sở hữu Tu La tộc, nhưng người phía trước cũng nói, có Thánh Đạo giả Niết Bàn trọng sinh trở về, nếu Thánh Đạo người có thể, như vậy Tu La nhất tộc những cái đó cường giả huyết hồn cũng có thể là trọng sinh. Điểm này Thánh Thiên Đế sớm đã có quá tiên đoán, hơn nữa cấp thần giới hậu nhân lưu lại quá chỉ điểm, nhưng là không xác định còn có bao nhiêu thần tộc chủ coi trọng, có thể trọng sinh Tu La tộc, tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp ở thần giới câu thông U Minh biển máu, thậm chí sẽ triệu hoán, hoặc là nói đồng hóa thần tộc, ở thần giới một lần nữa ngưng tụ Tu La chiến sĩ. Đến lúc đó chính là thần giới chi loạn, có chút địa phương tất nhiên đã xuất hiện trọng sinh Tu La, bọn họ tà ác cường đại là quỷ dị. Một giọt huyết chỉ cần bảo lưu lại tới, liền sẽ trọng sinh, hiện giờ thần giới không biết có bao nhiêu thần tộc còn nhớ rõ Thánh Thiên Đế nói, có hay không đi chống đỡ ở thần giới trọng sinh Tu La tộc. Người hàng đầu nhiệm vụ chính là đem thần giới quét sạch, tránh cho trọng sinh Tu Vi câu thông biển máu, đến lúc đó khả năng sẽ đánh thức Tu La Vương,
nếu thật là như vậy cũng là đại phiền toái. Thánh đạo Chi Linh nói. Từ từ, ta đầu óc đều có điểm loạn, ngươi làm ta tiêu hóa lại nói. Dương Nghị Vân nghe Thánh đạo Chi Linh nói, hắn đầu đều lớn. Nghe ý tứ đây là làm hắn trở thành chúa cứu thế a. Dương Nghị Vân đem Thánh đạo Chi Linh những lời này, suy nghĩ cả buổi mới tiêu hóa một ít. Lúc này mới nói, ngươi xem ta loát một loát có phải hay không này mấy cái ý tứ, đệ nhất dựa theo ngươi ý tứ, ta cùng Thánh Thiên Đế có sâu xa, muốn đạt được Thánh Thiên Đế truyền thừa, liền phải gánh vác khởi bảo hộ tam giới trách nhiệm. Đệ nhị, được đến Thánh Thiên Đế truyền thừa lúc sau, khởi động lại Thánh đạo Thiên Đình, bồi dưỡng thần giới cường giả, tìm kiếm ra di lưu ở thần giới Tu La tộc quét sạch. Đệ tam, ta nếu muốn biện pháp ngăn cản Tu La Vương trọng sinh, hoặc là nói chu sát phong ấn, cuối cùng còn lại là chữa trị hảo luân hồi lục đạo, làm tam giới nguy cơ tiếp xúc. Có phải hay không này mấy cái ý tứ? Thánh đạo Chi Linh đạo, không tồi, trọng điểm chính là mấy vấn đề này, nhất trung tâm vấn đề là chữa trị luân hồi lục đạo, bởi vì luân hồi lục đạo xuất hiện hư hao, nếu không hoàn toàn giải quyết chữa trị, cuối cùng luân hồi lục đạo một khi hỏng mất, tam giới đều sẽ biến mất hết thảy đều đem trở về hỗn độn. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình lúc này hàm răng đều đau. Cười khổ nói, ta có cái kia năng lực sao? Kia cái gì đi cùng Tu La tộc cùng Tu La Vương đi đấu? Đây là hắn lần thứ hai đối Thánh đạo Chi Linh nói chính mình không tin tưởng. Nhưng là Thánh đạo Chi Linh mở miệng nói, ta nói rồi, chờ ngươi một lần nữa mở ra Thánh đạo Thiên Đình, Thánh đạo Văn Minh sẽ tái hiện thần giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ tiến vào vạn thánh thời đại, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ có lực lượng đối kháng Tu La. Hơn nữa Thánh Thiên Đế trong truyền thừa có một thứ, tất nhiên sẽ làm ngươi tu vi thực lực được đến không gian tăng nhiều, cho ngươi ngày sau thành Thánh đại đạo nhất hữu lực cơ sở. Dương Nghị Vân nghe Thánh đạo Chi Linh nói như vậy, trong lòng đại động, người cuối cùng là bắt đầu nói hàng khô. Trên thực tế hắn biết rõ, từ hắn nhìn thấy Thánh đạo Chi Linh bắt đầu, hết thảy cũng đã chú định, cũng không có lựa chọn, vì cái gì đâu. Bởi vì hắn yêu cầu lực lượng, yêu cầu cường đại thế lực, yêu cầu vô thượng tu luyện truyền thừa từ từ, mà Thánh Thiên Đế lưu lại bảo tàng, chính là hắn sở cần. Hắn muốn cùng 33 thiên điện đế tôn quyết chiến. Hắn muốn tìm kiếm luân hồi tiến vào u minh giới, càng muốn tìm được Liễu Lanh Canh, này hết thảy đều yêu cầu thực lực. Hơn nữa vận mệnh chú định tựa hồ hết thảy đều cho hắn an bài hảo, trong lòng lớn nhất chấp niệm là Liễu Lanh Canh, là muốn đi u minh giới, không nghĩ tới Tu La Vương chính là u minh giới chúa tể giả. Này tất nhiên là muốn đối mặt. Lại có chính là, từ đại phương hướng tới đem, luân hồi lục đạo nghe tới là tam giới căn cơ trung tâm, nhưng lại là ra vấn đề. Nếu không đem luân hồi lục đạo chữa trị, như vậy tương lai tam giới sẽ hỏng mất, hết thảy đều đem sẽ trở về hỗn độn, hắn cùng tất cả mọi người sẽ biến mất, cho nên nói vì thân nhân bằng hữu cũng hảo, vì tam giới vạn vật chúng sinh cũng thế, hắn đều phải đi lên một cái bảo hộ thế giới con đường, không đến lựa chọn. Nghe tới là phi phi thường xa xôi vĩ đại, kỳ thật là cùng hắn cùng một nhịp thở, một khi luân hồi lục đạo cuối cùng hỏng mất, ai cũng trốn không thoát. Tuyết lở thời điểm không có một mảnh bông tuyết sẽ là vô tội. Dương Nghị Vân biết không đến lựa chọn. Trong lòng cười khổ, trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ đi lên trở thành chúa cứu thế con đường, vĩ đại a. Nghe không có gì, nhưng hắn biết tương lai sẽ đối mặt nguy hiểm tuyệt đối là hắn tưởng đều sẽ không nghĩ đến. Bất quá Thánh đạo Chi Linh nói ra một câu Thánh Thiên Đế lưu lại một thứ, có thể trở thành hắn lớn nhất dựa vào, làm Dương Nghị Vân trong lòng mong đợi lên. Nhìn Thánh đạo Chi Linh Dương Nghị Vân hỏi, thứ gì? Thánh đạo Chi Linh chậm rãi nói, thiên tâm. Thiên tâm, đó là cái gì? Dương Nghị Vân hỏi. Thiên tâm chính là Thánh Thiên Đế nói, Thánh Thiên Đế ra đời với hỗn độn, đắc đạo hỗn độn, hắn đại đạo đó là thiên tâm, khá vậy lấy nói Thánh Thiên Đế thiên tâm, chính là tam giới đã biết mạnh nhất nói, người được đến Thánh Thiên Đế thiên tâm, có thể đi bao xa ta không biết, nhưng tuyệt đối nhưng có tư bản đối mặt Tu La Vương, đây là Thánh Thiên Đế tiên đoán. Thánh đạo Chi Linh gần từng chữ một mà nói. Dương Nghị Vân nghe nội tâm đều là chấn động. Thánh Thiên Đế lưu lại thiên tâm. Cứ việc Thánh đạo Chi Linh giải thích một phen, nhưng hắn chưa thấy được vẫn là không biết là thứ gì, bất quá có thể tưởng tượng đến, hẳn là Thánh Thiên Đế cả đời tu luyện tâm đắc tinh hoa ngưng tụ đi. Ra đời với hỗn độn tồn tại, đó là so với khai thiên thời đại còn sớm người, hắn lưu lại thiên tâm, khả năng hắn đều không thể lý giải, bất quá nhất định là cường đại bảo tàng. Toàn bộ tam giới đều không có bảo tàng, điểm này Dương Nghị Vân tin tưởng vững chắc. Thật muốn là như thế này, kia hắn liền nhiều ít có nắm chắc. Thánh Thiên Đế là người nào?
là khai thiên thời đại tam giới chi chủ, là thiên, là đại đạo đại biểu. Dương Nghị Vân ngẫm lại, có điểm miệng khô lưỡi khô. Nói là có khảo nghiệm, nhìn dáng vẻ là không có, hoặc là nói thánh đạo chi linh khảo nghiệm chính là xác định thân phận của hắn. Kể từ đó nói, Dương Nghị Vân minh bạch này thứ 9 quan chỉ có hắn một người có thể tới, những người khác căn bản là không có cơ hội. Hiện tại, hắn hít sâu một hơi nói, ta không lựa chọn, này phân trách nhiệm ta gánh vác. Hảo, ta mang ngươi đi thiên tâm nơi, thánh đạo chi linh nói. Dương Nghị Vân hiếu kỳ nói, ngươi, có thể hay không trước nói các ngươi 36 thiên cương sự. Nếu thánh thiên đế truyền thừa hắn đáp ứng rồi, tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể kế thừa, đạo cũng không nóng nảy, ngược lại hắn quan tâm thánh đạo chi linh này đó 36 thiên cương. Thực hiển nhiên này đó thánh yêu linh cũng không phải là bình thường thần linh, được xưng thánh yêu linh, đặc biệt là lão đại được xưng thánh đạo chi linh, nếu là này đó thánh yêu linh năng thu vào dưới trướng nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là chảy nước miếng. Thánh đạo chi linh mở miệng nói, chúng ta năm đó đi theo thánh thiên đế một trận chiến, bị tổn thất thánh linh thân thể, nhưng chúng ta 36 thánh linh ra đời khai thiên, chính là yêu linh bất tử bất diệt tồn tại, bởi vì đại chiến, thánh thiên đế để lại chúng ta bảo hộ 7 đại thánh cảnh cùng thiên đế cung, bản thân chúng ta ở trước kia chính là thánh đạo thiên đình 36 thiên cương bảo hộ thánh linh, đây cũng là chúng ta chức trách. Đại chiến lúc sau vô số năm qua, chúng thần vực vào được rất nhiều hậu bối con cháu, kỳ thật nơi này chính là thánh thiên đế để lại cho hậu nhân rèn luyện nơi, sau lại tổng cộng có 16 người đạt tới thứ 8 quan, 36 thiên cương thánh yêu linh chung có 16 người đi ra ngoài, là ta an bài, làm cho bọn họ đi ra ngoài là vì điều tia, những cái đó có khả năng sẽ ở thần giới địa phương khác trọng sinh sống lại tu la tộc. Những người khác đều ở chỗ này, người kế thừa thánh thiên đế lưu lại thiên tâm, tự nhiên chính là ta chờ thiếu chủ. Chúng ta chắc chắn đi theo ngươi, hoàn thành thánh thiên đế bảo hộ tam giới di nguyện. Tới rồi ngoại giới chúng ta sẽ một lần nữa ngưng tụ thánh thể, làm thực lực trở lại đỉnh, chờ ngươi khởi động lại thánh thiên đình, chúng ta tự nhiên sẽ là thánh đạo thiên đình bảo hộ thánh linh. Dương Nghị Vân vừa nghe, thánh đạo chi linh nói như vậy, trong lòng đại hỉ, hắn hỏi cái này lời nói, chính là ý tứ này. Cái này yên tâm. Đa tạ, Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Hắn biết tương lai hắn nếu là cùng tu la tộc đối thượng, không thiếu được thánh đạo chi linh trợ giúp. Ngươi là thánh thiên tử, tự nhiên liền sẽ là chủ nhân của ta, nhưng tạm thời ta sẽ không tôn ngươi là chủ, bởi vì ngươi còn không có tư cách, khi nào đưa ngươi thể ngộ đến thiên tâm trung huyền bí, ta mới có thể tôn ngươi là chủ. Thánh đạo chi linh nói thực trắng ra. Điểm này Dương Nghị Vân cười cười tỏ vẻ không sao cả, bản thân thánh đạo chi linh chính là đại lão cấp bậc, hắn không để bụng cái gì chủ tớ vấn đề. Chỉ cần thánh đạo chi linh năng hỗ trợ liền hảo. Chúng ta đây đi thôi. Dương Nghị Vân ý bảo thánh đạo chi linh dẫn hắn đi thiên tâm nơi. Kỳ thật hắn nội tâm là tràn ngập chờ mong, thiên tâm, đến tột cùng sẽ là cái gì? Thánh đạo chi linh hóa thành phía trước khí linh tu la giống nhau lão giả, ý bảo Dương Nghị Vân cùng hắn đi. Kỳ thật vẫn là ở cái này đại cung điện trong vòng, chỉ là về phía trước đi rồi mười mấy mét sau, chi gian thánh đạo chi lực linh vung tay lên. Ngay sau đó hỗn độn quay cuồng mở ra. Lại nói tiếp là một tòa cung điện, kỳ thật bị hỗn độn bao phủ, căn bản là nhìn không tới cung điện vốn dĩ bộ mặt, cũng không biết cái này cung điện có bao nhiêu đại. Ở thánh đạo chi linh phất tay lúc sau, phía trước lại là xuất hiện một cái vương tọa. Đương nhiên ở Dương Nghị Vân trong mắt không xem như vương tọa, ngược lại như là một cái tế đàn giống nhau, chẳng qua cái này tế tháp như là một phen ghế dựa giống nhau, tất cả đều là bạch ngọc tài chất, mặt trên tường vân bao phủ. Cuốn vân vô số. Lần đầu ở ngoài, rỗng tuếch. Mặt trên cái gì đều không có, trong lòng nghĩ cũng không biết thánh đạo chi linh muốn dẫn hắn tới nhìn cái gì. Nói là thiên tâm, nhưng thiên tâm là cái gì, trông như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là trong lòng có tha thiết chờ mong. Lúc này, thánh đạo chi linh, lại là hóa thành tiểu tám kia trở tinh linh hình thái, vèo một chút bay lên trước mắt tế tháp. Oanh! Chỉ thấy thánh đạo chi linh ở trên không tựa hồ thi pháp làm cái gì, tức khắc một tiếng ầm vang vang lên. Ngay sau đó lại là có ngũ quang thập sắc thần quang từ cái này tế đàn vương tọa phát ra. Dương Nghị Vân đôi mắt căn bản là thấy không rõ mặt trên đã xảy ra cái gì. Chỉ là nghe được thánh đạo chi linh mở miệng nói, thánh thiên tử thỉnh tiến lên, thiên tâm là truyền thừa, chỉ có ngươi có thể tiếp thu. Dương Nghị Vân nghe thánh đạo chi linh nói chuyện, tức khắc trong lòng chấn động. Lại là một bước bước ra, bước lên ngũ quang thập sắc phương tỏa. Không biết có phải hay không ảo giác,
Dương Nghị Vân ở tế tháp phương tọa ngũ quang thập sắc bùng nổ thời điểm, lại là cảm nhận được tựa hồ có cái gì lực lượng ở triệu hoán hắn. Hơn nữa có một cổ quen thuộc cảm giác. Đương hắn đánh sâu vào ngũ quang thập sắc vầng sáng lúc sau, hoặc là nói là tế đàn vương tọa lúc sau, lại là phát hiện có khác bất đồng. Cái này tế đàn vương tọa phía trên, tràn ngập thiên địa 10 đại thuộc tính chi lực, nhưng lại không phải tầm thường cái loại này, mà là khí chi lực cực hạn. Có 10 đại khí chi lực, các có thuộc tính, cùng trong thân thể hắn 10 đại đạo thụ tương đối ứng tương gián sát, hoặc là hòa giải hắn thể chất tương gián sát, đứng ở trong đó xưa nay chưa từng có thoải mái. Ở tế đàn vương tọa phía trên tại đây 10 đại thuộc tính khí chi lực chung, hắn cảm nhận được ấm áp. Tựa hồ nơi này trời sinh chính là vì hắn sở chuẩn bị giống nhau. Dần dần Dương Nghị Vân cảm giác quang mang chói mắt tan đi, hắn chậm rãi mở hai mắt thích ứng ngay lúc này hoàn cảnh. Lúc này Dương Nghị Vân phát hiện, chỗ sâu trong nơi, hoàn toàn là một cái ngũ quang thập sắc màu sắc rực rỡ thế giới, chung quanh không có bất luận kẻ nào hoặc sự vật tồn tại. Càng như là một cái phong bế không gian, này vừa thấy rất nhỏ, nhưng ở một cái xác thật là vô cùng lớn, thực thần kỳ. Lúc này hắn trong lòng chỉ nghĩ cái gì là thiên tâm. Cái gì là thánh thiên đế truyền thừa. Lần đầu ở ngoài cái gì cũng nhìn không tới. Đang lúc hắn nghi hoặc hết sức, trong tai lại là vang lên thánh đạo chi linh thanh âm. Thả chính mình cảm thụ, thiên tâm truyền thừa yêu cầu chính ngươi đi cảm thụ, bất luận kẻ nào không giúp được ngươi. Dương Nghị Vân vừa nghe lúc sau, lại là chậm rãi làm chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn biết giờ phút này chính mình nội tâm dao động quá lớn. Hoặc là nói có rất cường đại công lực chi tâm, đây là với tu luyện hiểu được bất lợi. Muốn có điều hiểu được, yêu cầu chính là tĩnh tâm. Nhân gia thánh đạo chi linh đều có đề điểm, muốn đạt được yêu cầu chính mình đi hiểu được thể hội. Như thế, Dương Nghị Vân nhắm lại hai mắt, đứng ở tại chỗ, cẩn thận đi cảm thụ nơi này biến hóa, nơi này hết thảy. Cảm thụ được bốn phía là vô cùng thuần tịnh khí chi lực, suốt 10 loại thuộc tính. Hắn cảm nhận được chính mình thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đại thụ sủng sủng muốn động. Tại đây một khắc lại là trong cơ thể công pháp tự chủ vận chuyển dựng lên. Ngay sau đó lần lượt khí chi lực tiến vào trong cơ thể, thẳng vào thần hạch đạo chủng, lại là cùng 10 đại đạo thụ có nổ vang. Trước hết là ngũ hành chi thủy nói thụ hấp thu một tia ngũ hành chi thủy khí chi lực sau lục quang bùng nổ, lúc sau kim mộc hỏa thổ, từng cái có tương hô ứng. Sinh chi lực, chết chi lực, quang minh, hắc ám. Biết cuối cùng thời không chi lực. Đến tận đây 10 đại đạo thụ hấp thu đến từ ngoại giới 10 đại thuộc tính khí chi lực, tức khắc trong cơ thể phát ra một tiếng nặng nề. Oanh! 10 đại đạo thụ quang mang đại lượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chút trường cao 300 mễ, đạt tới 600 mễ độ cao. Lại là tu vi rốt cuộc đột phá tới rồi hợp đạo 3 tầng. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới như vậy cư nhiên đột phá. Đáng tiếc trong cơ thể 10 đại đạo thụ không còn có tăng trưởng. Nhưng lại là 10 đại đạo thụ ở thời điểm này đồng thời nổ vang, thần quang đại tác phẩm. Cũng đúng lúc này, Dương Nghị Vân cảm nhận được một cổ lực lượng xuất hiện. Hoặc là không phải lực lượng, dù sao hắn cũng nói không rõ. Càng thuần tịnh tương tự lực lượng nào đó, rồi lại không phải. Cứ việc so với đôi mắt, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được trước mắt tựa hồ xuất hiện cái gì. Mở to mắt nhìn lại. Quả nhiên ở hắn trước mắt xuất hiện một khối ngông ấm thạch lớn nhỏ, hình thoi nhưng lại là 10 sắc loang loáng đổ vật. Thiên tâm. Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên chính là thiên tâm. Đây là thiên tâm. Thánh thiên đế lưu lại lớn nhất truyền thừa bảo tàng. Hẳn là sẽ không sai. Huyền phù ở trước mắt đạt 10 sắc loang loáng hình thoi cho hắn vô cùng mãnh liệt thuần tịnh cùng cuồn cuộn chi lực, là hắn tu luyện đến nay chưa từng có tiếp xúc quá cảm giác kỳ diệu. Tất nhiên là thiên tâm không thể nghi ngờ. Dương Nghị Vân nhìn không được chỗ sâu trong tay đi đụng vào. Đưa ngón tay tiếp xúc đến thiên tâm trong nháy mắt. Ầm vang. Một tiếng thiên lôi giống nhau tạc nứt tiếng vang lên. A! À. Dương Nghị Vân phát ra hét thảm một tiếng. Tại đây một khắc hắn chỉ cảm thấy một cổ hủy thiên diệt xưa nay chưa từng có lực lượng vọt vào trong thân thể hắn. Chuẩn xác mà nói là tiến vào hắn thần hải trực tiếp chui vào hắn nguyên thần trong vòng. Cũng chính là lần này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cái gì cũng không biết. Cũng không biết đi qua bao lâu. Dương Nghị Vân mới thức tỉnh lại đây. Hắn chậm rãi mở hai mắt, phát hiện chính mình nằm ở Bạch Ngọc Vương tọa, trong tầm mắt còn lại là thấy được một tòa tường vân lượn lờ đại điện đỉnh chóp, thấy được Bạch Ngọc cây cột từ từ. Trong óc một trận đau đớn. Chậm rãi vang lên phía trước.
đang một chút đứng dậy. Lúc này hắn phát hiện hỗn độn một mảnh cảnh tượng không thấy, sở xuất hiện chính là thật lớn cung điện. Mà hắn quấn lên tới sau, lại là ở tế đàn vương tọa, nhưng cái này vương tọa thu nhỏ rất nhiều, càng thêm thích hợp làm người. Nghĩ tới, phía trước bị thiên tâm nhập thể sau, hắn mất đi ý thức. Vừa nhấc đầu, thấy được phía dưới đứng ở liền cá nhân. Trong đó một cái đúng là phía trước khí linh tinh la, mà một cái khác còn lại là một người mày kiếm mắt sáng trung niên nhân, không hề nghi ngờ hẳn là thánh đạo chi linh biến thành. Chúc mừng thánh thiên tử truyền thừa thiên tâm. Bái kiến chủ nhân. Trước một câu là thánh đạo chi linh, sau một câu đến từ khí linh tinh la. Hoàn toàn bất đồng. Dương Nghị Vân ngây người, khí linh tinh la kêu hắn là chủ. Này, sao lại thế này? Dương Nghị Vân nghi hoặc không thôi. Nghe tới hắn tựa hồ đã kế thừa thiên tâm, nhưng hắn chính mình không có gì cảm giác. Dương Nghị Vân lúc này nhìn về phía dưới hai người, hy vọng bọn họ có thể cho ra đáp án. Thiên tâm ở một mức độ nào đó đại biểu chính là thánh thiên đế, bổn. Lão nô chính là hư không thiên đế bản khí linh, là thánh thiên đế sáng tạo, cho nên ngài chính là ta tân chủ nhân. Đây là khí linh tinh la trả lời. Mà thánh đạo chi linh còn lại là nói, ngài hiện tại có thể cảm giác nơi này hết thảy. Đúng vậy chủ nhân, hư không thiên đế bản hết thảy ngài đều có thể cảm giác đến. Khí linh đi theo nói. Dương Nghị Vân có chút ngây người, nhưng cũng minh bạch. Hợp lại ở khí linh cùng thánh đạo chi linh lời nói chung, hắn đã thành công được đến thiên tâm, hoặc là nói là thánh thiên đế chân chính truyền thừa. Dương Nghị Vân nghe thánh đạo chi linh như vậy vừa nói sau, cẩn thận lại cảm thụ, hắn chỉ nhớ rõ phía trước, thiên tâm một chút tiến vào hắn nguyên thần trong vòng, trực tiếp liền mất đi ý thức. Nói thật hiện tại hắn còn có chút lo lắng, có thể hay không ra cái gì vấn đề. Dù sao cũng là nguyên thần A, là hết thảy căn bản, nguyên thần nếu là ra vấn đề, nhưng chính là vấn đề lớn. Trong lòng nghĩ thời điểm, hắn ý thức chìm xuống, đi nội coi nguyên thần. Kết quả hắn một chút liền cảm nhận được bất đồng. Quả nhiên ở nguyên thần trong vòng cảm nhận được thiên tâm nơi. Đương hắn ý thức dừng ở thiên tâm thượng thời điểm, kỳ diệu sự tình xuất hiện. Ngay lập tức chi gian hắn cảm giác hắn như là một cái trung tâm giống nhau liên tiếp tới rồi rất nhiều sự vật. Rất nhiều đồ vật đều hiện ra ở hắn trong đầu. Khí linh tinh la, thánh đạo chi linh, toàn bộ đại điện, lại đến bên ngoài bảy đại thánh cảnh. Hư không thiên đế bản thế giới đều ở hắn trong đầu, giờ phút này hắn giống như là hóa thân trở thành một đôi vô cùng thật lớn thiên nhãn, thấy được toàn bộ hư không thiên đế bản chung hết thảy. Bao gồm tiểu tám cùng 13 cùng với mặt khác thánh yêu linh. Còn có Mai tỷ cùng huyết anh hắn đồng dạng thấy được như cũ ở thứ 8 tinh la bàn chờ hắn. Lại nơi xa còn lại là một đường đi tới, bị lưu đày vào trong hư không các gia thánh đạo cường giả, tổng cộng có 10 cái người tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt phiêu ở trên hư không chung. Nhưng Dương Nghị Vân ở chỗ này lại là có một loại siêu nhiên cảm giác, tựa hồ sở hữu hết thảy đều cùng hắn tương liên ở bên nhau. Bất quá này gần là trong đó hạng nhất. Càng kỳ diệu chính là hắn cảm nhận được thiên tâm trong vòng có rất nhiều đồ vật ẩn chứa, đương hắn đi cảm thụ thiên tâm thời điểm, lại là rõ ràng cảm nhận được thiên tâm càng như là nào đó cao giai hiểu được, cho hắn một loại xưa nay chưa từng có trải qua giống nhau. Hắn biết này đó là thánh thiên đế ngộ đạo tinh hoa, nhưng lại yêu cầu hắn đi chậm rãi dung hợp hiểu được, dù sao dựa theo hắn trước mắt tu vi, thiên tâm một phần vạn đều hiểu được không đến. Đây là yêu cầu ngày càng nguyệt mệt đi hiểu được. Mà thiên tâm huyền diệu không đơn thuần chỉ là ở tu luyện ngộ đạo thượng, càng có lực lượng tồn tại, hắn có thể cảm nhận được này trong đó lực lượng, đủ để dùng cuồn cuộn tới hình dung, dùng có 10 đại khí chi lực thuộc tính ở trong đó, tựa hồ là một chúng phong ấn trạng thái, nếu là một chút bùng nổ hắn tuyệt đối thừa nhận không được, sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Yêu cầu đi chậm rãi tiêu hóa hiểu được thiên tâm. Tóm lại hắn biết thiên tâm là chân chính vô thượng chí bảo, bao hàm toàn diện. Hắn có thể cho dù là có thể ngộ đến một phần vạn, đều với hắn mà nói là hưởng thụ vô tận. Vận mệnh chú định Dương Nghị Vân đã hiểu rất nhiều, ngộ rất nhiều, giống như là ở tu luyện chi đạo thượng, hắn đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Nguyên thần được đến lễ rửa tội. Đến thiên tâm với hắn mà nói, như một lần niết bàn. Cũng rốt cuộc minh bạch, thánh đạo chi linh phía trước lời nói, đối kháng tu la vương có thiên tâm, đích xác hiện tại xem ra là có hy vọng, làm hắn cũng có tin tưởng. Thiên tâm thể ngộ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, Dương Nghị Vân không cảm thấy có cái gì chỗ hỏng, ngược lại là thiên đại chỗ tốt. Trong lòng cũng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Như thế hắn thu hồi ý thức, lần thứ hai mở hai mắt.
rất nhiều đồ vật, này sẽ làm không cần thánh đạo chi linh cùng khí linh tinh la nói, hắn tựa hồ thông suốt giống nhau tất cả đều đã biết. Có thể nói có thiên tâm lúc sau, với hắn mà nói là một loại thông ngộ. Rõ ràng không có tiếp xúc qua thánh đạo tu luyện hệ thống, nhưng lại là đã biết thánh đạo nên như thế nào đi tu luyện. Đây là một loại thần kỳ cảm giác. Hết thảy đều là thiên tâm mang đến biến hóa. Rất nhiều biến hóa tựa hồ trong một đêm dung nhập ở hắn linh hồn máu bên trong. Đương nhiên còn có đối thiên địa chi gian đạo pháp lực lượng thuộc tính từ lý giải cũng đều đã xảy ra rất lớn cảm thụ. Hô! Dương Nghị Vân áp chế chính mình kích động chi tâm, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía thánh đạo chi linh đạo, ta kế tiếp nên làm như thế nào? Phải đi lộ rất dài, hắn biết thánh đạo chi linh sẽ là hắn về sau đối mặt tu la cường đại giúp đỡ. Vị này tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại lão. Mang theo chân thành khiêm tốn tâm, hướng hắn thỉnh giáo là không sai. Chỉ nghe thánh đạo chi linh đạo, thánh thiên tử sau đó, ta làm mặt khác các đệ đệ muội muội tiến đến. Như thế rất tốt, Dương Nghị Vân gật đầu. Muốn cùng tu la chiến đấu, bên người có này đó thánh yêu linh là tốt nhất bất quá. Ngay sau đó, chỉ thấy thánh đạo chi linh vung tay lên, đại điện trung xuất hiện 19 cái tinh linh. Tất cả đều là cùng tiểu tám giống nhau tinh linh hình thái. Ngay sau đó thánh đạo chi linh đi đầu nói, thiên cương linh nhất bái thấy thánh thiên tử. Đây là thánh đạo chi linh lần đầu tiên vô cùng trịnh trọng nói ra tên của mình, thiên cương linh một. Rồi sau đó là, mặt khác thánh yêu linh bắt đầu, thiên cương linh nhị, linh tam. Một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, mãi cho đến vừa vặn thiên cương linh 20 kết thúc. Mỗi một cái tên đều là lấy thiên cương vì hào linh bắt đầu. 36 thiên cương thánh yêu linh, giờ phút này 20 chi số. Bái kiến Dương Nghị Vân. Càng như là một loại thăm viếng tân quân vương. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được ra thiên cương linh một hoặc là nói thánh đạo chi linh ngoại thực bình tĩnh ở ngoài, cái khác 19 cái như tiểu tám đẳng, tất cả đều nội tâm thực kích động, đối tiểu tám bọn họ tới nói kích động là bởi vì rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Đều ở chỗ này vô số tuế nguyệt, lâu dài đến chính bọn họ đều quên mất thời gian. Hiện giờ rốt cuộc hảo, thánh đạo thiên đình có tân chủ nhân xuất hiện, ý nghĩa bọn họ sẽ đi theo tân chủ nhân, là có thể đi ra ngoài. Đều không cần khách khí, về sau còn thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Dương Nghị Vân không dám thác đại, hắn được đến thiên tâm lúc sau, tự nhiên rõ ràng này đó thánh yêu linh phân lượng, kia chính là hàng thật giá thật thánh đạo tinh linh. Chẳng qua đã không có tỉnh thể lúc sau, thực lực không đạt được trước kia đỉnh, nhưng là chỉ cần làm cho bọn họ đi ra ngoài. Tiếp thu thế giới vô biên lễ rửa tội, bọn họ sẽ trở về đỉnh. Tại đây một phương thế giới, bọn họ căn bản vô pháp hấp thụ ngoại giới đại đạo chi lực. Nhưng cho dù như thế, này đó thánh yêu linh cũng không thể coi thường, thực lực của bọn họ không phải tu luyện, mà là thiên phú biến hóa, chậm rãi sẽ khôi phục lại. Trước mắt lại là ở hợp đạo cấp bậc, chỉ có thánh đạo chi linh thiên cương linh một Dương Nghị Vân cảm giác rất mạnh rất mạnh. Đa tạ thánh thiên tử. Linh vùng đầu nói lời cảm tạ. Đối với mặt khác thánh yêu linh cũng không cần phải đi như tiểu tám bọn họ giống nhau có khế ước, bởi vì hắn được đến thiên tâm lúc sau, cùng mỗi một cái thánh yêu linh chi gian phát hiện đều có liên hệ, hơn nữa là tuyệt đối thượng vị giả liên hệ. Như thế cũng không sợ bọn họ không nghe lời. Bao gồm linh một ở bên trong. Nhưng Dương Nghị Vân sẽ không dùng thiên tâm đi ước thúc. Cưỡng chế không phải là chuyện tốt, đương nhiên chỉ cần bọn họ không làm ra cái gì vi phạm hắn ý nguyện sự cái gì cũng tốt nói. Trái lại Dương Nghị Vân cũng sẽ không mặc kệ này đó thánh yêu linh. Từ hôm nay trở đi, ta chờ 36 thiên cương thánh yêu linh hoặc là thánh thiên tử thân vệ, càng là thánh đạo thiên khởi động lại lúc sau thiên đình bảo hộ thánh linh, chắc chắn theo thánh thiên đế di mệnh, hiệp trợ thánh thiên tử bảo hộ tam giới. Lão đại linh một thế hệ biểu lên tiếng, xem như một loại nguyện trung thành. 20 cái thánh yêu linh xem như nạp vào dưới trướng, Dương Mỗ nhân tâm tình rất tốt. Bất quá hắn biết là 36 thiên cương thánh yêu linh, trong đó có 16 cái đi ra ngoài, lại là không biết sao lại thế này. Liền hỏi lão đại linh một đạo, linh một, từ nơi này đi ra 16 thiên cương thánh yêu linh là chuyện như thế nào? Ta cảm giác ngươi nếu là nghĩ ra đi, đồng dạng có thể mang theo những người khác đi ra ngoài đi. Linh lay động lắc đầu nói, kỳ thật ta là không thể rời đi, trừ phi thánh thiên tử xuất hiện, đến nỗi những người khác đều là thánh thiên đế năm đó an bài. Mở ra hư không thiên đế bàn, làm người tiến vào nơi này, lựa chọn ký chủ làm mặt khác thánh yêu linh đi ra ngoài, để hiệp trợ thần giới thế lực Tia, A tìm sống lại Tu La, này hết thảy đều là thánh thiên đế an bài tốt,
nhất định tự do định số. Dương Nghị Vân nghe lại là nội tâm run lên, nhịn không được nói, người ý tứ, Thánh Thiên Đế ở hắn năm đó ngã xuống thời điểm liền nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh sự, ở năm đó liền có an bài. Xem như đi, Thánh Thiên Đế hành sự, tự do đạo lý, ta cũng chỉ là dựa theo phân phó an bài 16 danh đệ muội nhóm đi thần giới, chỉ mong mấy năm nay bọn họ có thể có điều hoạch. Linh một đạo. Dương Nghị Vân có chút buồn bực nói cách khác, Thiên Cương 21 đến 36 16 danh thánh yêu linh, đều là đoạt xá tiến vào hư không Thiên Đế bản thế giới thứ 8 quan thần giới cường giả đi ra ngoài. Như thế tới nay kia bọn họ vẫn là bọn họ sao? Nói lên đoạt xá việc, Dương Nghị Vân trong lòng kỳ thật là phản cảm. Tổng cảm thấy đây là không từ thủ đoạn đạt thành mục đích, cứ việc là vì giữ gìn thần giới mà đi sự. Nhưng là không nghĩ tới Linh vừa nói, Thánh Thiên Tử kỳ thật hiểu lầm, 21 bọn họ 16 cái đều không phải là đoạt xá, chỉ là lựa chọn tương đối ứng ký chủ, lẫn nhau phụ trợ, đoạt xá nói đến chỉ là Tinh La đối ngoại lý do thoái thác, chân chính tình hình thực tế là, 21 bọn họ lựa chọn với sấm đến thứ 8 quan thần giới thần linh trở thành bình đẳng ký chủ quan hệ. Giữa hai bên, chính là đôi bên cùng có lợi, nói như thế, 21 bọn họ sẽ trợ giúp lựa chọn ký chủ thần linh tăng lên thực lực tu vi, tất yếu thời điểm hội chiến đấu, đồng thời cũng truyền tới Thánh Thiên Đế đạo ý, mượn dùng thần giới thần linh thế lực tuần ti A-tu-la nhất tộc giữ gìn thần giới an nguy. Căn bản là không phải đoạt xá, hơn nữa ta trở thánh yêu linh đặc thù, dựa đoạt xá tới thân thể căn bản chịu tải không được thánh yêu linh, ngược lại đối chúng ta tới nói là một loại ước thúc. Dương Nghị Vân cái này minh bạch, trong lòng cũng thoải mái, không phải đoạt xá, ngược lại là một loại lẫn nhau trợ giúp, cùng loại vì thế ở trên người có một cái cường đại hồn thú giống nhau. Nhưng Dương Nghị Vân như vậy tưởng tượng, lại là nghĩ tới một vấn đề, đi ra ngoài kia 16 cái thánh yêu linh, nếu là lựa chọn cùng đối địch thế lực người lẫn nhau chi gian thành tựu, như vậy hắn đắc tội rất nhiều thần giới thế lực địch nhân, chẳng phải là muốn cùng hắn thành địch nhân. Linh 1A, nếu là đi ra ngoài 16 cái thánh yêu linh lựa chọn cùng ta là đối địch nhân đâu? Kia chẳng phải là chúng ta muốn trở thành địch nhân? Dương Nghị Vân lập tức liền hỏi ra tới. Đối này Linh dường như chăng đã sớm chuẩn bị. Mở miệng nói, Thánh Thiên Tử nhiều lo lắng, bất luận cái gì thời điểm sở hữu thánh yêu linh bao gồm đi ra ngoài 16 cái, đều chỉ nhận Thánh Thiên Đế, mà ngài đạt được thiên tâm, chính là bọn họ chủ nhân, không tồn tại phản bội. Hô, vị này liền an tâm rồi. Tuy là nói như thế, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng cao hứng không đứng dậy, hiện tại xem ra trong truyền thuyết Thánh Thiên Đế đã sớm ở khai thiên thời đại bố cục tựa hồ tại hạ một mâm rất lớn đại cờ, Dương Nghị Vân không biết đối chính mình tới nói. Đây là hảo là hư. Hắn thật đúng là lo lắng, sau khi rời khỏi đây cùng đối địch thế lực là địch, đặc biệt đụng phải mỗi một cái có được thánh yêu linh địch nhân. Vô số năm qua đi ra ngoài 16 danh thánh yêu linh, tương đương cùng 16 danh thần giới cường giả chi gian ký xuống hỗ trợ khế ước, nếu là. Đây là 16 danh cường giả là hắn đắc tội thế lực đâu. Suy nghĩ một chút liền hảo chơi. Tỷ như nói hắn đắc tội Cửu Lê tộc. Nếu là Cửu Lê nhất tộc chung có cái lão tổ tông cấp bậc chính là thánh yêu linh người sở hữu, một ngày nào đó hắn cùng Cửu Lê Tia, a như vậy phía sau lưng đánh lột, lão tổ tông nhảy ra, không biết sẽ giúp ai. Ngẫm lại đều cảm giác hảo chơi. Thực hiển nhiên chính mình là thánh yêu linh chủ nhân, mà những cái đó cường giả lão tổ nhân vật, dựa vào là thánh yêu linh mới tu luyện đi lên, hiển nhiên đến lúc đó quỳ trước mặt hắn sẽ là những người đó. Kỳ thật còn có một chút hắn rõ ràng. Điểm này cũng là hắn tầm mắt đã xa xa vượt qua thần giới rất nhiều cường giả một mảng lớn thay đổi. Đó chính là tầm mắt bất đồng. Một ít thù hận liền làm nhạt không ít. Dương Nghị Vân rất rõ ràng từ giờ trở đi, hắn xem chính là tu la nhất tộc, xem chính là bảo hộ thần giới, thậm chí là tam giới. Mà cuối cùng sở hữu thần giới các tộc đều phải đối kháng chính là tu la tộc. Nếu là bước vào thánh đạo thiên đình khởi động lại, toàn bộ thần giới chẳng phải là đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Đến lúc đó kia còn có cái gì địch nhân? Đương nhiên này chỉ là hắn lý luận thượng ý tưởng, chân chính có phải như vậy hay không, thật đúng là khó mà nói. Tóm lại đi một bước xem một bước đi, về tu la tộc cùng tu la vương sự, tạm thời vẫn là thực xa xôi. Hắn đầu tiên sau khi ra ngoài, muốn đem đế tôn cấp làm chết lại nói. Mặt khác, nếu thỏ ra mang theo tiểu phượng hoàng các nàng tiến vào chúng thần vực, hắn muốn tìm được, mà hiện tại được đến thánh thiên đế truyền thừa. Hắn ở cảm giác thượng, có rất lớn bất đồng, chuẩn bị từ nơi này đi ra ngoài đi. Sau khi ra ngoài tìm được thỏ ra bọn họ, cũng là thời điểm trở về thần giới.
tu vi thượng hắn rốt cuộc bước vào thánh đạo ba tầng. Cũng tu thành thiên phạt chi trưởng, càng là có 20 danh thánh yêu linh ở dưới trướng. Đi ra ngoài tìm đế tôn tính sổ, Dương Nghị Vân tin tưởng hắn hiện tại có thực lực này. Thiên tâm cường đại, không chỉ có riêng là hắn sở cảm nhận được những cái đó, chân chính cường đại, Dương Nghị Vân biết là thiên tâm chung hắn đều tạm thời không dám đi chạm vào lực lượng. Nếu là thật gặp được cường địch, hắn không địch lại thời điểm, hắn sẽ vận dụng thiên tâm chi lực, tin tưởng liền tính là chân chính thánh nhân xuất hiện, hắn cũng có thể đem chi xử lý. Cùng linh một liêu qua sau, Dương Nghị Vân trong lòng hiểu rõ, chuẩn bị rời đi. Hiện tại phải rời khỏi, Dương Nghị Vân biết rất đơn giản, toàn bộ hư không thiên đế bàn bao gồm này tòa thánh thiên cung điện cùng 7 đại thánh cảnh đều ở thiên tâm trong vòng, chỉ cần hắn ý niệm vừa động là có thể đi ra ngoài. Bất quá ở đi phía trước, Dương Nghị Vân còn có cái trong lòng nghi hoặc muốn cởi bỏ. Nhìn về phía khí linh tinh la hỏi, về huyết anh ngươi thấy thế nào? Sở dĩ hỏi khí linh tinh la là bởi vì, một đường đi tới, khí linh tinh la đối huyết anh đều là ở bật đèn xanh. Thân là thánh thiên đế sáng tạo ra tới khí linh, Dương Nghị Vân tin tưởng hắn biết một ít đồ vật. Hỏi ra tới sau, chỉ gian khí linh tinh la trầm tư trong chốc lát nói, chủ nhân, huyết anh chính là thiên địa dựng dưỡng mà sinh, chính là hấp thu tu la vương cùng thánh thiên đế máu ra đời đặc thù tinh linh, thân cư thần tính cùng ma tính, có khả năng tương lai sẽ là một thế hệ đại thánh, cũng có khả năng sẽ là một tôn đại huyết ma, lão hủ nói không tốt, hết thảy xem thiên ý đi, bất quá. Nếu là có thể lão hủ kiến nghị chủ nhân đem huyết anh luyện hóa cho thỏa đáng, để tránh ngày sau sinh ra cái gì không biết sự tới. Dương Nghị Vân không nghĩ tới khí linh tinh la cư nhiên cũng nói như vậy, xem ra là kiêng kỵ huyết anh trưởng thành. Trầm giọng nói, người ý tứ tu la vương huyết anh sẽ ảnh hưởng hắn. Lão hủ cũng nói không chừng, nhưng có tu la vương huyết mạch, đây là tất nhiên. Khí linh tu la đạo. Lúc này linh một đạo, đạo cũng chưa chắc, huyết anh tuy rằng ở tu la vương trong máu dựng dục mà ra, nhưng cũng chỉ là một nửa kia chính là thánh thiên đế máu, ta tin tưởng thánh thiên đế huyết mạch cường đại định có thể chiến thắng tu la vương. Huống hồ huyết anh ra đời, không phải thánh thiên đế cũng hoặc là tu la vương cố ý vì này, hoàn toàn là ngoài ý muốn ra đời, đây là ý trời, có lẽ tương lai thật muốn là tu la vương sống lại, huyết anh đó là biến số, là tốt là xấu. Liền xem tạo hóa. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, huyết anh đã bị ta thu làm quan môn đệ tử, ta tin tưởng có thể đi lên chính đạo, thôi, ta cũng không hề để ý tới nói nhi tương lai thế nào, nhưng ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Hiện tại ta nên đi ra ngoài, chỉ là 7 đại thánh cảnh cùng này tòa thiên thánh cung điện, các ngươi nói như thế nào xử lý là hảo. Về 7 đại thánh cảnh cùng này tòa thánh thiên cung, là có thể chia lìa, cũng có thể hợp nhất. Phân tác đó là 7 đại thánh cảnh, một chỗ độc lập cung điện, nhưng là hợp ở bên nhau đó là thánh đạo thiên đình. Đây là đại căn cơ. Chỉ nghe Linh vừa nói, sau khi ra ngoài đi, tìm một chỗ, đến lúc đó đem 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên cung hợp nhất, cùng thế giới vô biên tiếp xúc, mới có thể là hoàn chỉnh thánh đạo thiên đình. Như vậy cũng hảo, Dương Nghị Vân gật gật đầu. Dù sao thiên tâm ở trên người hắn, đến lúc đó có thể giải quyết vấn đề này. Như thế ta trước đi ra ngoài. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động lại là trực tiếp đi ra ngoài, xuất hiện ở chúng thần sơn. Cùng thời gian hắn bên người xuất hiện một cái bạch ngọc bàn cờ, hắn biết chính là hư không thiên đế bàn, đây cũng là thánh thiên đế luyện chế pháp khí. Chính là năm đó thánh thiên đình vì môn nhân đệ tử chuẩn bị rèn luyện không gian pháp khí. Độc lập với thánh thiên đình ở ngoài. Ngay sau đó hắn trong lòng ở động, Mai Tỷ cùng huyết anh xuất hiện ở bên người. Mai Tỷ nhìn đến Dương Nghị Vân ngây người, vừa rồi hắn còn sốt ruột lo lắng Dương Nghị Vân tình huống, không biết liền đến ở thứ 9 quan Dương Nghị Vân là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới lúc này trực tiếp xuất hiện ở chúng thần trên núi. Vân tử ngươi, Mai Tỷ phản ứng phóng tới, nàng biết Dương Nghị Vân tất nhiên là thành công. Dương Nghị Vân cười cười nói, hết thảy thuận lợi. Không có nhiều lời, chuyện này có điểm quá mức lớn, trong lòng nghĩ Mai Tỷ đã biết cũng chưa chắc là ngươi chuyện tốt. Trở về sau tìm thời gian đang nói. Ngay sau đó hắn kiếm linh một cùng tiểu tám bọn họ tất cả đều triệu hoán ra tới, nếu đáp ứng rồi bọn họ, vậy phải làm đến, trong lòng rõ ràng tiểu tám bọn họ ở trên hư không thiên đế bản thế giới lâu lắm thực hướng về ngoại giới, vậy làm cho bọn họ ra tới nhìn xem. Đương nhiên chúng thần vực thế giới còn tính không phải thượng là thế giới vô biên, chỉ có thể là một phương thần cảnh thế giới, khá vậy so với hư không thiên đế bản cường.
Quả nhiên tiểu tám bọn họ ra tới lúc sau, đó là một trận nhảy nhót. Nhìn bọn họ đều là lớn bằng bàn tay tinh linh chi thân, Dương Nghị Vân cảm thấy nhìn không phải như vậy hồi sự, liền đối với Linh vừa nói, làm mọi người đều hóa hình thành nhân thân đi, cũng may nơi này hành sự. Tuy rằng tiểu tám bọn họ không có linh một như vậy như bức, có thể biến ảo vạn vật, nhưng cũng là có 36 biến tồn tại, tùy thời đều có thể hóa thành bất luận cái gì hình thái. Kế tiếp mọi người đều hóa thành nhân thân. Chỉ có linh một cái này lão đại còn lại là thánh quang chợt lóe, hóa thành một con như miêu giống nhau linh thú hình thái, toàn thân trắng tinh, đôi mắt vì kim sắc, nhìn rất là ngốc manh, lại là ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai. Mai tỷ nhưng thật ra không kỳ quái, phía trước liền biết tiểu tám có thể biến hóa việc, chỉ là một chút nhiều như vậy, nàng vẫn là rất khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn Dương Nghị Vân trước người hội tụ cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé 19 người. Đối Dương Nghị Vân miệng xưng thánh chủ, đây là vô cùng chấn động. Linh một đôi nơi này địa phương nhưng quen thuộc, Dương Nghị Vân hỏi, tiếp được hắn đầu tiên muốn tìm được thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng bọn họ, đương nhiên còn có phía trước đi ra ngoài đoạn thân mới vừa âm dương kim cương vợ chồng ba người. Ngọn núi này là chúng thần sơn, so sánh với linh một bọn họ hẳn là quen thuộc. Nào biết linh một giao giao đầu nói, chúng ta đãi ở trên hư không thiên đế bản chung lâu lắm. Hơn nữa này tòa chúng thần sơn đều không phải là thánh thiên đình căn bản, chỉ là năm đó đại chiến là lúc một tòa lâm thời thiên sơn, lọt vào phá hư lúc sau, hết thảy đều rối loạn, hiện tại thật đúng là không quen thuộc. Như vậy A Dương Nghị Vân có điểm thất vọng. Thánh thiên tử chính là muốn làm cái gì? Linh vừa hỏi nói. Dương Nghị Vân mở miệng nói, ta muốn tìm người. Nói cho tiểu tám bọn họ làm cho bọn họ đi tìm, tuy rằng nơi này thiên địa quy tắc hỗn loạn. Nhưng tiểu tám bọn họ sẽ không đã chịu ảnh hưởng, mặt khác kỳ thật thánh thiên tử vận dụng thiên tâm đi cảm giác đồng dạng có thể cảm giác đến nơi đây hết thảy, thiên tâm tác động toàn bộ tam giới đều là có thể, đương nhiên tiền đề là ngươi tu vi cũng đủ chống đỡ thiên tâm cảm giác lực. Linh một bổ sung nói. Dương Nghị Vân vừa nghe, suy nghĩ một chút đúng vậy, ta có thể vận dụng thiên tâm thử xem. Vì mau chóng tìm được, hắn hai tay chuẩn bị, đem thỏ ra cùng đoạn thân mới vừa đám người tin tức báo cho tiểu tám bọn họ. Làm cho bọn họ đi tìm, chính mình còn lại là muốn thử xem thiên tâm cảm giác. Tiểu tám đẳng 19 thánh yêu linh hóa thành người lúc sau, được đến Dương Nghị Vân mệnh lệnh, tức khắc tứ tán mà đi. Dương Nghị Vân còn lại là nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào nguyên thần lấy thiên tâm đi cảm giác chu thiên. Quả nhiên oanh một chút, hắn thấy được một tòa thật lớn đoạn phá chi sơn xuất hiện ở hắn trong óc. Ngọn núi này tự nhiên chính là chúng thần sơn. Dùng linh một nói ngọn núi này chỉ là một tòa năm đó đại chiến chỉ là lâm thời thiên sơn. Chân chính thánh đạo thiên đình chính là bảy đại thánh cảnh cùng thánh thiên cung hợp thể, trung tâm đều bị hủy diệt, mà là thánh thiên đế lấy đến pháp lực thu vào hư không thiên đế bản chung. Lại nói tiếp cái này hư không thiên đế bản pháp khí, Dương Nghị Vân còn không có hảo hảo nghiên cứu quá, nhưng cũng biết là một kiện chí bảo. Có hai đại công năng, trừ bỏ có thể ở bên trong rèn luyện tu luyện ở ngoài. Một cái khác công năng vẫn là lao tù. Giờ phút này nội loại còn có vài tên các thế lực lớn bị lưu đày ở trên hư không hợp đạo cường giả như cũ phiêu lưu ở trong đó, bất quá Dương Nghị Vân tạm thời không tính toán đưa bọn họ thả ra. Đương cả tòa thật lớn vô cùng thiên sơn xuất hiện ở thiên tâm cảm giác chung sau, Dương Nghị Vân thấy rõ toàn cảnh, nơi nơi đều là vỡ nát, có thể nhìn ra được, năm đó chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Muốn tìm cái gì bảo vật, Dương Nghị Vân cảm giác là không có gì. Có cũng bị đại chiến hủy diệt không sai biệt lắm. Cư nhiên cũng không có nhìn đến đoạn thân mới vừa đám người. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái. Nói tốt chờ bọn họ, lão đoạn ba người cư nhiên không thấy bóng dáng. Ngẫm lại cũng cảm giác không đúng, lẽ ra không nên như thế. Nghĩ đến có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi. Như vậy tưởng tượng còn thật có khả năng. Bởi vì cửu Lê Tia, a đám người mặt sau là từ hư không thiên đế bản thế giới đi ra ngoài. Hắn tại đây tòa thiên sơn không phát hiện đoạn thân mới vừa đám người, đồng dạng cũng không có phát hiện cửu Lê Tia, a đám người. Mặt khác hắn biết trừ bỏ cửu Lê Tia, a đám người ở ngoài, ở chúng thần vực như cũ còn có mặt khác hợp đạo cường giả tồn tại, chỉ là không có tiến vào hư không thiên đế bản thế giới. Chúng thần vực là một cái đại chiến trường đại thần cảnh, trung tâm thế giới nơi, không đơn thuần chỉ là có này tòa thiên sơn, còn có địa phương khác, rất lớn, bọn họ không đi qua. Thậm chí còn Dương Nghị Vân ở cảm giác chung phát hiện một ít làm hắn mơ hồ cảm giác không rõ địa phương, thực đặc thù. Tỷ như này tòa thiên sơn sau núi nơi.
ở hắn cảm giác trung tựa hồ có lực lượng nào đó bao phủ, cảm giác không rõ. Thánh chủ, nhưng phía trước sau núi nơi nào là lâm thời thánh đạo thiên đình chăn nuôi thần thú cùng đào tạo thánh dược nơi, cũng là một chỗ thảm thiết chiến trường, chưa chừng nơi nào thần thú thánh dược tinh linh từ từ đều dị hóa, toàn bộ chúng thần vực trung tâm thế giới trừ bỏ này tòa thiên sơn chính là sau núi nơi đặc thù, có lẽ người muốn tìm liền ở nơi nào cũng nói không chừng. Lúc này lại là khí linh tinh la thanh âm từ hư không thiên đế bản nội truyền ra. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, còn thật có khả năng. Hắn thu hồi thiên tâm hiểu được, chuẩn bị đi xem. Bất quá đúng lúc này, một đạo thần quang bay vọt mà đến. Thánh chủ thiên sơn lúc sau có phát hiện, chúng ta nghe được đánh nhau tiếng chém giết. Lại là tiểu tám tiến đến hội báo. Đi đi xem. Dương Nghị Vân lập tức nói chuyện. Sau núi xem ra là duy nhất một chỗ có thể phát sinh đột biến nơi, nghĩ đến đoạn thân mới vừa bọn họ là chủ động hoặc là bị bắt tiến vào sau núi. Có khả năng thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng chờ cũng ở trong đó. Thực mau bọn họ một hàng vượt qua này tòa thiên sơn, đến sau núi nơi. Tới rồi nơi này lúc sau, Dương Nghị Vân thấy được kỳ dị một màn. Có một ngày màn trời ánh sáng xuất hiện. Thẳng vào đám mây, vượt qua vài trăm thước. Càng như là một cái đứng dậy ở trong thiên địa muôn hộ. Vì rực rỡ lung linh, nhìn lại là trông rất đẹp mắt. Chính là nơi này, Dương Nghị Vân hỏi. Tiểu tám lúc này hóa thân thành một người nhìn tô son chát phấn thanh niên, gật đầu nói, đúng vậy thánh chủ, liền ở bên trong, nơi này là chúng thần vực trung tâm nơi trừ bỏ thiên sơn ở ngoài, duy nhất một chỗ thần bí nơi. Những người khác đâu, Dương Nghị Vân hỏi mặt khác thánh yêu linh. Có chút đi đừng mà, có chút đi vào. Tiểu tám trả lời. Dương Nghị Vân gật đầu đối linh vừa nói, đem mặt khác thánh yêu linh triệu hồi đến đây đi, chúng ta đi vào. Một đạo quầng sáng là không làm khó được bọn họ, tuy rằng cách thật xa Dương Nghị Vân liền cảm nhận được kết giới chi lực, nhưng là cũng không có việc gì cái gì. Đối với hiện tại hắn tới nói, hợp đạo ba tầng tu vi, kỳ thật đặt ở đương kim thần giới cũng đủ để xưng là cường giả. Hơn nữa bên người Mai Tỷ cùng Huyết Anh, thậm chí còn có thánh yêu linh lão đại linh một ở. Gặp phải bất luận cái gì sự Dương Nghị Vân tin tưởng đều có thể giải quyết. Thực mau, linh một triệu hồi địa phương khác thánh yêu linh, 20 danh thánh yêu linh tề tụ ở hắn bên người. Trừ bỏ linh một không có hóa hình thành nhân ở ngoài, cái khác như tiểu tám cùng 13 đều hóa hình làm người. Trọng điểm là mỗi một cái hóa hình lúc sau, từ mặt ngoài nhìn lại cư nhiên đều là hợp đạo cấp bậc. Bất quá Dương Nghị Vân rõ ràng, tiểu tám này đó thánh yêu linh là không có cảnh giới đi đối đãi hoặc là quy định bọn họ. Bọn họ thiên phú là biến hóa, cho dù là làm cho bọn họ đi bắt trước một người hợp đạo 5 tầng Dương Nghị Vân phỏng chừng đều có thể bắt trước ra tới. Mà hiện tại tiểu tám đẳng 19 danh thánh yêu linh còn lại là căn cứ hắn cái này chủ nhân tu vi cảnh giới tới bắt trước tu vi cảnh giới. Cho nên hiện tại nhìn qua là thuần một sắc hợp đạo 3 tầng cường giả. Không nói đến tiểu tám bọn họ có hay không chân chính hợp đạo 3 tầng thực lực, cho dù là không có, nhìn đều là thực dọa người. Toàn bộ thần giới cũng sợ là không có nhiều như vậy hợp đạo cấp bậc cường giả tồn tại đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, nhìn bên người tiểu tám đẳng người lại là thật sự trong lòng sinh ra một cổ hào hùng. Này đó, có loại, này đó đều là chấm đánh hạ giang sơn cảm giác. Về tiểu tám đẳng thánh yêu linh thực lực cụ thể đến tột cùng có thể có cái gì cấp bậc, Dương Nghị Vân không hỏi qua, bao gồm linh một cũng là. Hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn chỉ cần biết rằng 20 danh thánh yêu linh tôn hắn là chủ là được. Đương nhiên dùng linh một lúc trước nói, hiện tại chính mình còn không có chân chính tư cách hoặc là nói thực lực, làm hắn tôn là chủ, cho nên linh một xưng hô hắn vì thánh thiên tử, mà không phải thánh chủ. Đến nỗi tiểu tám bọn họ liền trực tiếp tôn xưng là chủ. Đương nhiên này không phải nói, một hai phải có cái chủ tớ chi phân, trên thực tế là một loại tán thành. Hiện tại hắn còn không có đạt tới làm linh một. Cái này thánh yêu linh đầu lĩnh tán thành nông nỗi. Ít nhất phải đợi hắn tu vi bước vào thánh đạo lúc sau. Mặt khác còn có linh một ngụm chung ở vô số tuế nguyệt chung đi ra 16 danh thánh yêu linh, Dương Nghị Vân kỳ thật là thực chờ mong. Cũng không biết đã sớm ở thần giới 16 danh thánh yêu linh, đều lựa chọn cái dạng gì ký chủ. Nghĩ đến cho đến ngày nay hẳn là đều là chân chính trí cường giả. Bao gồm bên ngoài 16 danh thánh yêu linh. Dương Nghị Vân biết tương lai đều sẽ là hắn dưới trướng thánh yêu linh, đối này hắn là thực chờ mong gặp mặt. Suy nghĩ một chút kia 16 danh thánh yêu linh nếu là trở thành hắn ở chúng thần vực đắc tội quá những cái đó địch nhân tiền bối trưởng bối, sẽ là như thế nào có ý tứ?
Thánh chủ, chúng ta vào đi thôi. Tiểu tám đánh gãy Dương Nghị Vân phán đoán. À, hảo, chúng ta đi vào. Dương mẫu nhân như ở trong mộng mới tỉnh. Ngay sau đó lại là tiểu tám tiến lên, trực tiếp đối với thật lớn quầng sáng vung tay lên, tức khắc thần quang lưu chuyển, quầng sáng kết giới thượng khai ra một cái 3 mét đường kính môn hộ. Đối với tiểu tám tới nói, giống như là xé rách một tầng vải vụn giống nhau nhẹ nhàng. Cứ việc Dương Nghị Vân biết một đạo quầng sáng kết giới không tính cái gì, khá vậy muốn xem là cái dạng gì kết giới, trước mắt thật lớn quầng sáng kết giới nối thẳng phía chân trời, tự nhiên không phải tầm thường quầng sáng kết giới. Mà tiểu tám có thể ở phất tay chi gian liền mở ra một đạo 3 mét đường kính môn hộ khẩu tử tới, đủ để thuyết minh thân là thánh yêu linh tiểu tám là có cường đại thực lực. Liền tính là tiểu tám này đó thánh yêu linh đã không có thánh thể, thực lực là đại ngã trạng thái, nhưng bọn họ như cũ treo thánh tự danh hiệu. Này cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể treo lên danh hiệu. Hơn nữa nghe Linh vừa nói, khi bọn hắn này đó thánh yêu linh đi ra hư không thiên đế bản thế giới sau, với ở ngoài giới thế giới vô biên tiếp xúc sau, sẽ một lần nữa tu luyện ngưng tụ ra thánh thể tới, đến lúc đó thực lực của bọn họ sẽ trở về đỉnh. Cho nên sở tiểu tám bọn họ tiềm lực ở Dương Nghị Vân nơi này là vô cùng thật lớn. Không chút nào khoa trương nói, tiểu tám này đó thánh yêu linh đó chính là một tôn tôn tương lai thánh đạo cường giả. Thánh chủ ngài thỉnh. Tiểu tám từ ra tới lúc sau, dị thường sinh động hưng phấn, ở Dương mẫu nhân trước mặt đảm đương một cái phi thường đủ tư cách chó săn. Cái này làm cho Dương mẫu nhân phi thường vừa lòng. Ha ha cười nhấc chân đi vào tiểu tám xé mở môn hộ chung. Bên người Mai tỷ trong tay lôi kéo đã sẽ đi đường huyết anh. Hình ảnh là phi thường hài hòa. Khi bọn hắn đi vào cái này quầng sáng kết giới lúc sau, lại là trong tầm mắt xuất hiện một cái thật lớn hẻm núi. Vốn dĩ Dương Nghị Vân còn tưởng rằng lại sẽ là cái gì một phương thế giới. Hiện tại xem ra hoàn toàn là bị thật lớn kết giới sở bao phủ một cái thật lớn hẻm núi. Nơi này cũng chính là khí linh tinh tay áo Trung Thiên Sơn sau núi cấm địa. Nhưng là từ cái này hẻm núi hai sườn vách núi xem, ngược lại như là bị cùng nhau cự kiếm ngạnh sinh sinh bổ ra tới địa phương. Ngẫm lại cũng bình thường, nơi này bản thân chính là cổ thần tộc cùng tu la chiến trường nội. Nhìn qua cái này thật lớn hẻm núi thực sâu thẳm, cũng vô cùng âm trầm tối tăm, có thực nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán ở trong không khí. Phía trước tiểu tám nói nghe được có tiếng đánh nhau. Dương Nghị Vân đã tới liền nghe được, tựa hồ ở vài trăm thước ở ngoài. Hắn lo lắng là đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng, không dám chỉ hoãn, dưới chân vừa động hóa thành một đạo thần quang về phía trước mà đi. Ước chừng 600 mễ sau, Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được bóng người. Hơn 10 người vây công 3 người. Quả nhiên là đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim dương vợ chồng 3 người, mà vây công bọn họ người, không phải người khác đúng là phía trước chạy đi những người đó, đi đầu cư nhiên lại là Cửu Lê Cha. Này đó Dương Nghị Vân lửa giận tận trời. Thoạt nhìn đoạn thân mới vừa 3 người liều chết chống cự, nhưng cũng tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Tức khắc Dương Nghị Vân tiếng la hô to, ngươi chờ tìm chết, tiểu tám giết sạch bọn họ. Dù sao những người này đều là địch nhân, hắn cũng không để bụng cái gì, 5 lần 7 lượt tìm phiền toái, phía trước ở trên hư không thiên đế bàn là không có biện pháp, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Muốn thực lực có thực lực, muốn người có người. Nếu là không chém bọn họ, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, tiểu tám đẳng 19 người bay vọt mà đi. Mà hắn xuất hiện, Cửu Lê Tia, à những người này cũng phát hiện. Đối với Cửu Lê Tia, à tới nói, thấy Dương Nghị Vân tức khắc chính là một trận kinh hoàng. Vì cái gì? Bởi vì hắn ở thứ 8 tinh la bàn chính mắt thấy Dương Nghị Vân một trưởng chi uy, nếu không phải đem cơ vô mệnh kéo xuống nước, chết khả năng chính là hắn. Cho nên thấy Dương Nghị Vân, Cửu Lê Tia, a là không lý do kiêng kỵ. Trong lòng mắng một câu ôn thần, đi đến chỗ nào đều có tiểu tử này. Vốn dĩ hắn sử dụng truyền tống lệnh chạy ra tới sau, tưởng rời đi nhưng lại thấy được đoạn thân mới vừa 3 người, đây là Dương Nghị Vân thủ hạ, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn diệt trừ cho sảng khoái, mặt khác các thế lực lớn người đều hội tụ ở cùng nhau, đối Dương Nghị Vân bất mãn, lại là dừng ở đoạn thân mới vừa 3 người trên người. Không có biện pháp, Dương Nghị Vân ở trên hư không thiên đế bàn biểu hiện quá nhận người ghen ghét nhận người hận. Sát đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng chính là trong lòng không cân bằng. Ai biết động thủ lúc sau, này 3 người liều chết chống cự, một chốc thật đúng là không bắt lấy. Nhưng này cũng đúng là bình thường.
đều là hợp đạo cấp bậc, Đoạn Thân mới vừa ba người hợp đạo hai tầng tu vi thực lực, những người khác cũng đều là tám lạng nửa cân. Chỉ có Cửu Lê Ti A là cái hợp đạo ba tầng tồn tại, đương nhiên còn có một người, Thần Nông Hạo Nhiên, nhưng lại không ở chàng, đã sớm rời đi chúng thần vực. Sở hữu đều là hợp đạo cấp bậc, chân chính nếu là có liều chết ẩu đả thời điểm, liền tính là đối phương người nhiều cũng một chốc một lát cũng đừng nghĩ chém giết Đoạn Thân mới vừa ba người. Một cái khác chính là những người này thêm lên 10 hơn người, nhưng đều là đến từ các thế lực lớn, đều không phải là bền chắc như thép, đối mặt Đoạn Thân mới vừa ba người liều mạng ai cũng sẽ không chân chính đi liều mạng, thế cho nên tưởng háo chết ba người. Nhưng hiện tại lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân xuất hiện. Cái này không riêng gì Cửu Lê Ti A sắc mặt đại biến, mặt khác càng là. Dương Nghị Vân là sát thần, đại gia ở trên hư không thiên đế bản thế giới đều thấy được. Cửu Lê Ti A là nhất kiêng kỵ Dương Nghị Vân người, trước tiên cư nhiên trộm về phía sau thối lui, không thể trêu vào. Đối với Dương Nghị Vân kiêng kỵ không đơn giản là kia một trưởng chi uy, càng là Dương Nghị Vân bên người cư nhiên nhiều mười mấy danh hợp đạo cấp bậc cường giả. Trống rỗng xuất hiện sao? Cửu Lê Ti A nghĩ tới phía trước ở trên hư không thiên đế bản, Dương Nghị Vân bên người tinh linh, lòng có sở ngộ, cho nên trước tiên chính là chạy. Tiểu tám đẳng người nghe được Dương Nghị Vân chi danh, trước tiên giết qua đi. Kế tiếp một màn liền có điểm hí kịch tính. Đương Dương Nghị Vân phóng đi thời điểm, tiểu tám bọn họ càng mau. Hai bên đụng chạm chém giết. Không đến 10 tức liền kết thúc. Đều không phải ngốc tử, thế lực khác người nhìn đến Cửu Lê Ti A chạy trốn, cũng đều tứ tán đi ra ngoài. Thế cho nên phản ứng chậm chỉ có 5-6 người bị tiểu tám đẳng người chém giết. Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng được cứu vớt. Vốn dĩ tiểu tám muốn mang theo mặt khác thánh yêu linh đuổi theo, nhưng Dương Nghị Vân kêu ngừng. Ngẫm lại vẫn là tính, sát 5-6 cái lập uy mục đích đạt tới. Có cái quan trọng nguyên nhân là, hắn được đến thiên tâm lúc sau tầm mắt bất đồng, cũng từ linh một ngụm chung đã biết thánh thiên đế cùng Tu La nhất tộc chi gian chiến tranh sau, hắn minh bạch, hắn từ nay về sau chân chính địch nhân sẽ là Tu La tộc. Đến nỗi thần giới này đó vương bát đản, tương lai có một ngày nếu là có Tu La tộc xuất hiện, còn phải cộng đồng ngăn cản Tu La tộc. Nói đến cùng, cùng Tu La tộc so sánh với, thần giới là một nhà. Cũng liền tùy ý bọn họ thoát đi mà đi. Tin tưởng chém giết 5-6 người lúc sau, về sau bọn họ cũng không dám ở trêu chọc hắn. Đến nỗi Cửu Lê Ti A cái kia lão bất tử, Dương Nghị Vân là cho hắn treo ở sổ đen, hắn cũng tin tưởng Cửu Lê Ti A tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng chính mình hiểu biết, một ngày nào đó còn sẽ gặp phải, đến lúc đó ở thu thập hắn. Thần chủ, Đoạn Thân mới vừa ba người quỳ gối ở Dương Nghị Vân trước mặt. Nhìn đến Đoạn Thân mới vừa ba người Dương Nghị Vân ý bảo đứng dậy, chính là tổng cảm giác nhìn có chút không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào không thể nói tới. Lúc này Mai Tỷ tiến lên hỏi ba người nói, các ngươi nhưng nhìn đến Hùng Hoan. Dương Nghị Vân lúc này rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, đúng vậy, Hùng Hoan đâu? Không cùng ba người ở bên nhau. Hùng Hoan tuy rằng là sau đi ra ngoài, nhưng Dương Nghị Vân dặn dò đi tìm Đoạn Thân mới vừa ba người hội hợp, lúc này lại là không thấy Hùng Hoan. Dương Mẫu Nhân trong lòng cũng là căng thẳng, nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa ba người. Chúng ta chưa thấy qua Hùng Hoan cô nương A Đoạn Thân mới vừa nói. Vẫn luôn chưa thấy được Hùng Hoan, Dương Nghị Vân truy vấn. Không có. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng trầm xuống. Lẽ ra Hùng Hoan ra tới lúc sau hẳn là có thể tìm được Đoạn Thân mới vừa ba người mới là. Cứ nhiên không tìm được. Không có nhìn thấy có lẽ cũng là chuyện tốt, người đừng lo lắng, tìm xem nàng, chỉ cần ở chúng thần vực nên có thể tìm được. Mai Tỷ an ủi đến. Ân cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng Dương Nghị Vân nhưng cũng biết Mai Tỷ nói có đạo lý. Ngay sau đó đối tiểu tám đạo, tiểu tám người dẫn người đi tìm Hùng Hoan, cần phải đem nàng tìm được. Thánh chủ yên tâm, chỉ cần ở Thiên Sơn phạm vi, chúng ta tất nhiên có thể tìm được. Tiểu tám bảo đảm nói. Lúc sau mang theo 9 mệnh thánh yêu linh rời đi tìm kiếm Hùng Hoan. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Mai Tỷ hỏi. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói. Nơi này xem như chúng thần vực duy nhất bí ẩn địa phương, ta muốn tìm thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng các nàng, bọn họ tất nhiên lại ở chỗ này, tiếp tục lúc trước đi, ta tin tưởng tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi các nàng lại ở chỗ này. Ầm vang. Hai người mới vừa nói chuyện hết sức, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền nhìn đến một đạo màu đỏ đậm cột sáng phóng lên cao.
liền ở đại hẻm núi chỗ sâu trong nơi. Thiên địa dị tượng. Dương Nghị Vân nói thầm một câu, chúng ta qua đi nhìn xem. Hắn có cảm, lần này có lẽ có thể tìm được thỏ ra bọn họ. Đoàn người hướng về đại hẻm núi chỗ sâu trong mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, trong tầm mắt rộng mở thông suốt. Lại là tới rồi một mảnh tầm nhìn trống trải nơi. Tiến vào đại hẻm núi càng như là hai phiến đại môn, lúc này tựa hồ mới chân chính tiến vào cái gọi là sau núi cấm địa. Linh một nơi này chính là Thiên Sơn Hậu Hoa Viên, Dương Nghị Vân hỏi hóa thân thành miêu giống nhau linh một. Là, tầm mắt có thể đạt được đều là thánh dược viên, đáng tiếc hiện tại thoạt nhìn bị hủy rớt, nơi xa bắt được cột sáng nơi chính là thánh thú nơi. Linh vừa nói. Dương Nghị Vân đám người tầm mắt cũng không có cái gì thánh dược, cũng cùng dược viên thoạt nhìn không quan hệ, trừ bỏ có chút thảm thực vật ở ngoài, càng nhiều tựa hồ đều là một ít tầm thường cỏ dại, tuy rằng là bình thản nơi, nhưng thực rõ ràng có lớn nhỏ không đồng nhất cái hố, như là bị trời giáng thiên thạch tạp ra tới hố to giống nhau. Có mông lung huyết vụ vần quanh, mơ hồ chung có thể nhìn đến mấy ngàn mét ở ngoài có ngọn núi tự ở. Mà kia một đạo phóng lên cao màu đỏ đậm cột sáng liền ở mỗ một đỉnh núi phía trên. Chi, pi, ngao, giống. Liền tại đây một khắc, nơi xa truyền đến từng tiếng thét dài. Dương Nghị Vân còn lại là sắc mặt kích động lên, hắn nghe rất quen thuộc. Nhịn không được nhìn về phía Mai Tỷ nói, ta tựa hồ nghe tới rồi, Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng thét dài. Mai Tỷ cười nói, ta cũng nghe ra tới, còn thật có khả năng là các nàng. Đã bao nhiêu năm, Dương Nghị Vân đều bị tưởng các nàng. Đi đi đi, nhanh lên qua đi. Dứt lời Dương Nghị Vân rốt cuộc nhìn không được sau lưng phong vân cánh chim chớp động, vèo một chút biến mất ở tại chỗ thẳng đến nơi xa ngọn núi. Dương Nghị Vân chợt lóe tới. Hắn tới rồi một chỗ ngọn núi đỉnh sau, trong tầm mắt thấy được. Một đầu lửa đỏ phượng hoàng bay vọt ở không. Thực thật lớn. Phát ra thần thú hơi thở, Dương Nghị Vân đều cảm giác cường đại vô cùng. Dương cánh ở mấy chục trượng to lớn. Uy phong lẫm lẫm. Là, san hồng sao. Dương Nghị Vân mang theo không xác định tự nói thanh. Hắn không xác định là bởi vì, hắn giờ phút này nhìn đến thực rõ ràng là một đầu thành niên Phượng Hoàng. Mà ở hắn trong ấn tượng, Dương San Hồng vẫn luôn là tiểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xoay quanh với thiên, hoặc là nói đang ở quay chung quanh phóng lên cao màu đỏ đậm cột sáng ở xoay quanh, thoạt nhìn tựa hồ đối này một đạo cột sáng thực kiêng kỵ, lại như là ở tùy thời mà động bộ dáng. Dương Nghị Vân bước nhanh mà thượng, rốt cuộc bước lên ngọn núi đỉnh. Tới rồi màu đỏ đậm cột sáng nơi. Chuẩn xác mà nói là tới rồi màu đỏ đậm cột sáng 500 mễ ra. Hắn nhìn đến này một đạo phóng lên cao màu đỏ đậm cột sáng là từ đỉnh núi một chỗ hố to trung dựng lên. Ước chừng hơn 1.000 mét đường kính đỉnh núi trung tâm vị trí có một cái 100 mét tả hữu hố to, màu đỏ đậm cột sáng chính là từ trong đó dựng lên. Mùi máu tươi 10 phần, thả lại tràn ngập sát khí. Lệnh người nội tâm thực không thoải mái. Chi? Ngao? Hai tiếng thét dài từ hố to hướng vang lên. Dương Nghị Vân lúc này nghe rõ ràng, cùng Điêu Nhi, nghe con giống sau rất giống, nhưng lại khí thế phi phàm, hồn hậu vô cùng. Là, các ngươi sao? Dương Nghị Vân nhìn thật lớn hố to tự nói. Cũng không biết ở hố to chung đã xảy ra chuyện gì, nhưng này sợi màu đỏ đậm cột sáng lại là lệnh nhân tâm giật mình. Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời Phượng Hoàng, muốn kêu to một tiếng, nhưng lại sợ không phải tiểu Phượng Hoàng. Phía chân trời phía trên kia chỉ thật lớn Phượng Hoàng cho hắn hơi thở quen thuộc thả có xa lạ. Nghĩ nghĩ Dương Nghị Vân chuẩn bị kêu to một tiếng. Nhưng mà còn không có mở miệng thời điểm, oanh một chút. Hố to trong vòng phát ra một tiếng nặng nề. Trong nháy mắt huyết quang đại tác phẩm, chói mắt vô cùng. Theo bản năng Dương Nghị Vân nhắm mắt lại. Đồng thời bên tai nghe được từng tiếng bất đồng thét dài. Ngay sau đó một đạo vô cùng thật lớn khí lãng ập vào trước mặt. Tại đây cổ khí lãng dưới, hắn cảm nhận được áp lực, vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản, tuy là như thế cũng là bị đánh sâu vào lui về phía sau ba bước mới dừng lại. Vân tử, Mai Tỷ thanh âm vang lên. Lúc này Dương Nghị Vân cũng cảm giác chói mắt vô cùng huyết quang tiêu tán. Hắn vừa thấy xác thật là Mai Tỷ các nàng tới rồi. Ta không có việc gì, các ngươi đừng dựa thân cận quá, hơi thở rất cường đại. Dương Nghị Vân đối Mai Tỷ nói chuyện hết sức. Lại lần nữa nhìn lại. Ngay sau đó lại là cả người chấn động. Hắn thấy được, một đầu kim sắc dương cánh Điêu Nhi, một đầu toàn thân rực rỡ lung linh kỳ lân, một đầu thật lớn hình thể,
như voi giống nhau toàn thân lôi điện vần quanh dị thú, còn có một đầu thần quang lập lòe con thỏ. Giờ phút này lại là vây quanh giả một người thân cao 3 mét, huyết khí tận trời tóc dài rối tung cường tráng trung niên nhân. Cái này hắn có thể xác định, trước mắt thần thú dị thú nhóm chính là Điêu Nhi chúng nó. Điêu Nhi, nghe con, Vân Lôi thú, thỏ ra còn có phía chân trời tiểu phượng hoàng. Liền tính là các nàng hơi thở có điều thay đổi, cũng sẽ không như vậy vừa khéo liền tụ ở bên nhau, hơn nữa thế gian chẳng lẽ còn có mặt khác thần thú dị thú. Thoạt nhìn tất cả đều ở vây công cái kia huyết người. Lúc này trên vai hóa thân vì miêu giống nhau linh một lại là kinh hô mở miệng nói, Đại Tu La, Hỗn Nguyên Đại Thánh, Phượng Hoàng Đại Thánh, Nhiều Bảo Đại Thánh, Kỳ Lân Đại Thánh, Vân Lôi Đại Thánh. Linh nhất nhất khẩu khí hô lên 6 cái danh hiệu tên. Dương Nghị Vân ngây người, nghe ý tứ linh một cư nhiên cũng nhận thức. Linh một, ngươi nhận thức bọn họ, Dương Nghị Vân hỏi. Linh gật đầu một cái nói. Cái kia huyết người chính là Tu La tộc Tu La Vương dưới trướng giải thưởng lớn chi nhất, chúng ta xưng là Đại Tu La, địa vị cùng cấp với Thánh Thiên Đế dưới tòa Đại Thánh. Mà mặt khác 5 cái, nhưng đều xem như lão người quen, bọn họ là Thánh Thiên Đế dưới tòa 10 đại Đại Thánh chung 5 cái, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng trở về, làm trò là thần giới chi phúc a. Dương Nghị Vân có chút hồ đồ, nhưng cũng ngây thơ, tựa hồ tại đây một khắc có điểm minh bạch. Mở miệng nói, nghe người ý tứ. Năm đó cổ thần tộc cùng Tu La tộc đại chiến lúc sau, Thánh Thiên Đế dưới tòa 10 đại thánh cũng có niết bàn. Hơn nữa Tu La tộc cao tầng cũng là như thế. Đúng vậy, ta liền biết bọn họ sẽ không chết, đường đường Thánh Thiên Đình đại thánh, sao có thể sẽ hoàn toàn ngã xuống, nhất định đều là thông qua luân hồi một lần nữa niết bàn, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Tu La tộc cao tầng cũng là như thế, khai thiên kỷ nguyên lúc sau, đương kim thời đại sợ là lại muốn huy hoàng. Đương nhiên thường thường huy hoàng sau lưng cùng với chính là thảm thiết chiến đấu, nhưng ta tin tưởng lúc này đây chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi, cuối cùng làm cổ thần tộc huy hoàng tái hiện hậu thế. Linh một giờ phút này nói chuyện thực kích động. Dương Nghị Vân còn lại là nội tâm có điểm phức tạp. Dựa theo Linh một nói, tiểu phượng hoàng, điêu nhi, nghe con, vân lôi thú thậm chí là thỏ ra, đều là thánh thiên đế dưới tòa đại thánh. Nếu là như thế, kia bọn họ còn nhận chính mình sao? Thực hiển nhiên, hiện tại tiểu phượng hoàng thực điêu nhi các nàng đã không phải năm đó, hơi thở rất mạnh, ít nhất đều có hợp đạo 3 tầng thực lực. Dựa theo Linh một nói, bọn họ là thánh thiên đế dưới tòa đại thánh, hiện giờ là niết bàn trở về, nếu là trở về, kia còn có nhớ hay không chính mình đều là không biết. Cứ việc ở trên danh nghĩa, hắn đạt được thánh thiên đế thiên tâm truyền thừa, cung cấp vì thế người thừa kế, như cũng có thể là tiểu phượng hoàng bọn họ quân chủ. Nhưng hắn vui mừng hy vọng. Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi chúng nó vẫn là nguyên lai bọn họ. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng mạc danh có chút bực bội. Hắn thậm chí cũng không dám đi kêu to Điêu Nhi các nàng. Vạn nhất, kêu to lúc sau không hề là hắn sở quen thuộc các nàng đâu. Vân tử đừng lo lắng, ta tin tưởng Điêu Nhi các nàng còn nhớ rõ ngươi. Giờ phút này Mai Tỷ nhẹ giọng nói chuyện, nắm chặt hắn tay an ủi. Mai Tỷ nhất có thể hiểu nam nhân nhà mình tâm tư. Ân Dương Nghị Vân miễn cưỡng cười, ngay sau đó hít sâu một hơi đối với Linh Nhất Đẳng Thánh yêu linh đạo, chuẩn bị hỗ trợ đi. Lúc này hắn trong mắt tuy rằng là tiểu phượng hoàng trở vây công cái kia cái gọi là Đại Tu La một người, nhưng Đại Tu La lại là chiếm cứ thượng phong. Tu La chi uy mạnh mẽ quỷ dị. Thần chủ người nọ tựa hồ như là đế tôn dưới tòa đại pháp tôn. Lúc này lại là không nghĩ tới đoạn thân mới vừa tiến lên một bước mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó còn lại là thuần dương kim cương nói, không phải tựa hồ, cái kia huyết người chính là đế tôn dưới tòa đại pháp tôn, tuy rằng hắn giờ phút này có biến hóa, nhưng là ta đối hắn rất quen thuộc, xác định chính là hắn. Dương Nghị Vân lại một lần ngốc. Như thế nào linh một ngụm trung đại tu la, hiện tại ở đoạn thân mới vừa cùng thuần dương kim cương trong miệng, biến thành đế tôn dưới tòa đại pháp tôn. Nếu thật là nói như vậy, đế tôn liền rất có vấn đề. Thậm chí còn toàn bộ 33 thiên điện thiên tộc thế lực liền đều có vấn đề. Chưa chừng đế tôn cái kia vương bát đản, cùng Tu La nhất tộc có rất sâu sâu xa. Hồi tưởng một chút, Linh vừa nói quá, Tu La tộc cũng không phải dễ dàng có thể chết, đặc biệt là Tu La tộc cao tầng, đồng dạng có một lần nữa niết bàn mà sinh cơ hội. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân cảm giác sự tình có điểm đại điều. Phải biết rằng đế tôn dẫn dắt 33 thiên điện, chính là thần giới thiên tộc bên ngoài thượng đệ nhất thế lực, đế tôn lão nhi càng là bị công nhận thần giới đệ nhất cường giả. Đương nhiên đây là minh bạch thượng cường giả.
Nhưng nếu là cùng Tu La tộc nhắc lên quan hệ, vậy hoàn toàn biến vị. Thần giới ở như thế nào loạn, nội đấu cũng hảo, tranh danh đoạt lợi từ từ cũng hảo, kia đều là thần giới việc. Nhưng Tu La nhất tộc hoàn toàn bất đồng a. Tu La nhất tộc là đến từ đệ tứ thế giới ngoại vật chủng tộc, là muốn xâm nhập thần giới thậm chí là hủy diệt tam giới đàn tộc. Nếu là đế tôn cùng Tu La nhất tộc có sâu xa, này nhưng chính là vấn đề lớn. Chính như linh một khu nhà ngôn, Tu La nhất tộc có chút người ẩn núp ở thần giới, lấy đoạt xá phương thức súng nước thần giới. Mà đế tôn nơi 33 thiên điện vô cùng có khả năng chính là một trong số đó. Nếu 33 thiên điện là thứ nhất, như vậy tất nhiên sẽ có thế lực khác tồn tại. Cứ như vậy chính là rất nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không biết, thần giới cái gì thế lực chung còn ẩn núp Tu La tộc. Hiện tại tuôn ra tới một tôn đại Tu La, cư nhiên là đế tôn dưới tòa tam đại pháp tôn chi nhất đại pháp tôn. Có tam đại pháp tôn, Dương Nghị Vân chém giết đệ tam pháp tôn, đệ nhị pháp tôn không biết rơi xuống, cái này đại pháp tôn cư nhiên là một tôn đại Tu La. Thực rõ ràng này một tôn đại Tu La rất cường hãn. Nhưng là lại bị thỏ ra dẫn theo tiểu phượng hoàng các nàng ở vây công. Tuy rằng không biết vì cái gì, tiểu phượng hoàng cùng thỏ ra các nàng cùng này một tôn đại Tu La đụng phải, nhưng Dương Nghị Vân biết không có thể buông tha đối phương. Gần nhất này một tôn đại Tu La bản thân chính là đế tôn dưới tòa, đây là địch nhân. Mà đến dùng linh một nói, Tu La nhất tộc đối thần giới nguy hại phi thường đại, thấy chi diệt chi. Dương Nghị Vân nguyên bản nghĩ tới đi hỗ trợ, nhưng là ngay sau đó lại dừng. Hắn muốn nhìn một chút tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi bọn họ sức chiến đấu. Nhiều năm như vậy không gặp, năm đó thỏ ra mang đi tiểu phượng hoàng các nàng nói là tiến vào chúng thần vực tu luyện, Dương Nghị Vân rất muốn biết các nàng hiện giờ thực lực đạt tới cái gì độ cao. Dựa theo hơi thở cảm giác xem Dương Nghị Vân biết các nàng thực lực đã đạt tới hợp đạo 3 tầng thậm chí càng cao cấp bậc, trong đó thỏ ra cái kia lão gia hỏa Dương Nghị Vân đều cảm giác không đến. Chính là địch nhân càng cường đại. Kia một tôn đại Tu La hơi thở, viễn siêu Dương Nghị Vân cảm giác. Thật là cái kình địch. Dựa theo trước kia thuần Dương Kim Cương nói, đại pháp tôn cũng chính là trước mắt đại Tu La là hợp đạo 3 tầng cường giả. Hiện tại xem ra không ngừng. Bất quá Dương Nghị Vân như cũ tin tưởng, có thỏ ra mang theo tiểu phượng hoàng các nàng chiến đấu, là có thể chiến thắng. Quả nhiên từ hố to trung lao tới lúc sau, tiểu phượng hoàng các nàng hợp lực mà chiến dưới. Đại Tu La bắt đầu có điểm chống đỡ không được. Đương nhiên hắn đối Tu La hoàn toàn là không hiểu biết, tạm thời xem đi xuống chính là. Lúc này lại là Linh Nghi hoặc nói, Thánh Thiên Tử nhận thức vài vị đại thánh. Dương Nghị Vân cười khổ nói, đâu chỉ là nhận thức, các nàng bên trong, có rất nhiều ta còn là phàm nhân hết sức liền đi theo ta, có chút là ta thân thủ làm nàng hiện thế. Chỉ có thỏ ra là cái ngoại lệ, mặt khác đều xem như cùng ta tại hạ giới một đường đi tới đồng bọn. Xem ra Thánh Thiên Tử quả nhiên cùng Thánh Thiên Đế sâu xa không cạn a, có một số việc hết thảy đã sớm ở vận mệnh chú định, năm đại thánh từ khai thiên thời đại chính là Thánh Thiên Đế trung thành nhất người theo đuổi, năm đó đại chiến ta còn tưởng rằng bọn họ đều ngã xuống, không nghĩ tới a, lại là ở vận mệnh chú định trọng sinh đều còn đuổi theo ngài. Linh hoàn toàn không có so cảm thán. Dương Nghị Vân nghe này Linh một có một lần nhắc tới Thánh Thiên Đế, rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi đừng tổng cho rằng ta là Thánh Thiên Đế trọng sinh, ta không phải bất luận kẻ nào, ta chính là ta chính mình. Không biết vì cái gì Dương Nghị Vân cảm giác người khác nói chính mình chính là cái gì truyền thừa người trọng sinh người nào đó thời điểm trong lòng là thực phản cảm. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều ở có thể tránh đi cái này đề tài, từ nhìn thấy Linh ngay từ đầu liền ở cố tình lảng tránh, nhưng hắn biết, có một số việc có lẽ vẫn là thật chính là chú định. Dựa theo Linh một nói, hắn chính là Thánh Thiên Đế chuyển thế người. Chỉ là Linh một chính mình đều nói, hiện tại còn không thừa nhận thân phận của hắn, nhưng lại là cam chịu tiểu tám bọn họ kêu chính mình vì thánh chủ. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, ngươi không thừa nhận, ta càng không thừa nhận. Thẳng đến tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi các nàng sau khi xuất hiện, Dương Nghị Vân thực rõ ràng cảm giác được Linh một đôi chính mình thái độ đều có biến hóa. Mà biến hóa này, khuynh hướng tới rồi hắn nói trong truyền thuyết Thánh Thiên Đế truyền lại đời sau thân phận. Nhưng... Dương Nghị Vân lại là cảm thấy thực phản cảm. Hắn phải làm chính là chính mình, mà không phải người khác. Vì thế đối với Linh vừa nói ra ta chính là ta lời nói. Linh trầm xuống mặc đi xuống, nhưng cuối cùng mở miệng nói, Thánh Thiên Tử không cần để ý có phải hay không Thánh Thiên Đế chuyển thế thân phận vấn đề, quả thật một đời đó là một đời, liền tính là ngài là Thánh Thiên Đế, kia cũng không phải là năm đó Thánh Thiên Đế,
một đời đương so một đời cường, quan trọng là lập tức. Đối với Linh một lời này, Dương Nghị Vân nghe xong cuối cùng là thoải mái một ít. Dù sao hắn cho rằng chính mình chính là chính mình, không phải bất luận kẻ nào, điểm này sẽ không thay đổi, cũng sẽ là hắn kiên trì đại đạo. Làm chỉ là chính mình. Mặt khác không để bụng. Về sau đừng gọi ta thánh chữ thiên, ta chán ghét cái này xưng hô. Dương Nghị Vân đối với Linh lạnh lùng hừ nói. Là, thánh chủ. Linh vừa thấy liếc mắt một cái nơi xa tiểu phượng hoàng mấy cái, chung quy hô lên một câu thánh chủ. Y ngươi xem bọn họ khả năng thắng qua cái kia đại tu la. Dương Nghị Vân nhìn nơi xa chiến đấu hỏi thần quái, hắn biết cái này thần bí nói Linh mới là chân chính đại năng hạng người, nếu nói đến ai khác đều là niết bàn mà sinh nói, như vậy Linh một gần là mất đi thánh thể cường đại tinh linh, hắn trước sau như một. Tương đương là từ khai thiên thời đại sống đến hiện tại chân chính cường giả, tất nhiên là ánh mắt độc đáo hạng người. Hỏi Linh một trận chiến đấu tình huống hẳn là sẽ không hỏi sai. Quả nhiên Linh trầm xuống vừa nói, nếu là chân chính thuần huyết đại tu la, chỉ bằng hiện tại năm đại thánh liên hợp đều không phải là đối thủ, chân chính thuần huyết đại tu la chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại mặc kệ là cái này đại tu la, vẫn là nói năm đại thánh, bọn họ đều xem như niết bàn trọng sinh giả, đều là xem như đỉnh. Mặt ngoài xem là năm đại thánh chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn diệt sát cái này đại tu la vẫn là không dễ dàng, thánh chủ thả lại bàng quan xem quan khán cũng là hảo. Sớm ngày hiểu biết một chút tu la sức chiến đấu, đối tương lai có chỗ lợi. Cái này đại tu la thực rõ ràng là mượn thể trọng sinh, tu vi thực lực đại đại yếu bớt, bất quá cũng không thể khinh thường, năm đại thánh tưởng bắt lấy hắn, thật đúng là không dễ dàng. Dương Nghị Vân vừa nghe, có chút lo lắng tiểu phượng hoàng các nàng, liền hỏi nói, các nàng có thể hay không có nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, hắn liền không chuẩn bị xem diễn, ra tay. Tạm thời còn khó nói. Năm đại thánh trung quy cũng là niết bàn trùng tu, còn không có trở lại đỉnh, hơn nữa thoạt nhìn trừ bỏ hỗn nguyên đại thánh ở ngoài, mặt khác tứ đại thánh tựa hồ chiến đấu thần thông đều mới lạ, bất quá trung quy là thần thú thân thể, nghĩ đến là sẽ không có hại. Linh vừa nói đến, Dương Nghị Vân nghe đến đó, không ở hỏi nhiều đi xuống, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, nếu là tình huống không đúng, hắn sẽ tùy thời ra tay. Hơn nữa hắn tin tưởng, Linh một cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nghe ý tứ Linh một cùng tiểu phượng hoàng các nàng mấy cái đều là lão người quen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ thật Dương Nghị Vân hiện tại rất sợ tiểu phượng hoàng bọn họ đều thay đổi, biến không quen biết chính mình. Dựa theo Linh một ý tứ, tiểu phượng hoàng các nàng chính là thánh thiên đế dưới tòa 10 đại thánh chung 5 cái, như vậy tính nói, còn có mặt khác 5 đại thánh đâu. Nhưng đừng đều cùng chính mình có quan hệ. Hắn là thực sự có điểm sợ hãi. Ngày xưa đồng bọn biến thành quân chủ quan hệ, này cũng không phải là hắn muốn. Bất quá Dương Nghị Vân cũng rõ ràng, hiện tại lo lắng là dư thừa, hết thảy phải đợi chiến đấu kết thúc mới được. Có một chút hắn biết Linh vừa nói đối, đó chính là quan khán trận này cường giả chi gian chiến đấu, với hắn mà nói là chuyện tốt, đặc biệt là đại tu la chiến đấu lực lượng, quan trọng nhất, này đem ảnh hưởng hắn về sau cùng tu la tộc chi gian ân oán vấn đề. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Hắn trên vai từ được đến thiên tâm kia một khắc khởi, cũng đã gánh vác thượng tương lai bảo hộ thần giới thậm chí là tam giới trách nhiệm. Tu la dân tộc di khu vực IE không phải tam giới sinh linh, đó là đến từ đệ tứ giới sinh linh, hoàn toàn cùng tam giới sinh linh là hai việc khác nhau. Là thuộc về xâm lược thần giới chủng tộc, không phải tộc ta tất có dị tâm, những lời này cũng đồng dạng thích hợp thần giới, tu la nhất tộc tới cấp thần giới chỉ có hủy diệt cùng giết chóc, không có bất luận cái gì hòa bình. Đây là tử địch. Bản thân liền không thuộc về cùng cái ảo cảnh hạ ra đời sinh linh. Dựa theo Linh một nói chuyện tu la nhất tộc chính là nghịch thiên hành sự, vì thiên sở bất dung, cái này thiên là ai? Nói chính là thánh thiên đế. Mà hắn cùng cái này thánh thiên đế phía trước cứ việc hắn làm không rõ ràng lắm, nhưng sự thật chứng minh, tất nhiên là sâu xa sâu đậm. Này phân trách nhiệm hắn trốn không thoát đâu, cũng không có cách nào trốn, thậm chí có thể nói, vì Liễu Lanh Canh hắn cũng không thể trốn. Bởi vì Liễu Lanh Canh liền ở U Minh giới. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sớm một chút hiểu biết tu la lực lượng, là phi thường tất yếu. Hiện tại nhìn lại, kia một tôn tu la cả người nhộn nhạo huyết quang rất là đáng sợ, mà tiểu phượng hoàng các nàng cũng đều thi triển ra bản năng thiên phú công kích. Tỷ như tiểu phượng hoàng miệng phun ngọn lửa, nàng bản thể trạng thái hạ toàn thân ngọn lửa thiêu đốt, miệng phun ngọn lửa đều là hồng trung mang bạch. Thực hiển nhiên tiểu phượng hoàng ngọn lửa đã tiến hóa tới rồi cực cao trình độ.
nhưng lại như cũ đối đại tu la không có hình thành bao lớn thương tổn, tất cả đều bị huyết quang chặn lại. Mà điêu nhi còn lại là di động chi gian lập lòe không chừng, sắc bén móng vuốt mỗi một lần đối với đại tu la xẹt qua đều có một đạo hư không cái khe xuất hiện, có thể thấy được điêu nhi hiện tại một chảo chi uy so với trước kia quả thực là khác nhau như trời với đất. Điêu nhi mỗi một kích đều có thể chuẩn xác công kích ở đại tu la trên người, hơn nữa ở đại tu la trên người lưu lại một đạo vết thương, nhưng lại thoạt nhìn cũng không có đối này một tôn đại tu la tạo thành bao lớn thương thế. Hơn nữa Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng, đại tu la trên người bị điêu nhi cắt qua vết thương, cư nhiên ở trong nháy mắt liền tự chủ chữa trị, nhiều lắm làm đại tu la ăn đau vài tiếng. Như thế cường hãn chữa trị năng lực, có thể nói biến thái. Dương Nghị Vân xem ở trong lòng cũng đều không khỏi trong lòng phát run, đại tu la bực này cường hãn thân thể, cũng đã xa xa vượt qua hợp đạo cấp bậc thần linh. Hắn trong lòng tự hỏi, hắn thân thể cường độ cũng làm không đến như thế thương tổn lúc sau nhanh chóng chữa trị năng lực. Chỉ cần điểm này đều chứng minh rồi đại tu la cường hãn đích xác không đơn giản. Vân lôi thú như cũ thể hiện rồi nó thiên phú toàn thân mệt lôi điện, phi thường thâm hậu màu tím lôi điện từ đỉnh đầu độ giác bùng nổ phát ra đều có thể hình thành lu nước giống nhau thô tráng. Mỗi một đạo cường đại lôi điện chi lực hung hăng khoác ở đại tu la trên người, cũng chỉ là làm đại tu la cả người chấn động, thoạt nhìn có điểm không đau không ngứa. Ngoài ra chính là nghe con này đầu kỳ lân thần thú công kích, giống giận dưới bọn họ một hàng cách thật xa đều có thể cảm nhận được kỳ lân một giống tâm thần chấn động, thực rõ ràng là cường đại nguyên thần loại công kích. Hơn nữa kỳ lân toàn thân thần quang bộc phát ra chính là 7 màu thần quang, một đợt tiếp theo một đợt đánh sâu vào ở đại tu la trên người, tuy là như thế, đại tu la cư nhiên cũng đều kháng hạ, bất quá nhìn rốt cuộc có điểm cố hết sức. Dương Nghị Vân trong mắt năm đó nghe con thật là trưởng thành. Khí thế ở tiểu phượng hoàng mấy cái giữa tựa hồ vẫn là mạnh nhất một cái. Cuối cùng là thỏ ra cái kia lão bất tử, đừng nhìn là vẫn luôn con thỏ bản thể, nhưng lão gia hỏa này, lại là gần người vật lộn, mỗi một kích đều có thể dừng ở đại tu la trên người, phát ra từng tiếng nặng nề tiếng động. Cũng đều làm đại tu la mỗi một lần lùi lại mà đi. Nhưng cho dù là như thế, cái này đại tu la thoạt nhìn cũng không có thu được bao lớn thương tổn. Thoạt nhìn là đại tu la bị động ở bị đánh. Kỳ thật Dương Nghị Vân trong mắt cũng không có thương đến đại tu la căn bản. Giống, mỗi một khắc đại tu la phát ra gầm lên giận dữ. Huyết quang tận trời. Lại là ngay sau đó chỉ thấy đại tu la sinh ra một đôi thịt cánh, này còn không có xong, ba đầu sáu tay theo sát sau đó giải quá ra tới. Thân cao nháy mắt đại tăng tới một quyền. Ngươi chờ chết. Đại tu tay áo trung phát ra gầm lên giận dữ. Giờ khắc này lại là bắt đầu phản kích. Hơi thở thượng cư nhiên cũng lần thứ hai đại tác phẩm. Một chút, Dương Nghị Vân đều cảm thấy tim đập nhanh. Linh Một ở thời điểm này trầm giọng nói, thánh chủ chuẩn bị ra tay đi, tu la hóa thân thực lực bạo tăng, lần này sợ là trực tiếp đạt tới hợp đạo về một nông nỗi, năm đại thánh trừ bỏ hỗn nguyên đại thánh ở ngoài, mặt khác bốn vị sợ là khiêng không được đại tu la cuồng bạo trạng thái công kích. Ân, ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta kỳ thật rất muốn biết, thực lực của ngươi như thế nào. Dương Nghị Vân gật đầu nói. Nói biết Linh Một cư nhiên trực tiếp xong xuôi nói, làm thánh chủ thất vọng rồi, ta tạm thời không thể động thủ, cũng sẽ không động thủ. Lời này làm Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, trong lòng có tức giận, ngươi không thể động thủ, ta đây muốn ngươi gì dùng. Chịu đựng lửa giận hỏi, vì sao không thể động thủ. Nhìn chằm chằm Linh Một, Dương Nghị Vân ánh mắt không tốt. Ý tứ là ngươi không cho ta một hợp lý do không thể được. Linh dường như trang sớm đã có trong lòng chuẩn bị, không cần hoảng không vội từ Dương Nghị Vân bả vai nhảy xuống đi, hóa thành phía trước uy nghiêm trung niên nhân bộ dáng nói, ta vừa động thủ tất nhiên bại lộ hơi thở, Tu La tộc năm đó đi theo Tu La vương chiến đấu đại Tu La, xem không đơn giản là trước mắt này một tôn đại Tu Lạc, thậm chí còn có so với mạnh hơn một mảng lớn Tu La tồn tại. Hiện giờ có thể xuất hiện một tôn đại Tu La. Nghĩ đến có mấy cái càng đáng sợ tu la cũng tất nhiên ở thần giới một lần nữa sống lại đây. Bọn họ nếu là cảm nhận được ta hơi thở, tất nhiên sẽ truy tìm tiến đến lúc đó lấy thánh chủ ngài hiện tại thực lực cùng thế lực chưa chắc chính là chuyện tốt, cho nên ta không tiện động thủ, ít nhất hiện tại không được. Cái này lý do hợp lý. Nhưng cũng nghe được Dương Nghị Vân nội tâm run lên. Không tự giác khóe miệng chiều chiều nói, hảo đi, vậy ngươi vẫn là đừng động thủ, ta tự mình thượng đi. Một tôn đại tu la đều thoạt nhìn như thế khó chơi, Linh Một cư nhiên nói, còn có càng cường đại tu la tồn tại, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Oanh!
giống, chi. Liền vào giờ phút này một tiếng vang lớn dưới, Dương Nghị Vân nghe được Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng thét dài. Vội vàng nhìn lại, lại là phát hiện Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng đồng thời bay ngược đi ra ngoài, trời cao trung học huyết sắc như mưa. Thượng, giờ khắc này Dương Nghị Vân không dám đang xem đi xuống, cục diện đã bắt đầu xoay chuyển, đại tu la hóa thành trưởng thành cánh ba đầu sáu tay lúc sau, thực rõ ràng chiếm cứ thượng phong, một kích dưới Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi đều bị thương. Đại tu la bùng nổ, làm Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi bay ngược đi ra ngoài, Dương Nghị Vân nhìn không được, sốt ruột. Mang theo Mai Tỷ cùng Đoạn Thân mới vừa, cùng với dư lại chín nói thánh yêu linh vọt đi lên. Tiểu Tám cùng mặt khác 10 cái thánh yêu linh đi tìm Hùng Hoan, đến bây giờ còn không có trở về. Bất quá cũng không quan trọng, đại tu la ở cường đại cũng chỉ là một cái, mà hắn lúc này qua đi chi viện Tiểu Phượng Hoàng các nàng liền không giống nhau. Lại nói Tiểu Phượng Hoàng các nàng sức chiến đấu, Dương Nghị Vân cũng thấy được, nhưng đều có thật đánh thật hợp đạo ba tầng cấp bậc thực lực, mấy năm nay các nàng trưởng thành bay nhanh, hiện tại xem ra chút nào không cần sốt ruột kém nhiều ít. Thậm chí có thể nói, Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi các nàng trưởng thành đã siêu việt hắn. Điểm này kỳ thật Dương Nghị Vân thực vui mừng. Ở trong lòng hắn Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn là thân nhân, Điêu Nhi liền không nói, đương người đó là cái thứ nhất đi theo ở hắn bên người. Còn có Hầu Đậu Đậu, nhưng là lần này hắn không thấy được, trong lòng có điểm mất mát. Mà Tiểu Phượng Hoàng hắn ở Sơn Hải giới thả ra, nhận làm muội muội, đặt tên Dương San Hồng, rốt cuộc nghé con cùng Vân Lôi Thú từ từ, liền ở Dương mẫu nhân trong lòng thứ chi, nhưng cũng là trở thành tiểu đồng bọn. Cho nên bọn họ trưởng thành, Dương Nghị Vân là vui nhìn đến. Đây là chuyện tốt. Có rất nhiều người cùng chuyện này, hắn yêu cầu hỏi thỏ ra cùng Tiểu Phượng Hoàng các nàng. Nhưng là hiện tại, thoạt nhìn Tiểu Phượng Hoàng bọn họ đối mặt cái này đại tu la một chốc vẫn là bắt không được. Lúc này hắn tự nhiên muốn ra tay. Dương mẫu nhân kỳ thật hiện tại đối thực lực của chính mình phi thường có tin tưởng, đặc biệt là tu luyện thành thiên phạt chi trưởng đệ nhất trưởng sau, nội tâm lòng tự tin là bạo lều. Cho chính mình đã làm dự đánh giá, mặt ngoài xem hắn tu vi tuy rằng là hợp đạo ba tầng, nhưng chân chính thực lực tự nhiên là không ngừng hợp đạo ba tầng. Đối thượng cái này đại tu la. Hắn là nóng lòng muốn thử, rất muốn đi đánh một trận. Vèo một chút, Dương Nghị Vân đầu tàu gương mẫu vọt qua đi. Lúc này giữa sân Tiểu Phượng Hoàng đám người cũng phát hiện Dương Nghị Vân. Ca, ca ca, lại là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng miệng phun nhân ngôn, ngữ khí vô cùng kích động kêu to lên. Dương Nghị Vân nghe được các nàng kêu to, đôi mắt cũng trong nháy mắt này đỏ. Nội tâm vô cùng vui mừng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Còn hảo các nàng không thay đổi, còn nhớ rõ chính mình. Này một tiếng ca, bao hàm rất nhiều tình cảm. Dương Nghị Vân huyền phù ở không, hồng mắt hướng bọn họ cười, hảo, các ngươi đều trưởng thành. Dừng một chút tiếp tục nói, trước giải quyết địch nhân lại ôn chuyện. Chi, pi, Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng phát ra vô cùng vui sướng thét giải thanh. Nhiều năm như vậy, các nàng rốt cuộc lại gặp được ca ca. Thời gian trôi qua dài hơn. Các nàng liền có bao nhiêu tưởng niệm ca ca. Rốt cuộc gặp được. Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi hốc mắt chung nước mắt tràn mi mà ra, nhưng lại là vui sướng nước mắt. Thét dài chung, các nàng phi phác mà đến, vần quanh ở Dương Nghị Vân bên người. Đi, chúng ta trước làm phiên cái này đại tu lạc lại nói. Dương Nghị Vân cười cười nói chuyện. Đối đầu kẻ địch mạnh ôn chuyện trước phóng một bên. Hơn nữa lúc này Dương Nghị Vân nội tâm vô cùng kiên định. Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi cũng chưa biến, đây là hắn vui mừng nhất. Chủ nhân, nghe con cùng Vân Lôi Thú cũng kêu to lên. Dương Nghị Vân cười ha ha, hảo hảo hảo, các ngươi đều không tồi. Chỉ có thỏ ra nhìn đến Dương Nghị Vân sau, lại là nói thầm một bên cùng đại tu la chém giết một bên mắng nói, tiểu tử còn chưa tới hỗ trợ. Tới Dương Nghị Vân đáp lại một tiếng. Ngay sau đó phi phác hướng đại tu la, trong miệng bạo giống, thiên phạt vạn vật. Một trường mà động, thần quang lộng lẫy, toàn bộ thiên địa mấy ngàn mét trong phạm vi hơi thở đại chấn. Cách hơn 20 mễ xa, đối với đại tu la chính là một trường đánh hạ. Ầm ầm ầm. Dương mẫu nhân một trường này đánh ra, thật sự là kinh thiên động địa, thanh thế to lớn. Một cái kim sắc thật lớn bàn tay thẳng đến đại tu la mà đi. Mà giờ phút này đang ở cùng đại tu la dây dưa thỏ ra, nhìn đến một trường này sau, quái kêu lên, ngọa tào. Thiên phạt chi trưởng, người cái nhãi danh cũng không lên tiếng kêu gọi. Thỏ ra trong miệng mắng,
lại là bỗng nhiên đối với đại tu la một kích lúc sau, chính mình đây là đột nhiên một dậm chân, như là đạn pháo giống nhau bắn ngược đi ra ngoài, vội vàng né tránh. Oanh! Giống a! Cơ hồ liền ở thỏ ra rời đi nháy mắt, Dương Nghị Vân một chưởng này đánh vào đại tu la trên người, tức khắc đại tu la phát ra kêu thảm thiết. Kim quang đại tác chói mắt. Thỏ ra tránh ở mấy chục mét ngoại, sắc mặt có điểm trắng bệch, lẩm bẩm tự nói, tiểu tử thúi quả nhiên là. Trong lời nói tựa hồ xác định cái gì, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Nhìn đại tu la trực tiếp bị Dương Nghị Vân một chưởng này đánh vào đại địa trung sau, thỏ ra thực may mắn chạy trốn mau, nếu không cũng muốn bị lan đến. Trừng mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái. Mà Dương mỗ nhân giờ phút này lại là không công phu để ý tới thỏ ra sắc mặt, kỳ thật vừa rồi hắn là cố ý vì này, bởi vì đối thỏ ra mang đi Mai tỷ cùng tiểu phượng hoàng bất mãn, trọng điểm là lão con thỏ cư nhiên làm hắn nữ nhân ăn như vậy nhiều đau khổ. Một trưởng này chính là vì trả thù một chút thỏ ra, đương nhiên hắn biết cũng sẽ không chân chính đánh vào thỏ ra trên người, nhiều nhất chính là lan đến một chút, sẽ không có đại sự nhi. Giờ phút này hắn một trưởng dưới trực tiếp đem đại tu la đánh vào đại địa, cũng không có dừng lại, chuẩn bị lại đến một kích, muốn cảm giác làm chết cái này đại tu la. Bất quá không đợi hắn động thủ, tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi hơn nữa nghé con vân lôi thú bốn cái rất có ăn ý theo sát đối đại tu la ra tay. Tiểu phượng hoàng ngọn lửa, Điêu Nhi lợi chảo phát ra lóa mắt quang mang vung lên mà đi, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, nghé con một giống tản mát ra đạo đạo bảy màu vòng sáng. Vân lôi thú một sừng thượng lôi điện bùng nổ. Toàn bộ tiếp đón ở đại tu la nơi ở. Tiểu phượng hoàng bốn cái phi thường có ăn ý, thoạt nhìn đều không phải là lần đầu tiên chiến đấu hợp tác. Như thế Dương Nghị Vân dừng tay. Hắn biết lần này liền tính là đại tu la bất tử, cũng muốn không sai biệt lắm. Đại tu la nơi ở xuất hiện một cái hố to, các loại năng lượng hơi thở tùy ý, bụi đất phi dương, trong lúc nhất thời đã không có động tĩnh. Mọi người đều huyền phù ở không. Nhìn chằm chằm đại tu la nơi ở. Đến là muốn nhìn cái này đại tu la đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Dù sao Dương Nghị Vân một trưởng lúc ấy ở thứ 8 tinh la bàn chính là dây hợp đạo 3 tầng cơ vô mệnh. Mà hiện tại vững chắc đánh vào đại tu la trên người sau, theo sát sau đó là tiểu phượng hoàng bốn cái công kích tiếp đón đi xuống. Liền tính là bất tử, sợ là cũng không sống nổi đi. Dựa theo phía trước linh một nói, đại một tôn đại tu la còn không có đạt tới thánh đạo cấp bậc. Căng chết chính là hợp đạo 5 tầng về một thực lực. Dương Nghị Vân tin tưởng chỉ cần không phải thánh đạo thực lực, này một đợt công kích dưới, hắn đại tu la cũng muốn xong đời đi. Đại gia đôi mắt đều nhìn chằm chằm phía dưới, không có thả lỏng. Vài phút sau, tùy ý năng lượng cùng bụi đất đều tan đi. Trong tầm mắt xuất hiện một cái mười mấy mét hố to, mà ở hố to chung, nhìn không thấy đại tu la thân ảnh, nhưng lại xuất hiện một đại quán máu. Đã chết đi. Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng. Nhưng Linh Một lại đây nói, còn không tính chết, tu la nhất tộc lấy huyết vì bổn, chỉ cần có một giọt máu tồn tại, bọn họ là có thể trọng sinh, ý tưởng làm luyện hóa này một sạp máu mới tính chân chính tiêu diệt, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Không phải tuyệt đối, có ý tứ gì? Dương Nghị Vân hỏi Linh Một. Linh vừa nói, người hiện tại nhìn là một bãi vết máu, thật là giết chết đại tu lạc, đôi mắt nhìn đến không sai, nói đã chết cũng không sai. Cũng không phải là tuyệt đối. Nguyên nhân ta cũng nói, đây là tu la nhất tộc, ra đời với u minh biển máu, lấy máu có thể trọng sinh, chỉ cần chẳng sợ còn tồn tại một giọt huyết cái này đại tu la đều có thể lại lần nữa sống lại, thậm chí là sở hữu tu la nhất tộc đều có thể sống lại, cho dù là gần một giọt huyết là được. Đây cũng là tu la nhất tộc đáng sợ chỗ, bọn họ căn bản chính là máu, thậm chí đều không có nguyên thần, có lẽ có nguyên thần nhưng tuyệt đối cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta cũng tìm không thấy. Đây cũng là chúng ta tam giới sinh linh cùng hắn đệ tứ giới sinh linh không giống nhau địa phương. Là tu la tộc đáng sợ địa phương, đương nhiên bị đánh thành một bãi huyết cũng nhất định là trả giá đại giới, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên là không thể khôi phục lại, mà càng là cao giai tu la khôi phục thời gian càng nhanh, phản chi cũng thế. Dương Nghị Vân có chút nghe minh bạch, nghĩ hắn nói cách khác, cái này đại tu la hiện tại bị chúng ta đánh chết, nhưng cũng có thể nói không chết, thậm chí có thể nói đã sớm thoát đi. Bởi vì chỉ cần có một giọt huyết liền có thể lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chẳng qua là yêu cầu thời gian một lần nữa khôi phục, ta như vậy lý giải đúng hay không? Đúng vậy, nhìn như một bãi máu, kỳ thật hắn không chết, lúc này sợ là một giọt huyết liền đã sớm chạy thoát, tu la nhất tộc nguyên thần ý thức, cùng chúng ta tam giới sinh linh là bất đồng, có thể tiến vào lấy máu bên trong.
Cho nên nói người căn bản là không biết hắn sẽ ở địa phương nào, lớn như vậy một bãi huyết, có lẽ không trốn, hắn còn tránh ở trong đó một giọt trong máu, cũng cho nên ta mới kiến nghị nghĩ cách đem này một đại quán máu bốc hơi rớt, cũng coi như một lần bổ đao, vạn nhất đại tu la ý thức liền tránh ở trong đó một giọt trong máu, cũng có thể giết hắn, liền tính không có cũng là một cái an tâm. Linh vừa nói, có đạo lý, Dương Nghị Vân gật gật đầu. Giờ phút này hắn nhìn phía dưới hố to chung máu nói, đãi ta trước xem xét một chút, này một quán trong máu hay không có ý thức tồn tại. Nói Lạc Dương Nghị Vân thần thức nhìn quét mà đi. Lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, cho dù là một cái cho bụi có cái gì vừa động, đều đừng nghĩ giấu giếm được hắn, bởi vì hắn được đến thiên tâm lúc sau, liền phát hiện chính mình thần thức đã được đến một lần bay vọt thăng hoa, thậm chí đều không thể xưng là thần thức, dù sao phi thường nhạy bén cao giai. Chính hắn đều không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì cấp bậc. Thần thức nhìn quét dưới, Dương Nghị Vân cơ hồ là đào ba thước đất kiểm tra, không có phát hiện có bất luận cái gì ý thức dao động tồn tại. Hắn biết đại tu la tất nhiên đã chạy thoát đi. Thu hồi thần thức, Dương Nghị Vân đối Tiểu Phượng Hoàng nói, san hồng phóng hỏa thiêu làm này một quán máu. Tốt ca ca, Tiểu Phượng Hoàng huyền phù ở trên không trả lời, vỗ cánh chim, đối với phía dưới hố to há mồm phun ra một cổ ngọn lửa. Ầm vang,